Được rồi, tôi chờ điện thoại của cậu. Khâu Nguyên Phong gật đầu nói. Sếp Khâu, anh sao không kiếm một chiếc điện thoại di động? Triệu Quốc Đống thử hỏi. Bỏ đi, thứ đó rất đắt. Bây giờ ngoài sếp Chu có một chiếc, ngay cả lão Đậu cũng không có. Tôi cũng không muốn trội hơn. Khâu Nguyên Phong lắc đầu nói. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng ở ngoài sân nói vọng vào. Bí thư Bao và trưởng phòng Chu tới. Triệu Quốc Đống và Khâu Nguyên Phong vội vàng xuống lầu. Hai xe Santana, một xe biển Anna, một xe biển cảnh sát tiến vào. Bí thư Bao, trưởng phòng Chu. Triệu Quốc Đống đứng nghiêm chào hai vị lãnh đạo. Quốc Đống, người bắt được chưa? Có ai bị thương không? Đã bắt được hết, không ai bị thương. Triệu Quốc Đống nói. Ừ, lão Chu, xem ra đồn công an Giang Miếu rất có sức chiến đấu. Phó Bí thư huyện ủy kiêm Bí thư đảng ủy công an, Bao Thái Bình cười nói với Chu Tinh Văn. Bây giờ đang yêu cầu trẻ hóa cán bộ, chúng ta cần mạnh dạn sử dụng cán bộ như Quốc Đống. Sự thật chứng minh quan điểm của chúng ta không sai. Chu Tinh Văn cười nói. Đúng thế, cơ quan công an chính là cần phải bỏ đi tư tưởng xếp hàng trước đây, phải đưa người có năng lực lên, người kém năng lực xuống. Y chưa dứt câu thì ngoài cửa lại vang lên tiếng phanh xe. Một chiếc xe cảnh sát cùng hai chiếc xe 16 chỗ dừng trước cửa đồn công an Giang Miếu. Cục trưởng Hồ, đây là phó bí thư huyện ủy chúng tôi, Bí thư Bao. Đây là cục trưởng Hồ của cục công an. Hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt, Chu Tinh Văn thấy cảnh sát đã bị bắt, mà cục trưởng Hồ kia cũng dẫn theo một đám đặc vụ tới nơi. Chuyện đã giải quyết khiến tâm trạng lãnh đạo khá vui vẻ. Hồ Hạ nhanh chóng tiến hành báo cáo tin tức hai hung thủ đã bị bắt ở Giang Khẩu. Chu Tinh Văn bố trí Triệu Quốc Đống nhanh chóng đi chuẩn bị cơm trưa. Chẳng qua lần này tới gần 80 người khiến nhà hàng lớn nhất ở thị trấn Giang Miếu không làm được nhiều như vậy. Vì thế chỉ có thể chia ra vài quán. Quốc Đống, cậu đi bố trí một chút, gọi cả Nguyên Phong rồi cùng về Giang Khẩu. Chu Tinh Văn gọi Triệu Quốc Đống lên rồi nói. Nơi này giao cho Lão Liêu, người để ở Giang Miếu chờ bên Lam Sơn sang nhận. Cục trưởng Hồ mới nhận chức chưa lâu, lần này hiếm khi tới Giang Khẩu. Các cậu coi như lập công lớn, xem có thể trình bày với cục trưởng Hồ để nhận huy chương không? Bí thư Bao nói chiều nay đài truyền hình huyện sẽ tới ghi hình. Sau khi ăn xong cậu phải về đây ngay. Nghe Chu Tinh Văn bố trí như vậy, Triệu Quốc Đống lập tức đi chuẩn bị. Hắn bảo Tiết Bích Cầm chuẩn bị 2.000 tệ rồi lên xe Chu Tinh Văn chạy tới Giang Khẩu. Trương Đức Tài nhìn Triệu Quốc Đống lên xe Chu Tinh Văn, mình lại bị chỉ định lưu lại canh phạm nhân, y rất buồn bực. Triệu Quốc Đống sao may như vậy? Ngay cả chuyện này nó cũng gặp. Cũng có người buồn bực như Trương Đức Tài đó là Hoàng Hóa Thành. Thấy Triệu Quốc Đống được lãnh đạo huyện ủy, công an huyện coi trọng như vậy, y đúng là như bị sát muối vào lòng. Chẳng lẽ mình kém hắn như vậy sao? Không, Hoàng Hóa Thành không thừa nhận điểm này. May mắn, chủ yếu là may mắn. Hoàng Hóa Thành ngày càng cảm thấy đội cảnh sát hình sự không tốt mấy. Vị trí sắp xếp trong đội là quá cao, mấy tên cảnh sát cũ tinh danh như ma, y ở đây không thể phát huy được. Dù là phá án cũng là công lao của mọi người, căn bản không thể lộ năng lực cá nhân. Xem ra phải quyết tâm xuống đồn công an nông thôn mới được. Như vậy mình mới có thể thành ngôi sao. Quyển 2, chương 414, tạo thế. Khác với Loan Trinh Viễn, Chu Tinh Văn thích ăn ở nhà hàng Giang Thành, đây là kiến trúc cao nhất Giang Khẩu. Trên tầng 10 có thể quan sát cả huyện Giang Khẩu. Triệu Quốc Đống cũng không phải lần đầu cùng Chu Tinh Văn ăn ở đây. Sau bữa ăn ở nhà hàng Gia Hòa, Triệu Quốc Đống cảm thấy thái độ của Chu Tinh Văn đối với mình thay đổi hẳn. Y không biết là vì Thái Chánh Dương, Hùng Chính Lâm hay là lưu đồn công an, nhưng hắn đoán có thể là vế sau. Dù sao sức ảnh hưởng của Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm chưa đủ để ảnh hưởng tới tiền đồ của Chu Tinh Văn. Hơn nữa hắn chủ động dựa vào là một nguyên nhân rất quan trọng, nói cách khác hắn đã dần dần đi vào trung tâm của Chu Tinh Văn. Triệu Quốc Đống biết có thể tham gia mấy bữa ăn của Chu Tinh Văn thì có nghĩa mình thành người của lãnh đạo. Chu Tinh Văn thực ra cũng được, là người xuất thân từ cảnh sát hình sự, nghiệp vụ chắc, năng lực mạnh, tính cách nóng nảy nhưng lại hào sảng. Hơn nữa trong các cuộc nhậu thì Triệu Quốc Đống đã uống giúp Chu Tinh Văn không ít, quan hệ giữa hai người đã tăng lên nhiều. Sau khi ăn xong, các lãnh đạo muốn đi nghỉ, Triệu Quốc Đống đang chuẩn bị tính tiền thì Chu Tinh Văn đã xua tay nói. Quốc Đống, không cần như vậy, ở đây do phòng thanh toán. Vâng, sếp Chu cũng đừng nói tôi không khách khí. Triệu Quốc Đống cũng không khách khí, có thể tiết kiệm được thì càng tốt. Tôi xin phép về Giang Miếu. Ừ,
cậu đi đi, lợi dụng cơ hội này tuyên truyền thì sẽ có lợi. Chu Tinh Văn suy nghĩ một chút rồi nói. Khu khai phát có thể sẽ được phê chuẩn. Nếu như vậy thì huyện dự định thành lập đồn công an khu khai phát, cậu có hứng thú không? Khâu Nguyên Phong trước đó đã dẫn Bao Thái Bình và Hồ Hạ vào phòng nghỉ, trên hành lang chỉ còn hai người. Triệu Quốc Đống hơi động tâm mà nói. Ha ha, nếu sếp Chu cho rằng tôi có thể đi thì tốt quá. Ừ, cứ tạm như vậy đã vì còn phải xem được phê duyệt không. Khu khai phát có không ít chuyện phiền phức, cũng là nơi rèn luyện. Chu Tinh Văn gật đầu nói. Triệu Quốc Đống chạy con xe Jeep của Khâu Nguyên Phong về. Xe này chạy khá tốt, chẳng qua nó đã cũ nên hệ thống giảm xóc kém khiến người lái không được thoải mái. Xem ra đồn công an khu khai phát nhất định sẽ thành lập. Chẳng qua đám người Chu Tinh Văn chưa xác định ai đến đồn công an khu khai phát. Mặc dù cũng có ý tưởng cho hắn tới nhưng xem ra có không ít người nhằm vào vị trí này. Có một số việc Chu Tinh Văn cần cân nhắc, chỉ sợ mình phải hoạt động. Triệu Quốc Đống suy nghĩ xem mình có nên tới đồn công an khu khai phát không. Nhất là bây giờ đồn công an Giang Miếu đã đi vào quỹ đạo, công việc triển khai khá tốt, nhân viên trong đồn cũng đồng tâm hợp lực, hơn nữa bãi cát còn ở đại quan khẩu thì nắm rõ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đến khu khai phát tất cả phải bắt đầu từ đầu. Khu khai phát là miếng mồi béo, lãnh đạo ban quản lý chỉ sợ là người có lai lịch, hơn nữa bởi vì hàng năm thu nhiều ruộng đất nên có mâu thuẫn với nông dân, công tác nhất định không thuận lợi như ở Giang Miếu, hơi không cẩn thận là có vấn đề. Đây đúng là một nơi khó đụng tới. Chẳng qua vị trí đồn công an khu khai phát rất quan trọng, được đề bạt tất nhiên đồn công an nông thôn như Giang Miếu không thể so sánh. Chỉ riêng điểm này cũng đáng để mọi người phấn đấu. Nữ phóng viên xinh đẹp của đài truyền hình đã hấp dẫn không ít người, nhất là đồng chí Tiểu Trần của đồn công an càng không ngừng đi quanh nữ phóng viên. Triệu Quốc Đống thấy thế mà có chút buồn cười. Trong mắt hắn thì nữ phóng viên này mặc dù cũng được nhưng không bằng Khổng Nguyệt hay Hàn Đông. Nữ phóng viên có lẽ không cam lòng vì Triệu Quốc Đống không để ý đến cô cứ quấn lấy Triệu Quốc Đống mà phóng viên. Mãi đến khi cuộc phóng viên kết thúc thì Triệu Quốc Đống cũng không hỏi tên cô, điều này làm cô rất bực bội và bị tổn thương. Tiểu Hàn, điện thoại. Ai vậy chị? Hi hi, một người đàn ông, có phải bạn trai em không? Nữ đồng nghiệp trêu làm tim Hàn Đông đập mạnh. Alo, ai thế? Anh. Triệu Quốc Đống gách chân lên bàn mà nói. Quốc Đống, hừ, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian gọi cho người ta. Hàn Đông hừ một tiếng, cô rất muốn dập máy nhưng không làm được. Ha ha, xin lỗi mà, thời gian này anh bận nên không tới thăm em. Cũng không gọi được cho em. Hôm nay vừa mới phá được vụ án xong nên rảnh. Triệu Quốc Đống có thể nghe ra Hàn Đông bực bội nên vô thức gãi đầu giải thích. Hừ, vậy anh làm việc của mình đi, còn gọi làm gì? Hàn Đông vẫn không chịu bỏ qua cho hắn. Đừng như vậy mà, Tiểu Đông, anh xin lỗi mà. Triệu Quốc Đống biết cách đối phó mấy cô gái này. Anh có chuyện liền nghĩ tới em ngay. Chuyện gì? Hàn Đông cảm thấy có chút ngọt ngào nên bớt giận hơn. Ban tuyên giáo bọn em có liên lạc với tòa soạn không? Có thể tìm người quen phụ trách mảng cơ quan công an không em? Triệu Quốc Đống nói. Vừa phá được hai vụ án rất lớn, thời gian trước cũng phá được vài vụ án nên muốn nhờ em giúp tìm người tuyên truyền. Anh muốn lên nhật báo Ando. Hàn Đông do dự một chút rồi nói. Em hỏi một chút, ngoài ra vụ án của anh là thật không đó? Tiểu Đông, em có ý gì vậy? Chẳng lẽ anh còn lừa em? Đều là thật đó. Phá được hai đám tội phạm, ngoài ra còn phá vụ án trộm máy móc của nhà máy dệt. Hôm nay bắt được hai hung thủ giết người mà sở công an truy nã. Sao, 3-4 tháng làm như vậy có đủ không? Nếu là như vậy thì em có thể đề cử với tòa soạn. Chẳng qua anh cũng biết nhật báo Ando là báo của thị ủy, cho dù vụ án lớn cũng phải có lai lịch. Anh đưa nhiều nội dung như vậy thì sợ không dễ. Hàn Đông lên ban tuyên giáo thị ủy mấy tháng nên cũng hiểu quy củ trong này. Là sao em? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Tốt nhất là tạo thế ở huyện trước, sau đó thông qua ban tuyên giáo huyện ủy báo cáo lên ban tuyên giáo thị ủy, như vậy dễ hơn. Cũng nên liên hệ với Cục Công an thành phố để thông báo sang thị ủy. Hàn Đông nhắc Triệu Quốc Đống một chút. Triệu Quốc Đống lúc này mới hiểu nếu muốn nổi tiếng cũng không dễ. Nếu không phải bên trên có ý tạo thế thì anh phá án chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Ừ, anh hiểu, lúc ấy gõ gõ giúp anh là được. Việc khác anh sẽ làm tốt. Triệu Quốc Đống nói với giọng đầy tự tin làm Hàn Đông cảm thấy là lạ. Người đàn ông này cô mãi không thể gạt khỏi tim mình.
hắn chỉ hơi gọi tới là hiện ra đầy trong đầu cô, không vì thời gian, hoàn cảnh mà mất đi. Hừ, em nhớ chuyện của anh, nhưng hình như anh quên lời hứa với em thì phải. Ha ha, không quên mà, hết bận anh sẽ lên An Đô thăm em. Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Quyển 2, chương 45, nguyên tắc. Triệu Quốc Đống nói được làm được. Sáng hôm sau hắn báo cáo với Phó Bí thư Công an huyện phụ trách tuyên truyền, Mã Bằng, báo cáo về thành tích chủ yếu của đồn công an Giang Miếu làm được từ đầu năm. Mã Bằng nghe xong rồi tỏ vẻ sẽ liên lạc với ban tuyên giáo, lợi dụng tin này tuyên truyền điển hình của đồn công an Giang Miếu, qua đó tạo hình ảnh của công an huyện Giang Khẩu. Một tuần sau trên nhật báo An Đô xuất hiện bài viết, kiếm ra khỏi vỏ, đồn công an Giang Miếu, công an huyện Giang Khẩu phá án thành công. Bài viết này kể lại những thành tích của đồn công an Giang Miếu từ phá đám lưu manh Tào Kiến, phá đám trộm cắp ở nhà máy dệt, phá vụ án giết người ở huyện Bình Xuyên. Trọng điểm giới thiệu bộ máy đồn công an Giang Miếu rất đoàn kết, có thể vượt khó khăn phá án lớn. Triệu Quốc Đống không ngừng đọc đi đọc lại bài viết, phải nói bài này viết khá thật, ba vụ án lớn kia đều viết vây quanh việc xây dựng đội ngũ đồn công an. Bề ngoài không nói tới hắn mấy nhưng Triệu Quốc Đống làm trưởng đồn thì có công lao rõ ràng. Quốc Đống, chú xem gì mà chăm chú thế? Dương Thiên Bồi vào thấy Triệu Quốc Đống đang vùi đầu đọc báo, đến khi Dương Thiên Bồi lên tiếng thì hắn mới phát hiện ra. Dương ca tới à? Triệu Quốc Đống bỏ báo xuống rót trà cho Dương Thiên Bồi rồi nói. Ha ha, chiến tích huy hoàng của em lên nhật báo An Đô, em cũng muốn tự mê mình. Ồ, Dương Thiên Bồi có chút hứng thú cầm báo lên đọc. Tốt quá, Quốc Đống. Lên nhật báo An Đô thì không chừng vị trí của chú sẽ được động. Đâu có việc đó, chỉ một bài báo thì có tác dụng mấy chứ? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Hôm qua chú đến công ty à? Thời gian này anh ở công trường, chú không gọi điện báo trước gì cả. Dương Thiên Bồi đã mua điện thoại di động, y là người giám sát công trình nếu không có cái này sẽ không tiện. Dương ca bận việc nên em không quấy rầy. Có phải có việc gì không? Dương Thiên Bồi thấy Triệu Quốc Đống có chút do dự thì đoán đối phương có việc gì khó. Vâng, có chút chuyện muốn nói với Dương ca. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút và xem nên nói như thế nào. Chú có việc gì cứ nói, nếu làm được thì anh sẽ làm. Dương Thiên Bồi biết Triệu Quốc Đống không dễ nhờ người, như vậy nhất định có việc lớn. Dương ca, em muốn vay anh một khoản. Bao nhiêu? 800 ngàn, càng nhiều càng tốt. Triệu Quốc Đống nói. Quốc Đống, anh vốn không nên hỏi nhưng khoản tiền lớn như vậy thì chú làm gì? Dương Thiên Bồi nhíu mày nói. Em định tháng 9 này tới Thượng Hải, bên đó có cơ hội. Triệu Quốc Đống không giấu. Cổ phiếu ư? Dương Thiên Bồi rất nhạy cảm nên đoán ra ngay. Vâng, lên thị trường chứng khoán. Triệu Quốc Đống biết Dương Thiên Bồi không thích thị trường chứng khoán mấy, y cho rằng tiến từng bước là chuẩn nhất. Quốc Đống, chú biết quan điểm của anh. Anh vẫn phản đối đầu cơ vào thị trường chứng khoán, đó là đánh bạc, không kiếm được tiền. 1 triệu thì anh có thể nghĩ được biện pháp, nhưng anh không thể. Đây là vấn đề nguyên tắc, bởi vì công ty phải đảm bảo tài chính luân chuyển. Nếu chú thất bại thì anh không sao, nhưng công ty còn có 120 người cần ăn cơm. Dương Thiên Bồi lắc đầu nói. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Hắn biết Dương Thiên Bồi rất nguyên tắc, mặc dù bạn tốt đến đâu thì Dương Thiên Bồi cũng không làm trái nguyên tắc của mình. Ha ha, Dương ca cứ coi như em chưa nói được không? Triệu Quốc Đống nhún vai. Hắn sớm biết kết quả nên không ngạc nhiên. Quốc Đống, anh không giúp chú có phải vẫn muốn tới Thượng Hải? Vâng, em cũng có mấy trăm. Anh biết hồi Tết em lãi một khoản, cho nên định cầm số tiền này đi thử. Triệu Quốc Đống nói. Chú đã quyết định. Vâng. Được, anh có 200 ngàn, ngoài ra anh lấy danh nghĩa cá nhân đến ngân hàng vay 300 ngàn cho chú. 500 ngàn đó là con số tối đa của anh. Dương Thiên Bồi từ từ nói. Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Dương ca, không nên như vậy. Nếu em thua thì anh không phải sẽ nợ sao? Anh em với nhau không cần nói điều này. Anh biết chú làm việc rất chắc chắn. Chẳng qua thị trường chứng khoán rất nguy hiểm, chú phải cẩn thận. Anh làm như vậy cũng không đi ngược nguyên tắc của mình, trong lòng cũng tự tin. Đừng khách khí với anh. Tháng 9 chú cần, tháng 8 anh sẽ đưa cho chú. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Dương ca, em không khách khí nữa. Nhiều nhất là 2 tháng khoản tiền này sẽ về. Ừ, Quốc Đống, anh nhắc chú cổ phiếu chỉ là đầu cơ. Chú nếu muốn làm lớn thì làm bãi cát đi. Như vậy tốt hơn nhiều.
Dương Thiên Bồi biết Triệu Quốc Đống không hài lòng với hiện tại, ánh mắt nhìn xa, có dã tâm. Chẳng qua Triệu Quốc Đống mặc dù làm cảnh sát nhưng rất nghiêm chỉnh, không giống đám cảnh sát bây giờ hay dựa vào thân phận mà kiếm tiền loạn lên. Ha ha, Dương ca, ngày nào công ty xây dựng số 2 của anh cải cách, anh là ông chủ riêng thì em sẽ tham gia cùng. Còn người khác thì em không yên tâm. Triệu Quốc Đống nói là có nguyên nhân. Thái Chánh Dương đã tổ chức cho các chủ tịch huyện, các phó chủ tịch huyện phụ trách công nghiệp đến Sơn Đông tham quan, chuẩn bị sang Chiết Giang cảm nhận hiệu quả do cải cách mang tới. Thái Chánh Dương bước một bước lớn như vậy nghe nói có liên quan tới phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô, Ninh Pháp. Ninh Pháp là người Thượng Hải, 38 tuổi, có bằng thạc sĩ. Trước khi đến tỉnh An Nguyên thì y là bí thư thị ủy một thành phố của Chiết Giang. Nghe giọng của Thái Chánh Dương thì tư tưởng của Ninh Pháp rất xa, rất nhiều ý kiến hợp với Thái Chánh Dương. Nhất là việc cải cách cơ chế công ty nhà nước và quan điểm phát triển kinh tế tư nhân lại có cái nhìn chung với Thái Chánh Dương, điều này làm Thái Chánh Dương rất phấn chấn. Ninh Pháp nhận chức được vài tháng liền tỏ sự mạnh mẽ, cho nên y ủng hộ làm Thái Chánh Dương thực hiện trước Liễu Đạo Nguyên mà tổ chức cho các chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện phụ trách công nghiệp của An Đô ra ngoài khảo sát. Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ nghe thấy ý trong lời của Thái Chánh Dương. Nếu như kinh nghiệm hai tỉnh kia phù hợp với An Đô, cũng có thể tiến hành thí điểm ở vài huyện An Đô. Giang Khẩu là huyện có công nghiệp hơi kém có thể thành nhóm thí điểm đầu tiên. Cải cách công ty xây dựng số 2, còn có thể chuyển thành công ty tư nhân. Vậy đám nhân viên kia không nuốt sống anh sao? Dương Thiên Bồi không hề nghĩ tới việc này. Không chắc, cải cách sẽ khiến cho phát triển, chỉ cần đạt mục đích này thì thử thế nào cũng được. Về phần nhân viên thì bọn họ vẫn có thể làm chủ như bây giờ. Đưa ra quy chế cổ phần, ai bỏ nhiều tiền thì người đó làm chủ. Triệu Quốc Đống cười nói. Có chuyện đó nữa sao? Quốc Đống, có phải Duyên Hải cũng làm như vậy? Vâng, đây là xu thế tất yếu. Chẳng qua muốn xem lúc nào việc này áp dụng ở tỉnh An Nguyên. Nếu thật là như vậy thì anh nghĩ nên bắt đầu từ công ty xây dựng số 1 mới đúng. Dương Thiên Bồi cẩn thận suy nghĩ lời của Triệu Quốc Đống. Không chắc, công ty xây dựng số 1 là công ty cấp 2 nên nhiều nhân viên, tài sản lớn, hiệu quả kinh doanh cao nên sợ có nhiều người phản đối. Nhưng công ty xây dựng số 2 của anh thì nhỏ, ít nhân viên, hiệu quả kinh doanh không cao, cải cách công ty như vậy dễ hơn. Ha ha, chú càng nói càng có vẻ sẽ làm như vậy. Chẳng qua nếu có ngày như vậy thì chú cũng nên mua cổ phần chứ. Dương Thiên Bồi cười nói. Không vấn đề gì. Triệu Quốc Đống lập tức đồng ý. Quyển 2, chương 46, số mệnh. Tháng 7, 8 là thời gian đồn công an bận nhất. Trời nóng nên người ta dễ tức giận. Hơn nữa trời nóng nên hay uống bia khiến sự khống chế mình giảm đi, các vụ việc đánh nhau tăng mạnh. Phụ nữ mặc ít vải sẽ khiến dục vọng đàn ông tăng lên. Các vụ án sàm sỡ phụ nữ cũng tăng lên. Mùa hè cũng là giai đoạn quan trọng chống đánh bạc. Nhiệm vụ hàng năm chủ yếu hoàn thành trong giai đoạn này. Thành tích của đồn công an Giang Miếu 2 tháng nay khá được. Hai vụ án tố cáo bị sàm sỡ đã được phá, chẳng qua mới đầu là hai bên tình nguyện, cuối cùng lại thành một bên không muốn, bên kia lại mạnh tay. Đưa sang viện kiểm sát thì cuối cùng khó có thể nhận định, thẩm vấn một thời gian rồi thả người. Mấy vụ án uống say đánh nhau cũng đã phá được, mấy vụ này rất đơn giản, tài liệu cũng không phức tạp, chỉ cần xác minh người, khám định thương tích là xong. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại không dễ dàng, nếu không có bất ngờ gì thì đến tháng 9 cơn lốc cổ phiếu sẽ diễn ra. Triệu Quốc Đống đang tích cực tụ tập tài chính. Địa vị của Liễu Đạo Nguyên bây giờ đã khác nên không có hứng thú. Chẳng qua hai người Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm lại bỏ ra 50.000 thử. Lưu Triệu Quốc thì không hề do dự giao hết 200.000 cho Triệu Quốc Đống. 500.000 của Dương Thiên Bồi cũng được đưa đến cho Triệu Trường Xuyên. Hơn nữa lãi từ bãi cát trong mấy tháng qua khiến bản thân Triệu Quốc Đống có được 400.000, tổng cộng 1,2 triệu tiền được chuyển tới cho Triệu Trường Xuyên. Triệu Trường Xuyên thấy nhiều tiền như vậy mà rất lo lắng. 1.2 triệu, ở tỉnh An Nguyên năm 92 thì đó là con số khổng lồ, số tiền này có thể làm những gì? Đức Sơn, Trường Xuyên. Cuối tuần này hai thằng đi, đến Thượng Hải làm quen tình hình một chút. Bây giờ đã là cuối tháng 8, hai thằng đến một công ty chứng khoán đăng ký tài khoản. Triệu Quốc Đống ngồi trên giường mà nói. Anh, rốt cuộc có tin gì vậy? Đức Sơn khá nóng nảy nên không nhịn được. Có tin gì thì bọn mày cứ xem, tháng 9 thì anh sẽ dành thời gian tới Thượng Hải một chuyến. Triệu Quốc Đống không thèm để ý tới Đức Sơn.
đi máy bay đi, ngoài ra thuê một phòng ở khách sạn gần thị trường chứng khoán. Hai thằng đàn ông thì cũng đừng tự hành hạ mình. Đi máy bay, anh, máy bay có rơi không? Đức Sơn hưng phấn xoa xoa tay. Hừ, rơi còn gọi là máy bay sao? Triệu Quốc Đống chừng mắt nhìn thằng em rồi nói. Ngoài ra hai bọn mày trước khi đến Thượng Hải thì lên Ando mua một điện thoại di động. Lần này ngay cả Triệu Trường Xuyên cũng rất hưng phấn. Điện thoại di động, thứ này đi đâu cũng là tượng trưng của đẳng cấp. Anh, có cần vậy không? Hơn 30.000 đó. Triệu Trường Xuyên có chút hưng phấn mà nói. Trường Xuyên, mua một điện thoại di động là có việc để làm, đến lúc đó chúng ta luôn giữ được liên lạc. Sau khi về thì anh cũng có thể dùng. Đức Sơn há hốc mồm mà cười, nghe thấy thằng em nói như vậy thì sợ Triệu Quốc Đống đổi ý nên y vội vàng ngăn lại. Ừ, Đức Sơn nói đúng, có thứ này AH có thể liên lạc với hai thằng bất cứ lúc nào. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi nói. Lần này không được làm trái ý anh. Nếu không phải do công việc không được xin nghỉ phép dài ngày thì Triệu Quốc Đống đúng là muốn tới xem kích thích kiếm tiền ra sao. Hơn 1 triệu đối với người bình thường là con số khổng lồ. Nhưng ném vào thị trường chứng khoán thì nó không tạo được chút tăm hơi nào. Khi Khổng Nguyệt vào phòng, Đức Sơn và Trường Xuyên biết ý mà đi. Khổng Nguyệt đã không còn xấu hổ như trước, số lần tới nhà Triệu Quốc Đống tuy không nhiều nhưng Trường Xuyên và Đức Sơn đều hiểu chuyện. Chỉ cần Khổng Nguyệt xuất hiện là bọn nó lấy cớ rời đi. Quốc Đống, em thấy Đức Sơn và Trường Xuyên có vẻ rất hưng phấn, có chuyện gì thế? Khổng Nguyệt ngồi trên giường rồi hỏi. Ừ, bọn họ có việc phải ra ngoài. Anh dặn hai thằng. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào tường rồi nói. Đi ra ngoài, đi đâu vậy anh? Khổng Nguyệt kinh ngạc nói. Không làm gì cả, để hai thằng ra ngoài mở rộng tầm mắt. Triệu Quốc Đống nói. Tiểu Nguyệt, lúc nào chúng ta cũng đi du lịch một chút chứ? Ai đi với anh, không đi làm à? Khổng Nguyệt xấu hổ đỏ mặt lên. Đi làm. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng trong lòng. Nhà máy dệt có thể còn bao lâu nữa chứ? Ừ, chờ lúc nào Tiểu Nguyệt rảnh thì chúng ta đi ra ngoài cũng không muộn. Tối anh có đi nhảy không? Không đi, nóng lắm, hay là chúng ta đi bơi? Triệu Quốc Đống cười nói. Đi bơi. Khổng Nguyệt lập tức cảm nhận ánh mắt Triệu Quốc Đống nhìn lướt trên người mình, một cảm giác khó hiểu chạy khắp người cô. Đi thôi, bơi cho mát. Triệu Quốc Đống nói với giọng không cho chống cự. Sông Ninh Giang rất trong, không ít người nhà máy dệt thích đến đây bơi. Bây giờ nước chưa ô nhiễm mấy, nam, nữ, già trẻ bình thường đều bơi ở quanh đây. Hai người Triệu Quốc Đống đến đây thì thấy ở đây đã có rất nhiều người. Thấy thế, Triệu Quốc Đống liền kéo Khổng Nguyệt đi lên trên. Bên phía trên bởi vì có nhiều đá ngầm, nước chảy khá mạnh nên ít người muốn tới. Khổng Nguyệt bị Triệu Quốc Đống kéo như vậy đành phải đi theo. Quốc Đống, ở đây không có chỗ thay áo tắm. Khổng Nguyệt gắt giọng nói. Khổng Nguyệt nhìn quanh thấy không có ai chú ý tới cả. Người dưới nước cũng đang nghịch. Khổng Nguyệt nhìn quanh và khá bực mình. Mặc dù không có ai nhưng cô là con gái, trời lại sáng mà nên sao có thể cứ đứng đây mà thay đồ. Hay là em ra sau tảng đá, anh đứng đây canh cho em. 1 phút là thay xong mà. Triệu Quốc Đống nhìn quanh rồi chỉ vào hòn đá cao bằng nửa người ở phía sau. Khổng Nguyệt suy nghĩ một chút và thấy chỉ có cách này. Chỉ là Triệu Quốc Đống đứng đó nên có chút xấu hổ nói. Anh đừng quay đầu lại. Trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn, chưa chạm vào. Triệu Quốc Đống trêu chọc. Khổng Nguyệt đá mạnh vào lưng Triệu Quốc Đống, sau đó cô vội vàng cởi quần áo, cởi quần lót, áo lót ra. Nhưng lúc này cô quên mình chưa lấy áo tắm ra. Khóa túi hơi kẹt, Khổng Nguyệt kéo mãi mà không được. Triệu Quốc Đống nghiêng người nhìn Khổng Nguyệt đang gấp đến độ muốn dậm chân. Cặp vú cao nhưng không to, chẳng qua rất đẹp và trắng nõn. Núm vú đỏ hồng cùng bờ ngực trắng nõn rất quyến rũ. Một đám lông đen như ẩn như hiện ở hai chân. Khổng Nguyệt khom người ngồi xuống lộ ra cánh hoa trước mặt Triệu Quốc Đống. Máu trong người hắn dâng lên, trước đó Triệu Quốc Đống còn do dự có nên ra tay với cô gái này không, bây giờ chỉ nhìn thoáng qua là hắn đã hạ quyết tâm. Triệu Quốc Đống không tin mình là thần. Nhưng chuyện xảy ra ở xung quanh mình, hắn tuyệt đối không ngồi nhìn. Tâm còn cao hơn trời, mạng lại bạc như tờ giấy, hắn không muốn chuyện trong mơ xuất hiện trên người Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt không hề ý thức được vận mệnh của mình lại thay đổi như vậy. Lúc này cô đang cố gắng xé túi và vội vàng lấy áo tắm ra thay. Đây là bộ đồ tắm màu lam, Khổng Nguyệt mặc vào lập tức khiến những đường nét quyến rũ hiện ra.
bơi với người yêu đúng là rất thích. Mặc dù Khổng Nguyệt bơi không giỏi nhưng có Triệu Quốc Đống nên cô cũng thử bơi vào giữa dòng. Dòng nước mạnh làm Khổng Nguyệt thôi không thử, ngoan ngoãn bơi vào khu nước yên. Bơi hơi giờ làm Triệu Quốc Đống rất thoải mái, nhưng Khổng Nguyệt lại không có sức như vậy. Triệu Quốc Đống đành phải nuối tiếc lên bờ. Lúc thay đồ Triệu Quốc Đống lại nhìn trộm, đưa Khổng Nguyệt về nhà, Triệu Quốc Đống định về. Mai phải đi mua vé máy bay, còn phải dặn hai thằng kia. Thượng Hải là thị trường chứng khoán hàng đầu Trung Quốc, nó có thể làm bất cứ ai si mê không thể rời ra được. Chẳng qua Khổng Nguyệt có vẻ lưu luyến khiến Triệu Quốc Đống hơi ngạc nhiên. Tiểu Nguyệt, nhà em không có ai à? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, xem ra Khổng Nguyệt sợ ở nhà một mình. Bác em bị bệnh nên chiều nay bố, mẹ và em về nhà rồi, sợ là một tuần sau mới có thể về. Khổng Nguyệt nói, trong phòng có một chị mới cưới nên xin nghỉ, Khổng Nguyệt không tiện xin nghỉ phép. Nhà bác cô có hai con gái nên thích em trai cô, cho nên bố mẹ cô nhân lúc nhà trường cho nghỉ nên đưa cả em cô về. Vậy em có sợ ở nhà một mình không? Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng nhưng lại nhìn quanh. Nhà Khổng Nguyệt là nhà một tầng, đối diện là một ông lão sớm được con cái đón đi, cả tầng một rất trống trải. Sợ gì chứ, em ở nhà mình nên chán và muốn anh ở lại thêm chút nữa. Khổng Nguyệt có chút xấu hổ, cô gái hơn 20 mà còn nhận là sợ ư. Triệu Quốc Đống đảo mắt rồi đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài và nói. Hôm nay trời oi quá, xem ra tối sẽ mưa to. Hả? Khổng Nguyệt vội vàng đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Chân trời đã biến thành màu đen, chim yến cũng bắt đầu bay lên, xem ra có mưa to. Cô lại sợ sấm nên có chút bối rối. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Dù sao nhà em cũng ở tầng 1 nên không sợ rột. Lát em xem TV đến khi buồn ngủ là được. Quyển 2, chương 47, hoa nở. Ôm ánh sáng mặt trời, hy vọng bay lên. Trên TV vang lên bài hát quen thuộc. Tuổi 16. Tâm trạng Khổng Nguyệt tốt hơn nhiều, cô nói. Quốc Đống, anh ở đây xem với em một lát. Bộ phim này Triệu Quốc Đống đã xem cách đây vài năm, đúng là làm người ta nhớ lại thời thiếu niên. Thấy vẻ mặt chờ mong của Khổng Nguyệt, Triệu Quốc Đống không nỡ làm trái ý cô. Xem hết hai tập phim, bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Sau đó mưa đổ rất lớn, Triệu Quốc Đống cẩn thận đóng cửa lại. Theo sau đó là những tia chớp, tiếng sấm rung trời. Triệu Quốc Đống một lần nữa ngồi trên ghế xem TV. Nhưng Khổng Nguyệt lại ngồi không yên, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Mưa càng lúc càng lớn. Sét không ngừng đánh tới, những tia chớp sáng loà thi thoảng chiếu sáng những cây bên ngoài như ma quỷ. Hai tập đã xong, Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt đều chìm trong diễn biến bộ phim. Tình cảm học trò ngây thơ, trong sáng làm hai người nhớ lại thời kỳ còn đi học. Đồng hồ đã điểm 10 rưỡi, cũng đã đến lúc đi ngủ. Triệu Quốc Đống nhìn Khổng Nguyệt đứng ngồi không yên liền cười thầm trong lòng. Hắn muốn xem Khổng Nguyệt định ứng phó ra sao. Quốc Đống, anh về đi, mưa lớn quá, em lấy ô cho anh. Khổng Nguyệt cuối cùng có lẽ xấu hổ đã hơn sợ hãi, cô lấy chiếc ô ra đưa cho Triệu Quốc Đống. Ừ, em ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều, đừng xem mấy phim ma Hong Kong lại nằm mơ đó. Triệu Quốc Đống gật đầu, hắn ra vẻ quan tâm nói. Em khóa cửa cẩn thận, dù ai gõ cửa cũng không được mở. Khổng Nguyệt tái mặt, tháng 7, quỷ loạn. Bây giờ trời lại mưa, cô một mình ở nhà, hàng xóm không ai thì đúng là làm cô sợ. Thấy Khổng Nguyệt đưa chiếc ô cho mình mà tay run lên, Triệu Quốc Đống không đành lòng nói. Tiểu Nguyệt, mưa có lẽ không tạnh ngay được, em đi ngủ đi, anh ngồi đây đến khi tạnh. Vậy, anh vẫn về mà. Khổng Nguyệt chu miệng nói. Lúc đó em sẽ như thế nào? Ừ, hay là anh ngồi xem TV, em đi ngủ. Sáng mai anh về là được mà. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Khổng Nguyệt cuối cùng đã đồng ý vào phòng cô. Phòng trong đã tắt đèn, Triệu Quốc Đống có thể nghe thấy Khổng Nguyệt không ngừng lật mình. Tiếng sấm lúc lớn lúc nhỏ, Triệu Quốc Đống xem đồng hồ thấy đã gần 12 giờ. Mưa dần dần giảm đi nhưng không tạnh, Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, xem ra mình chỉ có thể ngủ trên ghế. Chẳng qua ghế hơi ngắn nên không sao chứa hết hắn. Quốc Đống, hay là anh vào giường em nằm? Thấy Triệu Quốc Đống khó chịu cuộn mình trên ghế, Khổng Nguyệt mặc váy ngủ màu trắng đứng ở cửa do dự một chút rồi nói. Cái này. Triệu Quốc Đống gãi đầu, Khổng Nguyệt xấu hổ vội vàng xoay người đi vào phòng. Cố nhịn cơn kích động, Triệu Quốc Đống tắt đèn rồi tiến vào phòng trong. Mặc dù Khổng Nguyệt cố gắng dựa sát vào phòng nhưng chiếc giường đơn muốn chứa hai người đúng là sẽ có va chạm.
Triệu Quốc Đống không muốn nhịn nữa, một tay đưa tới ôm cô. Khi Khổng Nguyệt khẽ rên thì hắn đã hôn môi cô, tay kia cũng thành thạo đưa vào váy ngủ, sờ vào vú cô. Khổng Nguyệt biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện khác bình thường, tim cô đập loạn lên. Nhưng Triệu Quốc Đống hôn làm cô mất đi sự khẩn trương, làm cô nằm trong lòng đối phương. Trong tiếng thở dốc của Khổng Nguyệt, tay Triệu Quốc Đống khẽ cởi dây váy ngủ của Khổng Nguyệt. Triệu Quốc Đống áp mặt mình vào hai bên vú Khổng Nguyệt, làm cho mũi hắn khẽ chạm chạm vào hai bên núm vú. Mặc dù không phải lần đầu thưởng thức ngực Khổng Nguyệt, nhưng lần này có hoàn cảnh khác, Triệu Quốc Đống có thể tùy ý điều chỉnh vị trí để hưởng thụ cơ thể cô. Khổng Nguyệt không nhịn được mà rên lên, Triệu Quốc Đống chạm vào vị trí mẫn cảm làm ngọn lửa dục trong lòng cô bốc lên. Khổng Nguyệt không nhịn được run lên khi lần trước mình ngồi trên người Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đã lặng lẽ kéo quần lót của Khổng Nguyệt xuống, hắn thậm chí còn cảm nhận cô khẽ nâng mông lên cho hắn tiện hành động. Dịu dàng tách hai chân cô ra, khu vực tươi tốt, ướt át như đóa hoa tuyệt đẹp chuẩn bị nghênh đón đức vua tiến vào. Triệu Quốc Đống đưa tay bật đèn ở đầu giường lên, Khổng Nguyệt xấu hổ kêu lên và che mặt, nhưng cô lại quên mình đã trần truồng trước mặt hắn. Quốc Đống, đừng mà, tắt đèn đi. Giọng nói xấu hổ của Khổng Nguyệt làm Triệu Quốc Đống run lên, nhưng lần này hắn không đồng ý yêu cầu của cô. Tiểu Nguyệt, đây là giây phút quan trọng nhất đối với chúng ta, sao có thể tiến hành trong bóng tối? Anh muốn tận mắt thấy giây phút đẹp nhất đó. Lời nói của Triệu Quốc Đống làm Khổng Nguyệt quên đi xấu hổ. Mặt cô đỏ ửng lên, thậm chí bụng cũng ửng đỏ. Giờ phút này Triệu Quốc Đống quên đi mọi người, trong mắt hắn chỉ có Khổng Nguyệt. Hai chân cô đang khép lại. Ở giữa là khu vực bí ẩn chờ hắn khám phá. Triệu Quốc Đống cởi quần áo của mình ra, hai tay đưa xuống dưới cổ Khổng Nguyệt, cả người từ từ đè lên người cô. Khổng Nguyệt dần trở nên mềm mại theo những động tác mơn trớn của Triệu Quốc Đống. Ngay cả Khổng Nguyệt cũng không ngờ mình lại ham muốn như vậy. Triệu Quốc Đống không bỏ qua từng vị trí nào trên cơ thể Khổng Nguyệt. Nếu muốn Khổng Nguyệt cảm nhận mật ngọt tình ái thì hắn phải thiêu đốt ngọn lửa trong lòng cô lên. Khổng Nguyệt thi thoảng lại run lên bên dưới người Triệu Quốc Đống. Cô thậm chí còn đưa hai chân lên mà kéo mông hắn xuống. Khi Triệu Quốc Đống cảm nhận ở giữa hai chân cô đã ẩm ướt, hắn biết đến lúc hái đóa hoa này. Dịu dàng và mạnh mẽ tiến vào, Triệu Quốc Đống chỉ thấy mình tiến vào một khu vực mềm mại, ẩm ướt mà nóng bỏng. Triệu Quốc Đống vô thức đẩy mạnh phá tan lớp màng mỏng manh. Nhưng tiếng rên rỉ đau đớn của Khổng Nguyệt làm Triệu Quốc Đống hiểu được giây phút quan trọng này. Linh hồn và thể xác hòa hợp vào nhau, đôi mắt đầy nước của Khổng Nguyệt như tiến sâu vào tim Triệu Quốc Đống. Những lời nói dịu dàng, động tác vuốt ve rất nhanh làm Khổng Nguyệt hết đau. Theo Khổng Nguyệt giãn ra, Triệu Quốc Đống biết mình cuối cùng đã có thể hưởng thụ sung sướng tuyệt vời của người đàn ông. Từng đợt đánh sâu vào khiến Khổng Nguyệt mê đi, đến cuối cùng cô chỉ có thể ôm lấy hắn mà rên rỉ. Khi cảm thấy sau lưng tê dần và thấy mình sắp tới đỉnh, Triệu Quốc Đống không cần biết Khổng Nguyệt có trong thời kỳ nguy hiểm không. Hắn khẽ run lên bắn mạnh vào trong cơ thể cô. A! À, một tiếng thét chói tai vang lên, Triệu Quốc Đống có chút lo lắng sợ Khổng Nguyệt có vấn đề gì. Mây tan, mưa tạnh, Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt cứ thế ôm nhau mà ngủ. Đóa hoa hồng trên chiếc chăn trắng và những vết loang lổ như nhân chứng cho đêm điên cuồng này. Sáng hôm sau, Triệu Quốc Đống vén rèm lên nhìn ra ngoài. Triệu Quốc Đống lúc này rất thoải mái. Khổng Nguyệt đã dậy nhưng cảnh xấu hổ này làm cô không dám mở mắt. Cô mong Triệu Quốc Đốn xuống giường trước. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, đã quan hệ như vậy mà cô còn xấu hổ thế sao? Chẳng qua đây là tính cách của con gái mà. Triệu Quốc Đống đặt tay lên vú cô, hắn giả vờ không biết đối phương đã dậy. Hắn khẽ vuốt ve trên người cô, rất nhanh không chịu nổi khiêu khích mà ngẩng mặt lên muốn phản đối. Triệu Quốc Đống không cho cô cơ hội, hắn hôn khắp cơ thể cô. Bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng không chịu được hấp dẫn như vậy. Một bên hôn môi cô, một bên nghiêng người cô lại. Trong ánh mắt xấu hổ khó hiểu của Khổng Nguyệt, Triệu Quốc Đống khẽ khom người tiến vào trong cô. Khổng Nguyệt không ngờ Triệu Quốc Đống lại làm tình từ sau lưng như vậy. Cô được giáo dục chính thống nên đã bao giờ tiếp xúc với mấy thứ này, đến lúc này cô mới biết còn có động tác yêu như vậy. Kích thích mãnh liệt và xấu hổ làm cô co rút, làm cho Triệu Quốc Đống lại cảm nhận được sự lầy lội, ẩm ướt sung sướng. Khi Khổng Nguyệt tập tễnh đi vào nhà tắm, Triệu Quốc Đống nằm trên giường mà nhớ lại cảm giác tuyệt vời vừa nãy. Khổng Nguyệt rất nhạy cảm nặng nề nên Triệu Quốc Đống thậm chí không theo kịp tiết tấu của cô. Triệu Quốc Đống không hối hận vì hành động của mình. Vào lúc như vậy thì ai có thể giữ được đủ lý trí, tất cả đều do cảm xúc.
đã làm thì làm, về sau như thế nào thì ai có thể đoán trước được. Ví dụ như Khổng Nguyệt sau cơn cao trào thì đột nhiên nói cho hắn là cô chuẩn bị đi học tại chức. Điều này làm Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận. Hắn biết mình không thể ngăn cô, ai cũng biết Khổng Nguyệt thích đi học, Triệu Quốc Đống không thể vì suy nghĩ của mình mà thay đổi cuộc sống của Khổng Nguyệt. Sau khi có quan hệ thì đôi nam nữ không muốn rời nhau, đến khi trời sáng choang thì Triệu Quốc Đống mới lén lút rời khỏi nhà Khổng Nguyệt. Mấy hôm sau Triệu Quốc Đống luôn chọn lúc tối đêm lén tới nhà Khổng Nguyệt, hưởng thụ sung sướng. Khổng Nguyệt sau khi có quan hệ thì cũng thoáng hơn, làm cho Triệu Quốc Đống hưởng thụ sinh hoạt hàng đêm. Bố mẹ Khổng Nguyệt về quê đúng là cơ hội trời cho, là cơ hội tuyệt vời cho đôi nam nữ. Triệu Quốc Đống thầm cảm ơn bác Khổng Nguyệt bị bệnh kịp thời. Nếu không thì dù Khổng Nguyệt đồng ý, hắn cũng không có cơ hội thích hợp. Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên cuối cùng đã rời đi. Đức Sơn thì ngang bướng, Trường Xuyên lại trầm tĩnh khiến Triệu Quốc Đống cảm thấy hai thằng này hỗ trợ nhau rất tốt. Điện thoại di động bọn họ mua là chiếc 8900, chẳng qua giá đã hạ xuống còn 32.000. Sau khi hai thằng em đi, Triệu Quốc Đống lại vội vàng tiễn Khổng Nguyệt. Cô ngồi tàu mất một ngày, Triệu Quốc Đống liền không để ý tới việc Khổng Nguyệt phản đối mà mua vé máy bay cho cô. Không phải chỉ là chút tiền sao, hắn trả được. Một cô gái đẹp như vậy mà chen chúc tàu một ngày, Triệu Quốc Đống sao có thể chịu được. Quyển 2, chương 48, thay đổi liên tục. Khu khai phát cuối cùng đã được phê duyệt thành lập. Việc thành lập đồn công an khu khai phát cũng được huyện ủy đồng ý báo lên cục công an thành phố, cuối cùng còn phải báo lên sở công an. Nhưng đây chỉ là vấn đề thủ tục, chủ yếu là xem thái độ của huyện ủy, ủy ban. Việc tranh đoạt liền trở nên rõ ràng. Ai cũng biết đồn công an khu khai phát mặc dù mới thành lập, điều kiện kém nhưng khu khai phát ở ngoại ô, tốt hơn Tây Giao, Bắc Ngoại. Khi nhận được điện của Khâu Nguyên Phong, Triệu Quốc Đống đang nghiên cứu vụ án với La Minh Sơn, Hạ Hồng Hải, Viên Trấn Dũng, Trần Quốc Cương. Sáng hôm đó Triệu Quốc Đống đã dành thời gian tới bãi cát. Hai tháng qua Hứa Vĩ theo học Trường Xuyên nên về cơ bản nắm rõ tình hình quản lý bãi cát và có thể quản lý được. Buổi chiều Triệu Quốc Đống đến đồn công an họp phân tích vụ án. Lão La, thủ đoạn gây án và thời gian gây án của hai vụ việc này tại Thổ Lăng đều tương tự như mấy vụ án ở xã Hắc Thạch. Anh phải thẩm vấn cho kỹ, ba người gây án, tôi không tin không thể phá được. Anh bảo Tiểu Trần kiểm tra rõ ghi chép ở mấy điểm tiêu thụ tang vật. Nếu không có thì có vấn đề, tên kia nhất định cũng có tham gia. Ba người này vừa mới vào nên vẫn cứng miệng, chẳng qua có một tên xem ra không chịu được bao lâu, vợ y sắp sinh. Tôi thấy có thể lợi dụng việc này mà đột phá, chỉ cần có một điểm vào thì tất cả sẽ trở nên đơn giản. Tôi cũng nghĩ mấy vụ án ở xã Hắc Thạch là do đám người này gây ra. La Minh Sơn gật đầu nói, sau khi có thể được điều động làm La Minh Sơn trở nên tích cực. Y dẫn theo Trần Quốc Cương tiến hành điều tra ở hai xã Đại Quan Khẩu và Thổ Lăng, rất nhanh có hiệu quả. Từ một địa điểm mua phế liệu ở huyện Bình Xuyên, y tìm ra được một nhóm cắt trộm dây điện thoại và bắt được một đám người, đồng thời cũng thu được một số lớn dây điện bị trộm. Ừ, nếu mấy vụ án cắt trộm dây điện thoại của xã Hắc Thạch cũng do đám người này gây ra, vậy xã Hắc Thạch cũng trở nên yên tĩnh hơn. Tôi vẫn đang suy nghĩ có phải do một nhóm người gây ra hay không. Hạ Hồng Hải cũng vui vẻ nói, có thể phá được mấy vụ án là quá tốt. Theo hệ thống điện thoại phổ biến, tôi thấy khả năng đường dây bị cắt trộm cũng càng lúc càng tăng. Đám kẻ trộm thường cắt trộm dây và bán lấy chút tiền. Nhưng bên bưu điện lại tổn thất rất lớn, cho nên các vụ này phải nghiêm trị mới răn đe được tội phạm. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ngoài ra phải tổ chức cuộc họp ở các xã, thị trấn, phát động đội dân quân các thôn tổ chức tuần tra, cố gắng tránh vụ án này xảy ra ở khu vực chúng ta. Ha ha, các xã, thôn đều phải chú ý đến dây điện. Dù sao việc này liên quan tới mấy chục ngàn dân dùng điện. Nhưng muốn bọn họ giúp bưu điện canh dây điện thì chưa chắc. Hơn nữa nếu hỏng bên bưu điện cũng không lập tức sửa nên khó làm. La Minh Sơn cười nói. Ừ, đúng là có hiện tượng này cho nên phải báo cáo với đảng ủy, chính quyền xã, thị trấn mới được. Phải để bọn họ ý thức được nếu đường dây thông tin thường xuyên bị đứt sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển các công ty ở địa bàn bọn họ. Triệu Quốc Đống biết cán bộ thôn, xã không có ấn tượng tốt đối với bưu điện. Dù sao giá lắp đặt máy điện thoại của bưu điện là rất cao, bưu điện lại không cho chút lợi lộc gì. Bây giờ muốn bọn họ làm không công thì sợ rằng phải trao đổi với đảng ủy, chính quyền địa phương. Tiếng chuông vang lên cắt ngang cuộc thảo luận, là số văn phòng Khâu Nguyên Phong gọi tới. Triệu Quốc Đống xuống lầu gọi lại.
Quốc Đống, cậu lập tức lên văn phòng tôi. Khâu Nguyên Phong nói như vậy làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Sếp Chu, có việc gì vậy? Đừng nói, mau lên chỗ tôi. Khâu Nguyên Phong lớn tiếng nói. Khi Triệu Quốc Đống lên được công an huyện thì đã là 5 giờ chiều. Lúc này chỉ có văn phòng Khâu Nguyên Phong là mở, mấy lãnh đạo khác đã về. Triệu Quốc Đống vừa vào, Khâu Nguyên Phong ra hiệu hắn đóng cửa lại. Triệu Quốc Đống có chút khẩn trương, xem ra có việc rất quan trọng. Chẳng lẽ đã quyết định ai đến đồn công an khu khai phát? Sếp Chu, có việc gì gấp vậy? Triệu Quốc Đống đưa cho Khâu Nguyên Phong điếu thuốc Hồng Sơn. Thuốc Trung Hoa chỉ khi có việc mới dùng. Sáng nay huyện ủy tổ chức hội nghị thảo lập thành lập đồn công an khu khai phát. Khâu Nguyên Phong châm thuốc và nói. Chuyện này không phải sớm đã quyết định sao? Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu, đây đâu phải việc gấp. Đã sớm quyết định, bây giờ Sở Công an đã phê chuẩn. Hôm nay hội nghị thường ủy nghiên cứu vấn đề thành lập. Vương Đức Hòa nói vấn đề an ninh trật tự xung quanh khu khai phát rất phức tạp, đề nghị để trưởng đồn công an vào bộ máy lãnh đạo ban quản lý khu khai phát, để tăng cường công tác an ninh trật tự của khu khai phát, hỗ trợ cho ban quản lý khu khai phát triển khai công việc. Triệu Quốc Đống liền cảm giác được điều này không bình thường. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Vào bộ máy lãnh đạo ban quản lý, là cấp phó trưởng phòng. Vương Đức Hòa muốn làm gì? Đẩy Vương Quý Nhân lên sao? Ừ, chính là ý này. Hầu hết thường vụ đều đồng ý với Vương Đức Hòa, cho nên hội nghị thường ủy về cơ bản xác định trưởng đồn công an khu khai phát có thể kiêm chức phó bí thư đảng ủy hoặc phó chủ nhiệm ban quản lý. Khâu Nguyên Phong gật đầu nói. Tin này vừa ra khiến cán bộ trung tầng của phòng đều động. Trưởng đồn công an khu khai phát vốn đã hấp dẫn, bây giờ còn làm phó chủ nhiệm ban quản lý thì còn không làm mọi người điên lên sao? Sếp Chu có ý gì? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Chưa rõ, lần trước vì bổ nhiệm cậu mà lão Chu đắc tội Vương Đức Hòa, chỉ sợ lần này lão Chu phải nghĩ biện pháp đền bù. Chẳng qua lãnh đạo cấp phó trưởng phòng không phải do công an huyện tự quyết định được. Công an huyện nhiều lắm là đề cử. Khâu Nguyên Phong trầm ngâm một chút rồi nói. Lần trước khi ăn lão Chu có ý để cậu lên, nhưng lão Đậu kiên quyết phản đối, sau đó lão Chu không nói nữa. Sợ rằng Vương Đức Hòa đã nói chuyện với lão Chu. Triệu Quốc Đống cảm thấy việc khó giải quyết, nếu chỉ là chức trưởng đồn công an khu khai phát không thì hắn có lên làm hay không cũng không quá ảnh hưởng. Nhưng nếu vào bộ máy lãnh đạo ban quản lý thì khác. Chức phó trưởng phòng là một bậc thang mà bao cán bộ phấn đấu cả đời cũng không tới, mất cơ hội này thì 3, 5 năm nữa cũng chưa chắc có. Sếp Chu, ngoài Vương Đức Hòa ra thì còn ai đang hoạt động không? Triệu Quốc Đống nói. Tề Chính cùng Trương Đức Tài đều có suy nghĩ, nhất là Tề Chính nghe nói đi con đường của Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Trầm Nhược Đình. Khi Bí Thư Lô làm Chủ tịch huyện thì Trầm Nhược Đình làm Phó Bí Thư và rất ủng hộ Bí Thư Lô, cho nên chuyện này cũng khó nói. Khâu Nguyên Phong ngừng một chút rồi nói. Trương Đức Tài có lẽ nhờ Phó Chủ tịch Thường trực Phùng Đông Hoa. Hai người đều là người xã Mã Đình. Triệu Quốc Đống suy nghĩ thì thấy Trầm Nhược Đình mặc dù bây giờ chỉ là Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhưng trước vốn là Phó Bí Thư, Vương Đức Hòa bây giờ cũng là Phó Bí Thư. Vì thế hai người này có lẽ không chênh nhau mấy. Không ngờ một chức trưởng đồn công an lại tạo ra sóng gió như vậy. Tôi vốn nghĩ chỉ có mình Vương Quý Nhân tranh với tôi. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Bây giờ lại thành như thế, lại thêm Tề Chính và Trương Đức Tài tham gia vào. Chuyện này ai muốn bỏ lỡ chứ? Khâu Nguyên Phong thở dài nói. Sếp Chu quyền quyết định rốt cuộc nằm trong tay ai? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Trên nguyên tắc đảng ủy công an huyện đề cử, ban tổ chức cán bộ khảo sát, sau đó thông qua hội nghị thường ủy. Mà chức cán bộ phó trưởng phòng thì về cơ bản chỉ cần đảng ủy công an huyện đề cử, ban tổ chức cán bộ và hội nghị thường ủy sẽ thông qua. Nhưng lần này thì khác, tôi thấy sẽ cạnh tranh rất mạnh. Khâu Nguyên Phong lắc đầu nói. Nói như vậy tôi không có hy vọng sao? Ừ, ở việc này cục trưởng Lưu không dễ xen vào. Dù sao bộ máy ban quản lý khu khai phát do huyện ủy bổ nhiệm, không quan hệ mấy với cơ quan công an. Trừ khi cục trưởng Lưu có thể khiến cho lão Chu mạnh mẽ đẩy cậu trong đảng ủy công an huyện. Khâu Nguyên Phong cũng hiểu việc này khó làm. Lúc trước y đã đề cử Triệu Quốc Đống với Chu Tinh Văn cũng có ý này, nhưng khi ấy trưởng đồn công an không vào bộ máy ban quản lý. Bây giờ Vương Đức Hòa lại cố ý muốn đẩy Vương Quý Nhân vào khu khai phát cũng khiến Chu Tinh Văn có chút khó xử. Nói vậy ai có thể được đảng ủy công an huyện đồng ý thì về cơ bản đã xong.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Tình hình bình thường là như vậy, Vương Đức Hòa dù có bản lĩnh thế nào cũng không phải bí thư huyện ủy. Công an huyện đề cử người chỉ cần không vi phạm nguyên tắc thì hắn không thể tùy tiện phủ quyết. Khâu Nguyên Phong trầm giọng nói. Quốc Đống, tôi biết cậu có quan hệ tốt với Lão Chu, nhưng bây giờ Lão Chu sợ khó quyết định. Vương Đức Hòa và Trầm Nhược Đình đâu có phải kẻ ngu ngơ, Lão Chu phải tổng hợp trong này. Triệu Quốc Đống có thể nghe ra Khâu Nguyên Phong muốn mình bỏ cơ hội này. Nhưng cơ hội này hiếm có, nếu vào bộ máy ban quản lý khu khai phát thì hắn thậm chí có thể thoát khỏi hệ thống công an mà tiến vào hành chính. Sếp Chu, tôi biết rồi, tôi sẽ không làm sếp và sếp Chu khó xử. Chẳng qua tôi muốn sếp Chu ủng hộ tôi trong hội nghị đảng ủy, về phần có được không lại là việc khác. Triệu Quốc Đống đứng lên nói. Dù có thành hay không thì tôi cũng cảm ơn sếp Chu. Quyển 2, chương 49, hoạt động. Nghe Triệu Quốc Đống nói xong, Lưu Triệu Quốc đứng lên đi một vòng rồi nói. Khâu Nguyên Phong nói đúng, bây giờ Chu Tinh Văn chưa chắc nghe anh, không chừng phản tác dụng. Lão Tạ còn đương chức nên vị trí của anh còn kém. Chu Tinh Văn muốn tiến lên thì phải dựa vào huyện, cho nên tìm Lão Liễu là hợp lý nhất. Chẳng qua chú từ chối lời mời của Lão Liễu, bây giờ lại muốn chạy cái chức phó trưởng phòng thì Lão Liễu sợ rằng bực bội. Lưu Triệu Quốc cười nói. Là anh gọi cho Lão Liễu hay chú gọi? Để em dùng điện thoại nhà anh gọi. Triệu Quốc Đống cười cười. Vậy chú suy nghĩ xem nên nói như thế nào với Lão Liễu, đừng để Lão Liễu hiểu lầm. Lưu Triệu Quốc cũng đồng ý việc Triệu Quốc Đống muốn tranh thủ cơ hội này. Đây là cơ hội, đúng như chú nói ở vị trí này thì tầm nhìn của chú không bị hạn chế trong hệ thống công an nữa, rèn luyện về nhiều mặt cũng có lợi hơn. Lô Vệ Hồng bỏ máy xuống rồi ngồi đó mà suy nghĩ. Vợ y thấy thế thì có chút tò mò. Lô Vệ Hồng không tức, không vui, vậy là sao nhỉ? Sao vậy anh? Không có gì, chẳng qua chỉ là có chút khó hiểu sao một chức phó trưởng phòng nhỏ nhoi mà có nhiều lãnh đạo chú ý như vậy. Lô Vệ Hồng nói, chức phó trưởng phòng mà thôi, huyện cũng phải có tầm 300 người trở lên, mình cũng chưa chắc biết hết. Nhưng một chức này làm cho thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, Lôi Chiêu gọi tới nói chuyện. Điều này có hơi quá không? Anh đừng nói như vậy. Nhớ lúc trước khi anh mới tiến lên thì không phải rất vui mừng vì được tăng một bậc sao. Đã tiến vào quan trường thì có ai không muốn tiến thêm. Về phần lãnh đạo thì có ai không có bà con họ hàng. Hỏi một câu, nói giúp một câu cũng là bình thường. Chỉ cần năng lực bản thân và đạo đức không sao là được. Vợ Lô Vệ Hồng quen với việc này không lạ. Chẳng qua lần này lại khác, thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ gọi tới, nhưng lại nói có lãnh đạo nhờ thì hơi quá thì phải. Lô Vệ Hồng đang cân nhắc có phải Lôi Chiêu nói giúp bà con nên nói vậy không? Hình như không phải, nếu như vậy thì y có thể trực tiếp nói ra mà. Suy nghĩ một chút, Lô Vệ Hồng liền cầm máy lên nói. Lão Chu, tôi là Lô Vệ Hồng, công an huyện các anh đã có quyết định về ai làm trưởng đồn công an khu khai phát chưa? Chu Tinh Văn không ngờ muộn như vậy mà Lô Vệ Hồng còn gọi tới. Chu Tinh Văn vốn nghĩ là việc lớn nên có chút khẩn trương. Nghe Lô Vệ Hồng hỏi như vậy, y sợ có người tìm tới cửa của bí thư huyện ủy rồi. Tôi và Lão Đậu đã trao đổi, cũng đã trao đổi với mấy ủy viên đảng ủy khác. Bây giờ vẫn chưa thống nhất. Không rõ Lô Vệ Hồng có ý gì nên Chu Tinh Văn phải nói như vậy. Vẫn chưa thống nhất ý kiến. Không thống nhất thì anh có thể tập trung. Nguyên tắc chế độ tập trung dân chủ là nguyên tắc của đảng ta. Nếu không anh làm trưởng phòng công an huyện làm gì? Lô Vệ Hồng nói. Cần cứng rắn phải cứng rắn. Làm việc gì cũng cần có lãnh đạo khống chế mới được. Lô Vệ Hồng nói làm Chu Tinh Văn hơi nóng mặt, lời này của Lô Vệ Hồng đã rất rõ ràng, không nên để ý người khác ảnh hưởng tới mình, cần độc đoán phải độc đoán. Bây giờ đảng ủy có mấy người lựa chọn, một là trưởng đồn công an Kiều Quan, Vương Quý Nhân. Một người là đội trưởng đội cảnh sát giao thông Tề Chính, còn lại là trưởng đồn công an Giang Miếu, Triệu Quốc Đống. Chu Tinh Văn cẩn thận nói. Ba đồng chí này đều rất xuất sắc, chúng tôi khó lựa chọn. Hai vị trước tôi biết, đều là người có nhiều kinh nghiệm, đồng chí cuối cùng. Lô Vệ Hồng nói. Bí thư Lô, Triệu Quốc Đống học trường cảnh sát tỉnh, năm ngoài công tác ở đội cảnh sát hình sự rồi điều tới đồn công an Giang Miếu. Đồng chí này phá một loạt vụ án như trộm châu, sở công an, cục công an thành phố đánh giá rất cao. Tháng 6 năm nay phá vụ án hai tên hung thủ giết người từ Lam Sơn trốn sang. Chúng tôi đang xin sở công an khen thưởng. Chu Tinh Văn trong lúc nhất thời không thể xác định ý của Lô Vệ Hồng.
hắn biết Tề Chính thông qua Trầm Nhược Đình, người này lại có quan hệ không bình thường với Lô Vệ Hồng. Nhưng Vương Đức Hòa đã trao đổi với ban tổ chức cán bộ, xem ra cũng muốn. Cho nên việc tranh đoạt chức trưởng đồn công an khu khai phát là rất kịch liệt. Triệu Quốc Đống rất hiểu chuyện, mấy tháng nay ấn tượng của Chu Tinh Văn đối với Triệu Quốc Đống đã thay đổi. Có việc hay không đều thích gọi Triệu Quốc Đống tới. Chu Tinh Văn cũng từng nghĩ tới Triệu Quốc Đống nhưng cuối cùng không thể quyết tâm. Ồ, tôi có chút ấn tượng. Hai tháng trước Nhật báo Ando có phải đưa tin về đồn công an Giang Miếu không? Trưởng đồn là đồng chí Triệu Quốc Đống. Vâng, chính là cậu ta. Cậu ta có năng lực mạnh, là nhân tài hiếm có, chỉ là kinh nghiệm hơi thiếu. Chu Tinh Văn cũng không giấu. Nghe Chu Tinh Văn nói như vậy, Lô Vệ Hồng liền yên tâm nên nói. Ừ, lão Chu, ba người rất ưu tú, nhưng ai có lợi cho công tác của khu khai phát mới là quan trọng nhất. Anh có ý kiến gì? Lúc này Chu Tinh Văn đã mơ hồ cảm nhận ý đồ của Vương Đức Hòa nhất định thất bại. Lô Vệ Hồng mặc dù không lộ gì nhưng Chu Tinh Văn có thể hiểu ý trong đó. Y chỉ cần xác định một chút là được. Trầm Nhược Đình nhất định tới tìm Lô Vệ Hồng. Lô Vệ Hồng có ý kiến, Trầm Nhược Đình không tính toán sao? Cá nhân tôi thì thấy đồng chí Triệu Quốc Đống thích hợp hơn. Chẳng những có năng lực nghiệp vụ, hơn nữa có năng lực phối hợp tổ chức cũng rất mạnh, nhưng mà... Chu Tinh Văn dừng một chút. Lão Chu, đây là chọn trưởng đồn công an khu khai phát, vào ban quản lý chỉ là kiêm nhiệm. Vì đẩy mạnh công tác của khu khai phát nên huyện ủy sẽ không can thiệp việc điều chỉnh nhân sự của công an huyện, tất cả phải xuất phát từ công việc. Lô Vệ Hồng cắt ngang lời Chu Tinh Văn. Tôi hiểu, bí thư Lô, đảng ủy chúng tôi nhất định xuất phát từ công tác, thực hiện chỉ thị của huyện ủy chọn đúng trưởng đồn công an thích hợp nhất. Chu Tinh Văn đã rõ, Triệu Quốc Đống đúng là có bản lĩnh. Xem ra Lô Vệ Hồng đã nhận được ý kiến từ trên thành phố. Đậu Trung Khải có chút lo lắng ngồi trong văn phòng Vương Đức Hòa. Bí thư Vương, không ngờ chuyện lại thành như vậy. Tôi đã trao đổi với Chu Tinh Văn, không ngờ hắn kiên quyết ủng hộ Triệu Quốc Đống nên. Lão không cần nói nhiều, tôi hiểu. Chu Tinh Văn bây giờ cứng cánh rồi nên trở mặt. Vương Đức Hòa xa sầm mặt nói. Hắn hình như quên đề bạt cấp phó trưởng phòng phải được ban tổ chức cán bộ khảo sát và hội nghị thường vụ thông qua. Hừ, Triệu Quốc Đống này có lai lịch gì mà hắn không ngừng trải đường như vậy? Không rõ, hình như có chút quan hệ trên thành phố. Lần trước lão Chu cũng cố sức đẩy Triệu Quốc Đống lên làm trưởng đồn. Đậu Trung Khải không rõ mấy. Hừ, Tề Chính không được, không nể mặt Trầm Nhược Đình, Chu Tinh Văn này kiêu căng thật. Vương Đức Hòa cười lạnh một tiếng. Huyện ủy, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cũng không nể mặt, công an huyện có phải muốn thành lập vương quốc riêng không? Bí thư Vương, ngài đừng quá để ý, quý nhân còn trẻ, công an huyện không phải thiếu một phó trưởng phòng sao? Chúng ta có thể tính tới việc này mà. Đậu Trung Khải cười nói. Hừ, một trưởng đồn công an khu khai phát mà tôi không xử lý được, còn nói gì phó trưởng phòng công an huyện. Trước tôi đã nói với bí thư Lô không tỏ thái độ coi như chấp nhận. Tôi xem thằng Triệu Quốc Đống làm sao qua được cửa huyện ủy. Vương Đức Hòa lạnh lùng nói. Khi Triệu Quốc Đống biết mình là người duy nhất được đảng ủy công an huyện đề cử lên huyện ủy, hắn biết cuộc đấu cuối cùng là ở hội nghị thường vụ huyện ủy. Xếp Khâu, cảm ơn. Triệu Quốc Đống cười cười chào Khâu Nguyên Phong vừa từ phòng hội nghị đi ra. Vào văn phòng tôi. Khâu Nguyên Phong cười nói. Ban tổ chức cán bộ khảo sát chẳng qua chỉ cho có. Các ủy viên đảng ủy cũng đã bàn xong. Lão Mã cũng được, tìm mấy người về đội cảnh sát hình sự. Liêu Sương Thịnh, Hạ Hồng Hải và Viên Trấn Dũng về huyện không có vấn đề gì. Chính ủy Đậu có phải? Triệu Quốc Đống một bên đóng cửa văn phòng một bên nhỏ giọng nói. Không, lão Đậu cũng thông minh, chuyện coi như quyết định thì y sẽ không làm kẻ ác. Khâu Nguyên Phong lắc đầu, Đậu Trung Khải cũng đã hết sức nhưng y không phải trưởng phòng, cũng không phải bí thư đảng ủy công an huyện, quan hệ của y lại kém xa Chu Tinh Văn, không thể khống chế được tình hình. Tất cả đều do Chu Tinh Văn quyết định. Hơn nữa lần này Chu Tinh Văn yêu cầu tập thể thảo luận. Vì thế do y đã khống chế cả công an huyện nên không chừng Đậu Trung Khải sẽ bị đẩy sang bên. Vấn đề là ở trong hội nghị thường vụ huyện ủy, tôi sẽ nói giúp cậu ở chỗ chủ tịch huyện Mao. Nhưng Vương Đức Hòa nhất định sẽ phá đám. Y là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức, có quyền lên tiếng. Quan trọng nhất là chỗ bí thư Lô. Đồng Mạn nhìn đồng nghiệp đang bàn tán về Triệu Quốc Đống mà trong lòng vừa tự hào vừa vui mừng. Quốc Đống giỏi thật. Làm trưởng đồn công an Giang Miếu chưa đầy năm mà sắp điều đến làm trưởng đồn công an khu khai phát,
lại còn vào ban quản lý. Từ giọng hâm mộ của đồng nghiệp khiến đồng mạn biết ý nghĩa tiến vào bộ máy ban quản lý, đó là cấp phó trưởng phòng. Nói cách khác Triệu Quốc Đống đã bước lên một bậc thang mà rất nhiều người ở công an huyện làm cả đời không đạt được. Không biết chạy đâu rồi. Vừa nãy còn thấy hắn lén lút đi lại trong hành lang, vậy mà giờ đã không thấy đâu rồi. Đồng mạn nhìn quanh, người ban tổ chức cán bộ đến khảo sát và về, xếp mã đưa bọn họ ra ngoài và đã về. Triệu Quốc Đống chết tiệt trốn đâu? Máy nhắn tin của Triệu Quốc Đống vang lên, Triệu Quốc Đống mở ra thì thấy là số của đội cảnh sát hình sự gọi tới. Hắn mượn điện thoại phòng Khâu Nguyên Phong mà gọi lại. Alo ai đó? Là tôi, ông đi đâu thế? Đồng mạn nhỏ giọng nói. Mình ở văn phòng xếp Khâu. Hả, vậy mình dập máy đây. Mọi người đang muốn ông mời cơm. Đồng mạn thè lưỡi nói. Vậy lát ông xuống rồi nói. Thấy Triệu Quốc Đống cười cười, Khâu Nguyên Phong hỏi. Ai thế? Mấy người đồng mạn muốn tôi mời bọn họ dùng bữa. Triệu Quốc Đống cười nói. Cậu đó, có phải là đang theo đuổi đồng mạn không? Hoàng hóa thành tán đồng mạn mà không được, bây giờ suốt ngày như quỷ mà làm việc không yên lòng. Tôi nghe cậu ta muốn xuống đồn công an nội thành, cũng không biết cậu ta nghĩ như thế nào. Khâu Nguyên Phong lắc đầu nói. Cùng học một trường ra sao chênh lệch lớn như vậy? Xếp Khâu, tôi và đồng mạn rất trong sáng. Đồng mạn có điều kiện gia đình tốt như vậy thì sao lại để ý tới tôi? Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng qua quan hệ của chúng tôi cũng được, nhưng xếp Khâu đừng hiểu lầm. Đi đi, đừng giả vờ trước mặt tôi. Có phải là cậu tìm được ai ở trong mấy ngàn nữ công nhân nhà máy dệt không? Vì thế không để ý hoa hậu của công an huyện, tôi thấy cô bé đồng mạn có vẻ có ý với cậu. Vừa nhắc cậu là cô bé sáng mắt lên, ai biết hai người có quan hệ gì? Khâu Nguyên Phong bĩu môi nói. Xếp Khâu đừng nghĩ như vậy. Người ta là cô gái trong sáng mà bị sếp nói như vậy thì không tìm được bạn trai rồi bắt đền tôi thì sao? Triệu Quốc Đống cười cười trêu chọc, Khâu Nguyên Phong này mắt độc thật, liếc cái nhìn ra vấn đề. Nếu Trung Quốc mà như mấy nước Ả Rập có thể lấy bốn vợ thì tôi có lẽ cũng tán đồng mạn. Thanh niên đều như vậy cả thôi, không sợ cơ thể mình không chịu được, đến tuổi như tôi mới biết lợi hại. Khâu Nguyên Phong lắc đầu nói. Nói chuyện nghiêm chỉnh đi. Chuyện này cậu phải chú ý mới được. Công an huyện đã qua, quan trọng nhất là chỗ bí thư Lô. Cậu nếu có quan hệ thì dùng ngay. Khâu Nguyên Phong mơ hồ biết Triệu Quốc Đống nhất định không chỉ có mình Lưu Triệu Quốc ở bên trên. Nếu không như vậy thì Chu Tinh Văn sao ra sức đề cử Triệu Quốc Đống. Trầm Nhược Đình và Vương Đức Hòa đều không nể mặt. Ngoài Lô Vệ Hồng có năng lực này thì Khâu Nguyên Phong không nghĩ ai ở huyện này có khả năng đó. Sợ là Tạ Kỳ Tường cũng không khiến Chu Tinh Văn làm như vậy. Khổng Nguyệt đi, Triệu Đức Sơn, Triệu Trường Xuyên cũng đi Thượng Hải, Triệu Quốc Đống thấy mình nhàn đi nhiều. Công an huyện đã đề cử hắn, ban tổ chức cán bộ cũng khảo sát xong. Bây giờ chỉ chờ hội nghị thường vụ huyện ủy thông qua, chuyện còn lại không liên quan tới hắn. Quyển 2, chương 50, đầu óc chính trị. Đúng như lời Lưu Triệu Quốc nói, nếu một bí thư huyện ủy mà không thể khống chế được hội nghị thường vụ thì đó không phải bí thư huyện ủy đủ tư cách. Mà Lô Vệ Hồng không phải loại bí thư huyện ủy như vậy. Quách Chiêm Xuân nhận được điện thì biết, bí thư Lô tự mình hỏi qua việc này đã nói rõ vấn đề, đó chính là Triệu Quốc Đống không đơn giản. Vương Đức Hòa đã trao đổi với y đó là phản đối người công an huyện đề cử vì ít tuổi, kinh nghiệm thiếu, khó có thể khống chế tình hình an ninh trật tự phức tạp ở khu khai phát. Y chuẩn bị bác bỏ đề cử của công an huyện trong hội nghị thường vụ. Quách Chiêm Xuân cũng biết ý của Vương Đức Hòa. Nếu cháu Vương Đức Hòa không trúng cử thì dù là ai cũng sẽ chọn ra vấn đề. Chẳng qua lần này công an huyện giới thiệu người còn quá trẻ, chưa đầy 23 tuổi, công tác chưa đầy 2 năm, vào đảng được hơn 3 năm. Tuy nói chỉ kiêm nhiệm chức phó chủ nhiệm nhưng đúng là có chút không phù hợp. Chỉ là hiệu quả khi thảo luận chuyện này với phó bí thư kiêm bí thư đảng ủy công an Bao Thái Bình có vẻ có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, còn đề cập đến việc Triệu Quốc Đống bắt hai tên giết người của Lam Sơn trốn sang. Xem ra Bao Thái Bình và Vương Đức Hòa sẽ đấu trong hội nghị thường vụ. Vương Đức Hòa là lão lãnh đạo của y, Bao Thái Bình mặc dù cũng là phó bí thư nhưng không phụ trách công tác tổ chức, không có quyền lên tiếng mấy. Quách Chiêm Xuân vốn định giúp Vương Đức Hòa phản đối đề cử của công an huyện. Tin rằng y và Vương Đức Hòa hợp sức thì coi như xong. Sau đó kéo một thời gian khiến công an huyện phải theo ý của huyện ủy mà chọn người khác. Chẳng qua hôm nay bí thư Lô gọi tới đã đánh nát ý của Quách Chiêm Xuân. Có nên nói với Lão Vương không?
mặc dù bí thư Lô không lộ gì nhưng yêu cầu Quách Chiêm Xuân ngày mai phải thông qua việc này. Điều này cũng là bí thư Lô tỏ thái độ. Quách Chiêm Xuân thở dài một tiếng, xem ra Lão Vương không nói chuyện với bí thư Lô rồi. Về phần chủ tịch Mao càng không cần phải nói, lần này Lão Vương coi như ngã thuyền. Đúng như Quách Chiêm Xuân đoán, hội nghị thường vụ rất nhanh rơi vào bế tắc, Vương Đức Hòa đưa ra ý kiến rất rõ ràng, cũng có lý. Là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức, vốn là một trưởng ban tổ chức cán bộ nên y nói chuyện khá có trọng lượng. Lời Lão Bao nói cũng có lý nhưng huyện ủy khi chọn một đồng chí cũng phải lo lắng xem có thích hợp với vị trí hay không. Khu khai phát vừa bắt đầu, có nhiều vấn đề mâu thuẫn xã hội, điều này không phải người có thể phá án là giải quyết được. Trưởng đồn công an mặc dù là kiêm nhiệm chức phó chủ nhiệm, chính là phụ trách đồn công an, vừa muốn trấn nhiếp phần tử phạm tội, lại phải thích đáng xử lý mâu thuẫn với dân chúng, sau đó phải đưa ra các ý kiến quan trọng với sự phát triển của khu khai phát. Cho nên tôi cảm thấy người mà công an huyện đề cử không quá thích hợp. Đồng chí Triệu Quốc Đống có lẽ đảm nhiệm chức trưởng đồn công an hoặc đội trưởng đội cảnh sát hình sự là phù hợp nhưng không quá thích hợp với vị trí trưởng đồn công an khu khai phát. Vương Đức Hòa nhấp ngụm trà rồi nói tiếp. Công an huyện có hơn 200 người, cán bộ trung tầng có mấy chục người, có không ít đồng chí nhiều kinh nghiệm và giỏi làm công tác quần chúng. Tại sao không đề cử một đồng chí có tuổi đời và kinh nghiệm chứ? Vương Đức Hòa nói khiến phòng hội nghị trở nên yên lặng. Ngay cả Bao Thái Bình trong lúc nhất thời cũng không tìm được lời phản đối. Người công an huyện đưa ra đúng là còn trẻ, chưa lập gia đình. Mặc dù đây không phải nguyên nhân quyết định nhưng kết hợp lại khiến người ta thấy không thích hợp. Tôi nói vài câu, khu khai phát chính là một trong số công tác trọng điểm của huyện, chúng ta phải rất chú trọng. Công tác giải tỏa bây giờ không quá chậm, một số công ty đã tiến vào xây dựng, sắp bắt đầu sản xuất. Nhưng khu khai phát nằm ở ngoại thành, điều kiện an ninh trật tự không quá tốt. Lần trước tôi tới mấy công ty kiểm tra công việc, giám đốc các công ty đều phản ứng hiện tượng trộm cắp rất thường xuyên xảy ra. Nhưng càng làm cho các công ty và khu khai phát lo lắng là tình hình an ninh trật tự rất kém. Một số dân chúng địa phương bị một ít kẻ xấu xúi bẩy, luôn vây lấy các công ty và ban quản lý, điều này khiến ban quản lý khu khai phát và các công ty không thể hoạt động bình thường, đến mức không thể không xử lý. Điều này có thể tưởng tượng các công ty sau này sẽ gặp phiền phức nhiều hơn. Công tác của đồn công an chính là bảo vệ nhân dân. Vừa nãy trưởng ban Quách đã nói về tình hình của Triệu Quốc Đống. Đồng chí này đã công tác ở đội cảnh sát hình sự, phá được nhiều vụ án lớn ở đồn công an Giang Miếu. Đồng chí Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng lại được đảng ủy khu, đảng ủy xã, thị trấn Giang Miếu đánh giá cao, tạo được quan hệ tốt. Điều này nói rõ đồng chí này có được năng lực tổ chức. Cá nhân tôi cho rằng tuổi, năm công tác, tuổi đảng không phải nhân tố quyết định. Chỉ cần phù hợp điều kiện là được, càng quan trọng là người này đến khu khai phát, có thể hòa nhập với khu khai phát, có thể phát huy tác dụng hay không mới là quan trọng nhất. Từ đồng chí mà công an huyện đề cử thì thấy phù hợp điều kiện. Tôi tin rằng đảng ủy công an huyện do đồng chí Chu Tinh Văn cầm đầu đã lựa chọn trưởng đồn công an khu khai phát với những suy xét cụ thể. Mao Đạo Lâm tỏ thái độ làm cho không khí phòng hội nghị trở nên mất khống chế. Vương Đức Hòa nhướng mày và sa sầm mặt lại. Lô Vệ Hồng lại rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút tức giận. Vương Đức Hòa này đúng là không biết điều. Lúc trước mình đã trao đổi với hắn, nhưng bây giờ hắn lại còn ra vẻ này kia. Điều này làm Lô Vệ Hồng có chút cảnh giác, càng như vậy thì càng không thể để Vương Đức Hòa có quyền có thế. Mao Đạo Lâm ở vấn đề nhân sự không có quyền lên tiếng mạnh bằng Vương Đức Hòa. Thậm chí hầu hết tình hình thì bí thư huyện ủy thường nghe lời phó bí thư hơn. Bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, trưởng ban tổ chức cán bộ, phó bí thư phụ trách công tác tổ chức. Khi quyết định vấn đề nhân sự thì đều do bí thư huyện ủy nắm trong tay. Y muốn như thế nào thì phải như vậy. Được rồi, về vấn đề bộ máy ban quản lý khu khai phát thì tôi nói vài câu. Công an huyện đã khảo sát đủ điều kiện thì mới đưa ra đề cử, chúng ta không có lý do gì không tin trí tuệ và sức phán đoán của một tập thể. Lão Quách vừa nãy cũng giới thiệu tình hình ban tổ chức cán bộ khảo sát, không có điều gì không phù hợp. Ủy ban kỷ luật cũng đã tiến hành xác minh một số điều phản ánh và thấy đó đều là lời đồn. Lời của Chủ tịch Mao thì tôi rất tán thành. Tuổi, tuổi công tác, tuổi đảng không phải là điều kiện quyết định khi khảo sát cán bộ. Bởi vì tố chất chính trị và năng lực nghiệp vụ mới là quan trọng nhất. Những năm chiến tranh rất nhiều lãnh đạo quốc gia đều đảm đương nhiệm vụ khi mới mười mấy tuổi. Chẳng lẽ nói bọn họ ít tuổi? Thậm chí không phải đảng viên nên không tin. Đồng chí Triệu Quốc Đống công tác ở đồn công an Giang Miếu thì chúng ta đều thấy.
năm ngoài phá án được Sở Công an đánh giá cao, năm nay lại bắt vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Đảng ủy khu Giang Miếu cũng đánh giá rất cao, đồng chí như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tin là sẽ làm tốt chức trưởng đồn công an khu khai phát. Về phần bộ máy khu khai phát thì càng không phải đãi ngộ chính trị, càng không phải hưởng thụ cuộc sống. Tôi thấy tăng trọng trách cho đồng chí trẻ tuổi mới khiến các đồng chí này nhanh trưởng thành. Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã nói thực tế là tiêu chuẩn kiểm chứng duy nhất. Đồng chí Triệu Quốc Đống có thể đảm nhiệm trưởng đồn công an kiêm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát hay không, tôi nghĩ bây giờ không cần tranh cãi nhiều. Tôi nghĩ có thể thông qua thời gian khảo sát 3 tháng mà xem. Sau 3 tháng sẽ do ban tổ chức cán bộ, ủy ban kỷ luật, công an huyện lập tổ công tác khảo sát. Thông qua ban quản lý khu khai phát, người phụ trách các công ty, cán bộ phụ trách giải tỏa quanh khu khai phát mà đánh giá đồng chí Triệu Quốc Đống. Phản ánh tốt thì chúng ta đương nhiên vui mừng, phản ánh không tốt thì chỉ cần một văn bản là điều được người khác. Lão Mao, Lão Vương, các đồng chí còn lại thấy đề nghị của tôi như thế nào? Lô Vệ Hồng nhìn quanh rồi nói. Tôi đồng ý với ý kiến bí thư Lô, như vậy sẽ phát huy tính năng động của cán bộ, cũng có thể khảo sát cán bộ một cách khoa học. Mao Đạo Lâm lập tức nói. Tôi đồng ý, hy vọng đồng chí Triệu Quốc Đống có thể cho huyện ủy câu trả lời thuyết phục sau 3 tháng. Vương Đức Hòa đang khá tức tối vì Quách Chiêm Xuân phản bạn. Chẳng qua y biết Quách Chiêm Xuân đã được Lô Vệ Hồng thông báo. Lúc này Vương Đức Hòa mới hiểu sự khác nhau giữa bí thư huyện ủy và phó bí thư. Quách Chiêm Xuân có thể nói giúp y, nhưng với điều kiện Lô Vệ Hồng không tỏ thái độ rõ ràng. Nếu không Quách Chiêm Xuân có vỗ ngực hứa cũng bằng không. Quyển 2, chương 51, công tác. Hội nghị thường vụ kết thúc theo cách này đúng là rất lạ. Lô Vệ Hồng mạnh mẽ quyết định Triệu Quốc Đống làm phó chủ nhiệm kiêm trưởng đồn công an khu khai phát khiến ý đồ làm loạn của Lưu Thắng An hoàn toàn thất bại. Lô Vệ Hồng cũng lộ thực lực của bí thư huyện ủy khiến Mao Đạo Lâm và Quách Chiêm Xuân phải phục. Hội nghị thường ủy kết thúc chưa đầy nửa tiếng thì tin đã truyền tới tai Triệu Quốc Đống, tảng đá trong lòng hắn đã được thả xuống. Mặc dù còn có 3 tháng thử thách nhưng Triệu Quốc Đống cũng không cho rằng nó có thể làm khó mình. Chức phó trưởng phòng cứ như vậy chạy tới người hắn, ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không thể tin. Uy thế của bí thư huyện ủy có thể thấy rõ, nếu không phải Liễu Đạo Nguyên thông qua quan hệ nói chuyện với Lô Vệ Hồng, Triệu Quốc Đống tin dù là Chu Tinh Văn muốn đẩy hắn lên. Chỉ sợ tên Triệu Quốc Đống cũng không xuất hiện trong danh sách đề cử của phòng. Sếp Chu, tôi mời sếp một chén. Nếu không có ngài giúp thì tôi không thể đi tới ngày hôm nay. Triệu Quốc Đống tôi xin cạn, ngài tùy ý. Đây là lần tiến công thứ 3 của Triệu Quốc Đống. Hắn không ăn miếng nào mà một chai rượu sắp hết. Có vẻ như hắn không bị ảnh hưởng chút nào bởi rượu. Quốc Đống, cậu đừng có chúc tôi. Hai lãnh đạo của cậu ở đây, sao không mời bọn họ, mời tôi làm gì? Chu Tinh Văn uống khá được nhưng bị Triệu Quốc Đống mời liên tục như vậy khiến y phải nhận mình đã già. Ha ha, sếp Chu, lời này của anh không được rồi. Chúng tôi là cấp dưới, Quốc Đống mời chúng tôi trước tức là không hiểu quy củ, phải không lão Khâu? Lưu Thắng An cười cười ra mặt. Đúng thế sếp Chu, anh uống đi. Chuyện giữa Quốc Đống với tôi, lão Lưu thì chúng tôi tự giải quyết. Sếp Chu có thể giám sát xem chúng tôi có thêm nước vào không mà. Khâu Nguyên Phong cũng nói. Y nhìn chằm chằm vào chén của Chu Tinh Văn mà nói. Rượu đầy mời người, Quốc Đống có phải nên rót đầy cho sếp Chu thì sếp Chu mới uống không? Bị Khâu Nguyên Phong nói như vậy, Chu Tinh Văn chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương, sau đó y vội vàng uống cạn rồi nói. Nhìn đi, tôi cạn rồi. Quốc Đống, cậu nếu không mời 3 vị lão lãnh đạo này 3 chén thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Ha ha, sếp Chu, lời này không đúng rồi. Tôi và lão Khâu có phải cũng nên mời anh 3 chén không? Lưu Thắng An cười ha hả nói. Lão Khâu, xem ra sếp Chu có ý kiến vì anh em ta không mời. Anh thấy sao? Sao ư, bưng chén lên mời thôi. Khâu Nguyên Phong cười nói. Lại 3 chén nữa làm Chu Tinh Văn không nhịn được, y vội vàng phất tay cho mấy người ngồi xuống. Từ từ chút, mấy anh chậm cho tôi. Đừng có mà không ăn ít nào đã ngã hết, ăn rồi uống đi. Không khí theo Triệu Quốc Đống kích động nên rất náo nhiệt. Tâm trạng Chu Tinh Văn khá vui vẻ nên uống cũng nhiều. Lưu Thắng An, Khâu Nguyên Phong và Triệu Quốc Đống cũng bắt đầu mời nhau. Sếp Chu, Quốc Đống lần này đi thì đồn công an Giang Miếu thiếu trưởng đồn, nên tuyển người thích hợp thay cậu ta mới được. Bên đảng ủy khu Giang Miếu yêu cầu với đồn công an càng lúc càng cao, người này đúng là không dễ chọn. Khâu Nguyên Phong nói, năm nay đã biến động nhân sự 2 lần.
tôi thấy nên cho lão Lưu tạm thời chủ trì công việc một thời gian. Chờ đến cuối năm rồi thay đổi. Chu Tinh Văn suy nghĩ một chút rồi nói. Sếp Chu, Hạ Hồng Hải năm nay biểu hiện rất xuất sắc, phụ trộm ở nhà máy dệt và đám lưu manh kia đều làm tốt, có nên suy nghĩ một chút không? Triệu Quốc Đống biết Khâu Nguyên Phong và Lưu Thắng An đề cử người thì có chút e ngại, chẳng qua thân phận của hắn bây giờ chưa thể sánh bằng hai người kia nên không quá ngại. Ha ha, Quốc Đống muốn Hạ Hồng Hải thay cậu ư? Cậu thay lão Khâu, bây giờ lại muốn thực hiện trò cũ để Hạ Hồng Hải thay cậu ư? Chu Tinh Văn cười cười nhìn Khâu Nguyên Phong và Triệu Quốc Đống. Khâu Nguyên Phong lập tức cảm nhận ý của cái nhìn này, Triệu Quốc Đống cũng hiểu đề nghị của mình có vấn đề nên vội vàng nói. Sếp Chu, tôi chỉ nói là biểu hiện của Hạ Hồng Hải bây giờ rất được, kinh nghiệm phong phú thì có nên đề bạt không, không phải là muốn anh ta chủ trì công việc Giang Miếu. Lưu Mãnh được điều tới đồn công an khác làm phó trưởng đồn, tôi nghĩ Hạ Hồng Hải cũng đủ tư cách. Ừ, trưởng phòng Hạ, phòng công thương cũng nhắc tới Hạ Hồng Hải với tôi vài lần. Nhưng trước đây biểu hiện của Hạ Hồng Hải rất bình thường, có lẽ do cậu nên bị kích thích. Không có cạnh tranh sẽ không có động lực, xem ra đề bạt một số cán bộ trẻ tuổi sẽ có lợi cho công việc. Chu Tinh Văn gật đầu nói. Xem một chút đã, đến cuối năm rồi tính. Nguyên Phong và Thắng An, hai anh cũng nên khảo sát cán bộ trẻ tuổi ở mấy phòng ban mình phụ trách. Năm sau có người thích hợp thì đưa ra hội nghị đảng ủy thảo luận. Sếp Chu nói đúng. Tôi thấy không ít đồng chí trẻ tuổi ở đội cảnh sát hình sự, đồn công an nội thành, phòng trị an có thể xuống các đồn công an nông thôn công tác, đảm nhiệm chức phó trưởng đồn sẽ thuận lợi cho sự trưởng thành của bọn họ. Đảng ủy công an huyện nên suy nghĩ xem có nên thành lập cơ chế chọn cán bộ trẻ tuổi, tạo thành công tác kế thừa. Lưu Thắng An vừa nói đã làm hai người Chu Tinh Văn và Khâu Nguyên Phong ngẩn ra. Triệu Quốc Đống thầm gật đầu, có thể làm đến chức phó trưởng phòng công an huyện đúng là không đơn giản. Khâu Nguyên Phong cũng đồng ý với đề nghị của Lưu Thắng An, cũng nói muốn thành lập chế độ trong toàn công an huyện, mời các đồng chí nhiều kinh nghiệm dạy bảo các đồng chí trẻ tuổi. Nội dung chính là những điều gặp phải khi công tác, giúp các cảnh sát trẻ giảm thời gian thích ứng với công việc, tăng sức chiến đấu. Một bữa ăn vốn để liên lạc tình cảm thì lại biến thành thảo luận công việc. Điều này làm Chu Tinh Văn vừa vui vừa hài lòng. Việc thảo luận như thế nào thoải mái hơn trong hội nghị? Một vài phương diện không nghĩ ra cũng có thể xuất tìm ra ở nơi này. Quốc Đống, đồn công an khu khai phát mới thành lập, nhân viên chủ yếu từ đồn công an nội thành, Vĩnh Hòa và Bắc Giao điều tới, phương tiện đi lại sợ là có chút khó khăn. Chỉ có thể cấp chiếc xe Jeep cũ của văn phòng cho các cậu, cái khác thì phải xem cậu là phó chủ nhiệm tranh thủ thế nào với ban quản lý khu khai phát. Chu Tinh Văn nhìn đồng hồ. Sếp Chu, chưa có ai được bố trí đến đồn công an khu khai phát phải không? So sánh với trang bị và hoàn cảnh thì Triệu Quốc Đống quan tâm tới điều này hơn. Một tập thể muốn làm ra thành tích thì phải xem bộ máy có đoàn kết không. Ở đồn công an Giang Miếu, Lưu Sương Thịnh hoàn toàn ủng hộ hắn, như vậy hắn mới triển khai công việc tốt. Các cảnh sát trong đồn cũng dồn hết tâm trí mà làm việc, như vậy đồn công an Giang Miếu mới được như hôm nay. Thay đổi hoàn cảnh thì điều này càng quan trọng hơn. Nếu như không phải không thể thì Triệu Quốc Đống hy vọng Lưu Sương Thịnh đến đồn công an khu khai phát làm chỉ đạo viên, tiếp tục xây dựng bộ máy với hắn. Phòng tạm thời chưa tính tới. Nếu Quốc Đống có ai thích hợp thì có thể đề cử với đảng ủy. Chu Tinh Văn suy nghĩ một chút rồi không tỏ thái độ rõ ràng. Đồn công an khu khai phát vừa thành lập nên khá gian khổ, nhưng tương lai phát triển lại lớn, không ít người sẽ có suy nghĩ. Hôm nay hội nghị thường vụ huyện ủy đã xác định Triệu Quốc Đống làm trưởng đồn công an. Vậy mấy chức chỉ đạo viên, phó trưởng đồn cũng phải được mau chóng quyết định. Quốc Đống, bên khu khai phát rất phức tạp, cậu phải chuẩn bị tư tưởng trước. Hai năm qua huyện đã thu hồi rất nhiều đất, vì thống nhất quy hoạch nên đã giải tỏa không ít nhà dân, có thể nói quan hệ với dân chúng xung quanh rất căng thẳng, không chú ý chút là có mâu thuẫn. Tôi thấy huyện tích cực muốn thành lập đồn công an như vậy cũng là muốn lợi dụng lực lượng của chúng ta giải quyết việc này. Sếp Chu, tôi cảm thấy xử lý việc này phải rất thận trọng. Khâu Nguyên Phong thấy Chu Tinh Văn có vẻ không thích nói chuyện về bộ máy đồn công an khu khai phát nên chuyển sang việc khác. Ừ, lão Khâu nói đúng. Cảnh sát không phải đối phó dân chúng, liên quan tới dân chúng phải do chính quyền đi làm. Liên quan tới lợi ích nhân dân thì chính quyền giải quyết như thế nào là việc của bọn họ, chỉ dựa vào cảnh sát là không được, hơn nữa còn làm mất hình tượng. Quốc Đống, cậu sau này là phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, nhưng lại là trưởng đồn công an thì phải cẩn thận suy xét. Chu Tinh Văn đúng là có chút lo lắng. Triệu Quốc Đống còn quá trẻ,
cũng may Triệu Quốc Đống lại là người chín chắn, không quá xúc động nên y mới yên tâm. Chẳng qua phải đôn đốc Lưu Thắng An giám sát chặt, đừng có gây phiền phức cho công an huyện. Thắng An, sau này anh phải thường xuyên tới đồn công an khu khai phát kiểm tra công việc cho tôi. Sếp Chu, tôi thấy huyện rất chú ý sự phát triển của khu khai phát, mà quan hệ giữa khu khai phát với dân chúng xung quanh căng như vậy. Điều này nói rõ tác phong quan liêu của cán bộ khu khai phát. Năm nay đã xảy ra vài vụ việc, trong đó có hai lần không nhỏ. Huyện vừa phải đảm bảo cho các công ty trong khu khai phát làm ăn, vừa phải nhường dân chúng, chỉ sợ chuyện này chúng ta không giải quyết được. Quyển 2, chương 52, Cân Quắc Anh Thư. Lưu Thắng An có chút đau đầu, lúc này y mới biết phó trưởng phòng phụ trách công tác an ninh trật tự, đồn công an là không dễ làm. Nhận chức chưa đầy nửa năm mà đã có không dưới 10 lần dân chúng đến tranh cãi với ban quản lý khu khai phát, các công ty trong khu khai phát. Đám nhân viên quan liêu trong khu khai phát đều có lai lịch và chỗ dựa. Làm ở ban quản lý khu khai phát có chế độ tốt, công việc nhàn hạ, vừa không muốn xâm nhập giải quyết vấn đề, thái độ với dân chúng rất không tốt. Nếu như Lưu Thắng An không phải ứng phó linh hoạt thì đã loạn. Ừ, Thắng An, Bí Thư Lô, Chủ tịch Mao và Chủ tịch Lương đã gọi tôi tới nói về tình hình an ninh trật tự của khu khai phát. Các lãnh đạo cảm thấy có đám người xấu tổ chức dân chúng ngăn cản việc xây dựng khu khai phát, đưa ra yêu cầu vượt quá phạm vi, nguyên tắc. Tôi vẫn suy nghĩ vấn đề này, xem phải như bọn họ nói không. Nếu là như vậy thì cơ quan công an chúng ta quyết không nương tay. Chu Tinh Văn nhìn Lưu Thắng An mà nói. Sếp Chu, vấn đề này cũng khó nói. Nếu nói không có vấn đề là không thể, nhưng việc này liên quan tới rất nhiều lợi ích, tới nhiều tập thể. Tập thể bao gồm mấy cấp thôn, trấn ở Vĩnh Hòa, cùng với cả bên xây dựng. Một số người muốn kiếm lợi từ việc này, một số cán bộ thôn vì lợi ích bản thân mà tham gia, thậm chí có thể tồn tại vài thế lực xã hội đen. Mà khu khai phát vốn do đồn công an Bắc Giao quản lý, nhưng dân chúng xung quanh lại thuộc về Vĩnh Hòa và Bắc Giao cùng quản. Hai bên không thống nhất nên có hiện tượng đùn đẩy, cho nên tình hình thực tế chưa chắc đã chính xác như chúng ta nắm giữ. Lưu Thắng An cũng chú ý nhiều ở việc này. Mấy lần y trực tiếp tới xử lý việc gây loạn ở khu khai phát, cũng hiểu rõ một chút tình hình. Nhưng dù sao y không tự mình xâm nhập tuyến đầu nên có khác gì xem hoa trong sương. Quốc Đống, nghe thấy không? Khu khai phát rất phức tạp. Trong năm huyện ủy tiến hành thay đổi bộ máy ban quản lý khu khai phát không phải không có nguyên nhân. Bây giờ Chủ tịch Lương kiêm chức Bí thư Đảng ủy ban quản lý khu khai phát, Cù Vận Bạch được điều đến làm chủ nhiệm kiêm phó Bí thư ban quản lý khu khai phát. Vì thế có thể thấy huyện ủy chú ý tới khu khai phát như thế nào. Sau khi cậu đến thì phải mau chóng tham gia công việc, cố gắng nhẫn nhịn, hiểu rõ vấn đề của khu khai phát là như thế nào, sau đó tiến hành báo cáo với Đảng ủy công an huyện. Công an huyện sẽ làm thành tài liệu để báo cáo với huyện ủy, ủy ban. Mặc dù là trên bàn cơm nhưng nghe Chu Tinh Văn nói như vậy, Triệu Quốc Đống cũng thấy có chút áp lực. Từ trước đến giờ việc giải tỏa đất vẫn là việc đau đầu. Bây giờ khu khai phát mặc dù mới được phê chuẩn nhưng thực tế đã hoạt động 2, 3 năm, trong này liên quan tới nhiều vấn đề. Muốn xử lý triệt để thì chỉ riêng cơ quan công an là không thể. Thấy không khí bàn ăn trở nên nặng nề, Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ làm tăng không khí ra sao thì có người gõ cửa. Người đi vào là một phụ nữ 27, 28 tuổi khá đẹp, tóc búi lên, cô mặc chiếc váy trắng, giày cao gót, môi đỏ hồng. Cô đứng đó làm người ta thấy sáng mắt lên. Ồ, sếp Chu, sếp Lưu, sếp Khâu sao chỉ ăn thôi vậy? Sao thế, đồ ăn tối nay không ngon sao? Nếu không hài lòng thì để tôi bảo nhà bếp làm món khác. Cô gái nói chuyện tiếng phổ thông rất chuẩn làm Triệu Quốc Đống quen với tiếng Giang Khẩu có chút ngạc nhiên. Hắn không nhận ra người phụ nữ này. Xem ra khá quan với mấy người Chu Tinh Văn. Ha ha, giám đốc Cù, ăn ngon mà. Sao lúc trước không thấy giám đốc Cù? Chu Tinh Văn hơi giật giật mắt rồi nói. Tôi vừa tới, nghe sảnh nói sếp Chu ở đây nên tới chào. Người phụ nữ nói rất dễ nghe. Xem ra sếp Chu hôm nay uống cũng nhiều. Ha ha, giám đốc Cù, cô nếu tới mời sếp Chu vài chén thì sếp Chu sẽ tiếp tới cùng. Lưu Thắng An xem ra cũng quen với người phụ nữ này. Vậy tôi xin mời sếp Chu ba chén. Người phụ nữ rất sảng khoái. Cô cười cười lấy ra ba chén rồi rót đầy cả ba. Sếp Chu, hôm nay thấy anh khá vui, tôi mời sếp ba chén được không? Chu Tinh Văn thấy người phụ nữ như vậy thì bất đắc dĩ đứng lên. Giám đốc Cù, tôi giới thiệu với cô một chút. Đây là Quốc Đống,
Triệu Quốc Đống, trưởng đồn công an Giang Miếu. Chiều nay hội nghị thường vụ huyện ủy đã quyết định để cậu ấy làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát kiêm trưởng đồn công an. Quốc Đống, đây là giám đốc Cù, giám đốc của nhà Hoàng Giang Thành. Giám đốc Cù, chào chị. Triệu Quốc Đống chào. Ồ, chủ nhiệm Triệu còn trẻ quá, 22 tuổi phải không? Trẻ như vậy đã là phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, không đơn giản. Mắt người phụ nữ sáng lên, tất nhiên rất giật mình vì Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy đã làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát. Ban quản lý khu khai phát là miếng thịt béo. Ở huyện nông nghiệp như Giang Khẩu thì huyện ủy càng chú trọng đến công nghiệp. Giám đốc Cù quá khen, tôi còn chưa chính thức được bổ nhiệm. Dù là bổ nhiệm cũng chỉ là kiêm nhiệm, trách nhiệm chủ yếu của tôi là trưởng đồn công an khu khai phát. Triệu Quốc Đống không hề kiêu căng, Chu Tinh Văn thấy vậy thì thầm gật đầu. Chị gái của người phụ nữ này đang là chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, cũng là cấp trên của Triệu Quốc Đống. Không chừng Triệu Quốc Đống có bất cứ biểu hiện gì cũng sẽ truyền tới tai bên kia. Dù kiêm nhiệm cũng vậy mà, chủ nhiệm Triệu còn trẻ đã làm lãnh đạo nói rõ năng lực của anh. Sếp Chu, lần đầu gặp thì có thể mời chủ nhiệm Triệu không? Sếp Lưu, sếp Khâu đều đã quen từ trước, lát nữa tôi mời hai sếp. Giám đốc Cù cười nói. Chu Tinh Văn vốn định để Triệu Quốc Đống thay mình nhưng không ngờ người phụ nữ này lợi hại như vậy, hai câu đã đẩy Triệu Quốc Đống sang bên. Uống ba chén mà người phụ nữ không có biểu hiện gì, Triệu Quốc Đống thầm khen lợi hại. Sao phụ nữ đẹp đều uống giỏi vậy nhỉ? Từ Xuân Nhạn uống giỏi, giám đốc Cù này cũng thế là sao? Nói chuyện một lúc, người phụ nữ họ Cù mới lễ phép đứng lên rời đi. Quốc Đống, không nên coi nhẹ người phụ nữ này. Nhà hàng Giang Thành mặc dù không phải của cô ta, nhưng việc hàng ngày do cô ta phụ trách. Ở đây vốn kinh doanh bi đát nhưng vào tay cô ta lại khấm khá hẳn. Chị cô ta là Cù Vận Bạch, đó là một người phụ nữ thần bí. Tôi thấy thế giới này đến lúc âm thịnh dương suy rồi. Chu Tinh Văn lắc đầu nói. Đúng thế, cựu chủ tịch xã Bảo Long đã điều lên làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ, Vưu Huệ Hương. Mà bí thư xã Bảo Long lại không động. Ha ha, phụ nữ ở Giang Khẩu đã đè đàn ông rồi. Khâu Nguyên Phong cười nói. Mấy người đàn ông cười cười đầy mập mờ làm Triệu Quốc Đống thấy cũng kỳ quái. Xem ra Cù Vận Bạch và Vưu Huệ Hương kia đều có chút mờ ám. Chẳng qua việc không liên quan gì tới hắn nên hắn không quan tâm tới. Chu Tinh Văn khác Loan Trinh Viễn, không thích đánh mạt trược mà thích chơi tá lả. Sau khi ăn xong bốn người ngồi trong phòng của nhà hàng mà đánh. Bốn tiếng thoáng cái trôi qua, đánh bài này thắng thua không nhiều nhưng Chu Tinh Văn lại thích như vậy. Nhìn Chu Tinh Văn cùng Lưu Thắng An rời đi, xe Mitsubishi của Khâu Nguyên Phong lặng lẽ dừng trước mặt Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, cậu đừng đi. Ở lại nhà hàng ở một đêm, sáng mai về Giang Miếu cũng không muộn. Tôi đã nói với nhà hàng lấy một phòng cho cậu. Không cần, tôi về Giang Miếu, gần tiếng là tới mà. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, về cũng gần 2 giờ. Tôi đoán mai cậu còn phải lên cục. Hội nghị thường vụ đã thông qua, mai chính quyền sẽ đưa ra văn bản bổ nhiệm. Chiều không chừng cậu sẽ đến khu khai phát báo danh thì việc gì phải về. Khâu Nguyên Phong quan tâm nói. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy tôi ở lại đây. Triệu Quốc Đống lên lầu thì gặp giám đốc Cù kia. Triệu Quốc Đống thậm chí không biết tên của giám đốc Cù này. Ồ, chủ nhiệm Triệu đi nghỉ à? Giám đốc Cù, muộn như vậy mà vẫn chưa đi nghỉ sao? Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Vừa nãy sếp Khâu có nói với tôi đã bố trí cho chủ nhiệm Triệu ở phòng 618. Chủ nhiệm Triệu đi nghỉ cho sớm. Người phụ nữ họ Cù đi đường như người mẫu trên sân khấu. Dáng người thon dài làm người ta thấy thích thú. Triệu Quốc Đống vào phòng mở cửa sổ thì vừa lúc thấy người phụ nữ này lên xe rời đi. Quyển 3, chương 1, nhận chức. Quốc Đống, hôm nay do trưởng ban Vưu đưa cậu tới khu khai phát. Tôi đã cho người thông báo với chủ nhiệm Cù, cậu nhanh chóng làm quen. Về phần công an huyện thì dựa theo bố trí rồi cậu mau chóng xây dựng bộ máy. Ban quản lý đã chuẩn bị địa điểm làm việc cho đồn công an, chờ cậu tiến vào. Quách Chiêm Xuân trông rất thân thiện, đến bây giờ y cũng không biết Triệu Quốc Đống đi thông quan hệ gì mà khiến Lô Vệ Hồng phải gật đầu. Nhất định là nhân vật lớn. Quốc Đống, trưởng ban Vưu cậu có quen, trước cũng công tác ở khu vực Giang Miếu. Chào trưởng ban Vưu. Ừ, trưởng đồn Triệu, bây giờ nên gọi là phó chủ nhiệm Triệu mới đúng. Chúng ta có duyên. Tôi không ngờ người đầu tiên đưa đi nhận chức sau khi tới ban tổ chức cán bộ lại là cậu.
Vưu Huệ Hương ăn mặc rất hợp thời, một bộ đồ công sở màu xanh nhạt vừa nhìn là biết đồ hàng hiệu. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ Giang Khẩu chắc không bán, phần nửa là đến từ thành phố An Đô. Ban tổ chức cán bộ huyện ủy chỉ có một chiếc Zeta mới, Triệu Quốc Đống vốn định lái xe cảnh sát nhưng Vưu Huệ Hương đề nghị đi xe của ban tổ chức cán bộ tới đó. Xe mới đúng là tốt, mùi hương phụ nữ cùng với mùi xe mới truyền tới. Triệu Quốc Đống cảm thấy Vưu Huệ Hương có vẻ quen quen nhưng nghĩ mãi không ra. Mãi đến khi ngồi trên xe thì hắn mới nhớ tới Vưu Liên Hương công tác ở Ủy ban Kỷ luật thành phố An Đô. Trưởng ban Vưu, chủ nhiệm Vưu, Ủy ban Kỷ luật thành phố. Triệu Quốc Đống thử dò xét. Ồ, cậu biết chị hai tôi. Vưu Huệ Hương có chút kinh ngạc. Triệu Quốc Đống đáng lẽ không thể tiếp xúc được với Ủy ban Kỷ luật thành phố An Đô mới đúng. Chẳng qua cô suy nghĩ lần này công an huyện cạnh tranh chức phó chủ nhiệm khu khai phát rất kịch liệt, Vưu Huệ Hương cảm thấy có thể. Triệu Quốc Đống mặc dù có năng lực nghiệp vụ xuất sắc nhưng lên chức phó trưởng phòng đâu chỉ dựa vào cái này. Một chức này ở công an huyện có rất nhiều người nhìn ngó, Vương Đức Hòa tốn sức đẩy cháu lên cũng không được. Cũng gặp một lần nên thấy trưởng ban Vưu hơi quen. Triệu Quốc Đống cười nói. Chị em ruột nên phải giống rồi. Vưu Huệ Hương thấy đối phương không nói nhiều nên cũng không hỏi. Chủ nhiệm Triệu, nghe nói khu khai phát có hoàn cảnh phức tạp. Cậu mặc dù kiêm chức phó chủ nhiệm ban quản lý nhưng chủ yếu là đảm bảo an ninh trật tự. Bí thư Lô cùng chủ tịch huyện Mao không hài lòng với công tác của khu khai phát, lần này đã điều chỉnh mạnh bộ máy khu khai phát chính là muốn mở cục diện. Cậu lần này tới phải thể hiện một phen. Trưởng phòng Chu cũng đã nói chuyện với tôi, yêu cầu cơ quan công an chúng tôi phải tạo hoàn cảnh tốt cho khu khai phát. Trên phòng sẽ rất nhanh bố trí bộ máy của đồn công an, cố gắng mau chóng tiến vào trạng thái, lấy được hiệu quả. Triệu Quốc Đống cũng gật đầu nói. Khu khai phát vốn do một bộ phận của thị trấn Vĩnh Hòa cùng xã Thánh Lâm phân ra, khu giao giới nên tình hình an ninh trật tự không ổn định. Hơn nữa bây giờ huyện đẩy mạnh phát triển khu khai phát, rất nhiều dân chúng không hiểu. Hơn nữa cách làm việc của khu khai phát trước đây cũng có vấn đề khiến quan hệ khá căng thẳng. Lần này huyện quyết tâm đẩy mạnh công việc khu khai phát, hy vọng cậu có thể nhanh xi công dung hợp, hỗ trợ tốt chủ nhiệm Cù. Xe tiến vào sân trụ sở ban quản lý khu khai phát, dọc theo mấy hòn giả sơn lớn rồi dừng trước cửa. Trưởng ban Vưu, chào mừng. Một người phụ nữ đi lên đón đẹp và có khí chất không kém gì Vưu Huệ Hương. Bộ váy màu xám, tóc ngắn, giày cao gót màu đen không một chút bụi, tuổi tương đương Vưu Huệ Hương, da dẻ chăm sóc rất tốt. Cô đứng bên Vưu Huệ Hương đúng là làm người ta phải sáng mắt. Đây là chủ nhiệm Triệu phải không? Chào mừng đến ban quản lý khu khai phát. Cù Vận Bạch nở nụ cười làm người ta thấy rất thân thiết. Bàn tay mềm mại nắm tay Triệu Quốc Đống rất sở điêu đinh thời gian, vừa làm người ta thấy nhiệt tình, vừa làm người ta thấy xa cách. Chủ nhiệm Cù, tôi là Triệu Quốc Đống, về sau làm nhân viên của chủ nhiệm, mong chủ nhiệm quan tâm nhiều hơn. Triệu Quốc Đống đứng nghiêm chào, có lẽ có người thấy hắn lắm chuyện nhưng như vậy thích hợp với lãnh đạo. Lễ nhiều không ai trách cả, lời này Triệu Quốc Đống biết. Chủ nhiệm Triệu khách khí quá. Trưởng ban Vưu mời vào trong, người đã đến đông đủ. Mắt Cù Vận Bạch hơi lóe lên đưa tay ra mời. Ừ, vào thôi, chủ nhiệm Cù, trưởng ban Quách định tới nhưng tạm thời có việc nên phân công tôi và trưởng phòng Hầu tới đây tuyên bố quyết định bổ nhiệm của huyện ủy. Vưu Huệ Hương rất phong độ đứng bên cạnh Cù Vận Bạch. Hai người phụ nữ đúng là rất đẹp. Như nhau mà, mời vào trong. Cù Vận Bạch cười tươi như hoa mà nói. Chủ nhiệm Triệu tới, tôi cũng có thể yên tâm. Ban quản lý đúng là thiếu mãnh tướng uy phong như chủ nhiệm Triệu. Hội nghị gặp mặt rất ngắn, Vưu Huệ Hương nhanh chóng tuyên bố quyết định bổ nhiệm, Triệu Quốc Đống cũng lên tiếng một chút. Cả quan trọng không đầy 10 phút. Ngồi trong văn phòng Cù Vận Bạch, Triệu Quốc Đống mới thấy sao nhiều người muốn tới ban quản lý khu khai phát như vậy. Chỉ riêng văn phòng của chủ nhiệm ban quản lý thì cũng khiến văn phòng Lô Vệ Hồng, Mao Đạo Lâm không bằng. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, bàn bằng gỗ lim, giá sách cũng vậy. Ban công có bồn hoa, ghế da thật to lớn, bên cạnh có nhà vệ sinh và phòng nghỉ, mấy CSC thư pháp treo trên tường, trên bàn uống nước có một lọ hoa làm cả phòng khá tươi mát. Chủ nhiệm Triệu, vừa rồi hầu hết các đồng chí khu khai phát ở đó. Mặc dù công tác chủ yếu của cậu là bên đồn công an, nhưng công tác bên này cũng có liên quan với đồn công an, với cậu. Lãnh đạo huyện cũng đã nói, bây giờ tình hình an ninh trật tự của khu khai phát không tốt, nhất là vấn đề từ trước lưu lại khiến người ta đau đầu. Cho nên tôi hy vọng cậu có thể nhanh chóng tiến vào công việc, giúp tôi chia sẻ áp lực.
Triệu Quốc Đống ngồi trên sofa mà cẩn thận quan sát Cù Vận Bạch. Cù Vận Bạch trang điểm khá nhạt nhưng càng tôn vẻ quyến rũ, trước ngực áo đeo một chiếc châm làm người ta chú ý, như muốn người ta nhìn vào bộ ngực đầy đặn của cô. Triệu Quốc Đống đoán Cù Vận Bạch tầm 30 tuổi, tuổi này có thể lên làm chủ nhiệm ban quản lý thì không đơn giản. Chủ nhiệm Cù gọi tôi Tiểu Triệu hoặc là Quốc Đống cũng được. Người thì phòng có lẽ không lập tức điều động được. Hơn nữa bộ máy đồn công an vẫn chưa đầy đủ cho nên thành lập đồn công an có thể cần một tháng, điểm này mong chủ nhiệm Cù hiểu cho. Ừ, trưởng phòng Chu đã gọi cho tôi. Địa điểm làm việc của đồn công an thì chúng tôi đã sớm chuẩn bị, ngay bên cạnh ban quản lý, cũng là một viện nhỏ, chẳng qua nhỏ hơn bên này một chút, đang được lắp đặt lại. Đồ dùng công tác đều theo chuẩn, có lẽ vài ngày là được. Chẳng qua phương tiện đi lại thì phải do ban quản lý chúng ta phụ trách, có thể còn mời công an huyện giúp một chút. Cù Vận Bạch gật đầu, cô cũng đang quan sát Triệu Quốc Đống và cảm thấy có một điều gì đó không đúng. Trên phòng sẽ điều một xe jeep tới, ngoài ra đồn công an sơ bộ có khoảng 12 cảnh sát, lực lượng này chỉ thấp hơn đồn công an nội thành. Nhưng có một xe thì sợ rằng còn phải nhờ chủ nhiệm Cù lo lắng giúp đồn công an. Khu khai phát có diện tích lớn như vậy, hơn nữa có không ít công ty đến đây, đồn công an một khi thành lập thì tôi dự định hàng tối phải tổ chức tuần tra, đảm bảo hoàn cảnh an ninh trật tự cho khu khai phát, không thể thiếu xe. Triệu Quốc Đống trước khi đến thì Chu Tinh Văn đã dặn hắn, khu khai phát có thực lực kinh tế mạnh, phải kiếm được xe từ đây. Nếu không được thì cũng phải khiến khu khai phát bỏ tiền cho mua một xe cảnh sát con. Như vậy à, chẳng qua ban quản lý khu khai phát chỉ có 4 xe, thật sự không thể điều xe tới cho đồn công an. Cù Vận Bạch nhíu mày càng thêm hấp dẫn. Chủ nhiệm Cù, chị cũng biết công an huyện đều dựa vào tài chính cấp phát mà duy trì. Công an huyện cho một xe là hết mức, thêm xe nữa là không thể. Suy nghĩ của tôi là muốn xin chủ nhiệm Cù báo cáo lên huyện, xem có thể tranh thủ tài chính không, mua một xe cảnh sát dùng tuần tra ban đêm, cũng thể hiện ban quản lý quan tâm các công ty trong khu khai phát. Triệu Quốc Đống chép lưỡi. Bốn xe còn chưa đủ. Ban quản lý khu khai phát có chưa đầy 20 cán bộ, chỉ xử lý công tác hành chính, sợ rằng ba lãnh đạo ban quản lý đều có xe riêng. Ừ, mua một xe cảnh sát mini thì cần bao tiền? Cù Vận Bạch hơi động tâm. Nếu mỗi ngày đồn công an đều phái lực lượng điều tra thì ít nhất về tâm lý sẽ khiến các công ty vui vẻ, việc này đáng để tiền. Không chừng làm tốt và muốn các công ty ủng hộ nhiều hơn cũng không khó. Đăng ký hết thì khoảng 60.000, chúng tôi cũng không cần xe xịn quá, đều là vì công tác nên xe mini bình thường là được. Triệu Quốc Đống nói. Ừ, tôi suy nghĩ một chút. Cù Vận Bạch gật đầu nói. Ngoài ra Quốc Đống cũng nên giục trưởng phòng Chu. Mời trưởng phòng Chu mau bố trí bộ máy của đồn công an. Văn phòng của cậu ở ngay trong trụ sở ban quản lý, phòng thứ hai bên phải. Triệu Quốc Đống nhìn thoáng qua văn phòng của mình, mặc dù kém phòng Cù Vận Bạch nhưng tốt hơn nhiều phòng của hắn ở đồn công an Giang Miếu. Phương tiện ở phòng này tốt hơn cả văn phòng của Chu Tinh Văn. Bảo sao Vương Đức Hòa cố hết sức đẩy cháu lên đoạt vị trí này. Quyển 3, chương 2, bố trí. Triệu Quốc Đống mất một tiếng để lái xe về Giang Miếu. Đường mặc dù đã sửa khá nhanh nhưng thi thoảng vẫn có tắc đường. Triệu Quốc Đống về đồn công an và suy nghĩ bàn giao công việc. Theo ý Chu Tinh Văn thì đồn công an Giang Miếu trong lúc nhất thời sẽ không có người thay thế, công tác do Liêu Sương Thịnh chủ trì. Liêu Sương Thịnh có tính cách tốt nhưng năng lực nghiệp vụ có hạn. Cũng may bây giờ đã là tháng 9, chỉ vài tháng nữa là Tết Dương. Có đám Hạ Hồng Hải thì kéo đến lúc đó cũng được. Vấn đề của La Minh Sơn thì bây giờ cần phải suy nghĩ. Hắn đã đáp ứng điều chuyển giúp y, nửa năm qua La Minh Sơn biểu hiện khá xuất sắc, tính tích cực tăng mạnh. Chuyện con của Liêu Sương Thịnh thì hắn vẫn chú ý, hắn thử xem có thể điều người này tới khu khai phát làm lái xe không. Chẳng qua có lẽ trong thời gian ngắn hắn chưa có năng lực này, trừ khi tìm quan hệ khác. Liêu Sương Thịnh đứng ở cửa thở dài một tiếng, tại sao cộng tác vui vẻ lại chia tay nhanh như vậy? Khâu Nguyên Phong cũng được. Triệu Quốc Đống làm người ta hài lòng mà lại rời khỏi Giang Miếu nhanh thế. Chẳng qua y suy nghĩ một chút thì bọn họ đều lên chức, mình phải chúc mừng mới được. Chỉ đạo Lưu, vào ngồi đi. Triệu Quốc Đống thấy Lưu Sương Thịnh liền vội vàng gọi vào. Quốc Đống, cậu thật sự sẽ đi. Hội nghị thường vụ huyện ủy hôm qua đã quyết định, hôm nay tôi tới ban quản lý khu khai phát báo danh. Đồn công an khu khai phát thành lập còn cần một thời gian. Triệu Quốc Đống đứng lên nói. Dù sao mọi người cùng làm việc cũng là có duyên,
tôi thật lòng cảm ơn chỉ đạo Lưu đã ủng hộ và quan tâm tôi trong hơn năm qua. Quốc Đống đừng nói như vậy, thấy cậu và Lão Khâu có tiền đồ làm tôi rất vui. Dù sao đều là người từ đồn công an Giang Miếu chúng ta đi ra, tôi ra ngoài cũng được vinh dự. Lưu Sương Thịnh nói, chỉ là cậu đi thì ai làm trưởng đồn công an bây giờ? Trưởng đồn công an mới là ai thì tôi không rõ, chẳng qua tôi nghe sếp Chu nói trong năm sẽ không điều người mới, tạm thời do anh chủ trì công việc. Thời gian này anh vất vả một chút. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ đạo Lưu, việc con cả của anh thì tôi vẫn nhớ, xem có thể điều cậu ấy tới ban quản lý khu khai phát làm lái xe không? Chẳng qua chuyện này tôi nói trước, cụ thể có thành công hay không thì phải xem một thời gian nữa. Chẳng qua anh yên tâm, tôi đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Lưu Sương Thịnh khá vui vẻ, y từng tuổi này thì chủ trì công việc cũng không có ý nghĩa. Y lo nhất là công việc của con cái, y vốn nghĩ Triệu Quốc Đống ở lại đồn công an Giang Miếu vài ba năm thì cũng không lo. Ai ngờ chỉ vài tháng Triệu Quốc Đống đã đi, người đi quan hệ giảm, ai biết Triệu Quốc Đống còn nhớ việc này không? Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, Lưu Sương Thịnh vui vẻ hơn nhiều. Việc Triệu Quốc Đống rời đi làm các cán bộ trong đồn rất không muốn. Dù sao đồn công an Giang Miếu có được danh tiếng như bây giờ mặc dù có liên quan tới Khâu Nguyên Phong, nhưng chủ yếu là do Triệu Quốc Đống dẫn dắt mọi người làm được. Nhất là vấn đề quan hệ với thị trấn Giang Miếu thì Triệu Quốc Đống đã giải quyết xong. Điều này làm cho La Minh Sơn và hai nữ đồng chí có nhà ở thị trấn Giang Miếu rất phục. Hồng Hải, làm đồng nghiệp hơn năm coi như có duyên, chuyện của anh thì tôi đã đề nghị với sếp Chu. Tôi nghĩ sang đầu năm anh sẽ được điều chỉnh, làm tốt để lãnh đạo thấy năng lực của anh, cũng đừng đánh mất uy danh của đồn công an Giang Miếu chúng ta. Trưởng đồn Triệu, anh không phải đến đồn công an khu khai phát sao? Tôi muốn đi theo anh tới đó. Hạ Hồng Hải do dự một chút rồi nói. Tôi cũng muốn mang anh theo nhưng bây giờ đồn công an Giang Miếu rất cần người. Lão Lưu tuổi đã cao nên anh phải phụ trách nhiều hơn công tác của đồn. Chờ sang năm khi trưởng đồn mới tới thì có lẽ anh sẽ được điều đi, nhưng điều đi đâu thì tôi không thể quyết định. Triệu Quốc Đống cười nói. Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, Hạ Hồng Hải khá vui vẻ. Hơn nửa năm qua y vẫn cố gắng công tác, coi như đạt thành tích. Mấy vụ án cũng được phòng khen ngợi, nếu như có thể lên một bậc thì quá tốt. Dù không được thì điều về đồn công an nội thành hoặc phòng cũng không vấn đề gì. Hồng Hải, không có bữa tiệc nào không tàn. Chúng ta dù sao cũng cùng trong công an huyện nên nhiều cơ hội gặp mà. Tôi bây giờ về huyện, nhà anh ở trên huyện, chúng ta rảnh rỗi ngồi uống rượu. Hạ Hồng Hải gật đầu đồng ý. Thay đổi hơn nửa năm qua của y là dựa vào trưởng đồn trẻ tuổi này. Đối phương làm ra thành tích như vậy, sao mình không thể? Bởi vì có suy nghĩ này nên Hạ Hồng Hải mới thể hiện rõ. Sau khi nói chuyện xong với Hạ Hồng Hải, Triệu Quốc Đống lại tìm La Minh Sơn. Làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên đó là La Minh Sơn bây giờ có vẻ không muốn rời khỏi Giang Miếu. Đúng như lời La Minh Sơn nói, bây giờ quan hệ giữa đồn công an và thị trấn Giang Miếu đã tốt lên, đảng ủy, chính quyền thị trấn ủng hộ đồn công an tăng nhiều. Nhà của y ở Giang Miếu, nếu điều tới một nơi có hoàn cảnh khác thì y cũng không muốn đi. Triệu Quốc Đống đương nhiên tôn trọng ý kiến. Hắn coi trọng hai người Viên Trấn Dũng cùng Trần Quốc Cương hơn. Nửa năm qua hai người này biểu hiện rất tốt, chịu khó học tập, chịu khó làm việc, rất nhanh có thể độc lập tác chiến. Về nhà máy dệt, Triệu Quốc Đống đột nhiên phát hiện mình được nhàn nhã. Khổng Nguyệt lên Trùng Khánh, Đức Sơn, Trường Xuyên lên Thượng Hải, Phòng Tử Toàn sang huyện Bình Xuyên nhận tiền chưa về. Ngay cả Ngô Trường Khánh cũng bị Phòng Tử Toàn kéo đến nhà máy gạch hỗ trợ. Y một bên phụ trách điện và máy móc. Một bên giúp Phòng Tử Toàn quản lý. Xe cảnh sát dừng trước cửa phòng bảo vệ, Triệu Quốc Đống xuống xe xem trong phòng còn ai không. Triệu Quốc Đống cũng định vào chào vài câu, dù sao nửa năm qua nhà máy dệt ủng hộ hắn nhiều. Mã ca, thấy Mã Chánh Khuê từ văn phòng đi ra, Triệu Quốc Đống vội vàng chào. Trưởng đồn Triệu, Mã Chánh Khuê vui vẻ, mấy vụ án trong nhà máy đã được phá, mấy công nhân trong nhà máy bị xử phạt. Điều này làm người trong nhà máy hiểu Triệu Quốc Đống không còn là người thích gây chuyện như trước nữa. Vào văn phòng Mã Chánh Khuê, Triệu Quốc Đống nhìn quanh một chút. Lúc này nhà máy dệt bắt đầu có xu thế đi xuống. Bàn công tác cũ, chiếc ghế cũng cũ, hai ấm nước đặt bên. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than mình chỉ trong vòng hơn năm mà đã đi được một bước rất dài. Trưởng đồn Triệu, hôm nay sao lại rảnh tới phòng bảo vệ chúng tôi vậy? Mã Chánh Khuê tự rót trà cho Triệu Quốc Đống rồi nói.
Mã ca khách khí quá, tôi đến xem Bí thư Hùng có nhà không. Triệu Quốc Đống cười nói. Bí thư Hùng hình như đi ăn đô, tối muộn mới về. Mã Chánh Khuê hỏi. Trưởng đồn Triệu Triều có việc gì không? Ồ, không có việc gì, tôi đến chào mọi người mà thôi, tôi lập tức sẽ được điều đi. Triệu Quốc Đống nói. Hả, trưởng đồn Triệu lên chức ư, đi đâu vậy? Mã Chánh Khuê há hốc mồm nói. Đến khu khai phát, đến xây dựng đồn công an khu khai phát, rất mệt. Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, khu khai phát là một nơi tốt, nhà máy dệt vốn định mở chi nhánh ở khu khai phát nhưng 2 năm qua tình hình kinh doanh của nhà máy không tốt, chuyện đành bỏ qua. Còn khổ gì, bao người tranh mà không được. Mã Chánh Khuê hâm mộ nói. Triệu Quốc Đống cũng không giải thích nhiều, ai cũng không ngu, khu khai phát tốt hơn Giang Miếu nhiều. Dù là đồn công an nội thành cũng chưa chắc bằng khu khai phát. Đúng là không nỡ, Giang Miếu đang thuận lợi. Tôi dự định năm nay lấy vị trí số 1 của toàn cục, vậy mà lại bị điều đi. Triệu Quốc Đống đây là thật lòng mà nói. Trưởng đồn Triệu, công tác ở đâu cũng như nhau mà. Khu khai phát có vị trí rất quan trọng, bây giờ huyện đang chú trọng phát triển. Một khi phát triển thì tương lai vô hạn. Mã Chánh Khuê ít nhiều cũng hiểu tình hình ở khu khai phát, cũng cảm thấy khó tin vì Triệu Quốc Đống ngồi tên lửa lên chức. Nhưng y cũng phải thừa nhận năng lực của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống phá bao vụ án, hơn nữa còn quan hệ tốt với chính quyền địa phương, lãnh đạo nhà máy, không có bản lĩnh sao làm được. Thử xem thôi, mới thành lập thì nhất định khó khăn. Chẳng qua lãnh đạo nếu giao trọng trách thì tôi phải làm tốt. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Bí thư Hùng không có ở đây thì thôi, tôi đang định chào Bí thư Hùng. Ha ha, trưởng đồn Triệu, dù sao nhà cậu cũng ở nhà máy, lúc nào về chẳng được. Chờ Bí thư Hùng về đi. Đến lúc đó còn phải bày tiệc tiễn cậu chứ. Mã Chánh Khuê nói. Lần trước 2 đơn vị đấu chưa xong, dù như thế nào cũng phải thêm lần nữa chứ. Quyển 3, chương 3, trời đất bao la. Từ Xuân Nhạn đứng ngoài hành lang nghe hai người nói chuyện mà trong lòng khá buồn. Hắn sẽ đi, mặc dù Mã Chánh Khuê nói có lý. Nhà hắn ở nhà máy, lúc nào cũng có thể về. Nhưng một khi lên huyện thì sợ số lần về nhà sẽ ít hơn nhiều. Hơn nữa không có quan hệ công việc thì muốn gặp càng không dễ. Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng mà đầy dâm dục của Hùng Quý Nhân, Mã Chánh Khuê không khỏi run lên. Hai chị em cô vẫn sống trong ám ảnh về Hùng Quý Nhân. Sau tối đó Hùng Quý Nhân đã thành thật hơn, nhưng Từ Xuân Nhạn biết Hùng Quý Nhân như con rắn độc giấu mình trong bóng tối chờ cơ hội. Y không dễ bỏ qua chị em cô, bây giờ Triệu Quốc Đống đi thì chỉ sợ Hùng Quý Nhân sẽ vồ hai chị em cô ngay. Từ Xuân Nhạn buồn bã về văn phòng của mình, thậm chí cô không để ý trong phòng đã có thêm một người. Mã Chánh Khuê vừa đi, cả phòng bảo vệ chỉ còn lại mình Từ Xuân Nhạn. Nhìn Từ Xuân Nhạn đi với vẻ buồn bã, Triệu Quốc Đống biết cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của mình và Mã Chánh Khuê. Nhạn tỷ làm sao vậy? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hả? Từ Xuân Nhạn vội vàng xoay người lại, cô lau nước mắt rồi cố nở nụ cười. Trưởng đồn Triệu đến. Chị nghe thấy rồi chứ? Triệu Quốc Đống nói. Nghe thấy. Từ Xuân Nhạn tái mặt, cuối cùng nói. Chúc mừng cậu, đến khu khai phát là ước mơ của bao người. Hừ, chỉ là đi làm việc mà thôi. Vậy chị thì sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Làm sao gì chứ, cuộc sống vẫn được mà. Từ Xuân Nhạn lộ vẻ buồn bã mà nói. Chẳng lẽ cậu có thể điều tôi tới khu khai phát? Tôi không có bản lĩnh này. Nhưng chị cảm thấy bắt buộc phải ở nhà máy mới được sao? Trời đất bao la, đâu chẳng đi được. Triệu Quốc Đống nói. Cậu có ý gì, tôi là phụ nữ có thể đi ra làm gì? Từ Xuân Nhạn hơi biến sắc, nhưng lập tức nghĩ Triệu Quốc Đống không phải nghĩ xấu cho mình như vậy. Chẳng lẽ cậu có thể nuôi tôi? Câu này nói ra, Từ Xuân Nhạn lập tức phát hiện nó có vấn đề nhưng muốn cứu lại không được. Mặt cô nóng lên và đành phải quay đầu sang bên. Triệu Quốc Đống hơi ngứa ngáy trong lòng. Bao gái ở thời này chưa thịnh hành, phải khi nhà đầu tư Hong Kong tiến vào Trung Quốc thì mới thịnh hành. Không ngờ mình còn bị trêu như vậy, mặc dù Từ Xuân Nhạn chỉ là nhễu miệng nhưng Triệu Quốc Đống cũng động tâm. Nhạn tỷ, đi ra ngoài chị sẽ phát hiện trên đời có rất nhiều con đường, cũng không khó khăn như chị nghĩ. Triệu Quốc Đống thấy lời này không có sức thuyết phục, mưa gió trong cuộc sống đối với một người đàn ông sẽ tăng kinh nghiệm, nhưng đối với người phụ nữ lại là tai nạn. Phụ nữ chỉ có một thời gian trẻ trung, ai muốn bị giày vò trong mưa gió. Cậu không nên nói như vậy,
bên cạnh tôi có nhiều người xin thôi việc đi ra. Bên ngoài đúng là rất đặc sắc nhưng không thích hợp một người phụ nữ không tiền, không quyền như tôi. Từ Xuân Nhạn lắc đầu, nữ nồng nghiệp trong xưởng cô không chịu được khổ, thu nhập thấp nên bỏ ra, nhưng phần lớn đều xám xịt đi về, hoặc thành gái đứng đường. Triệu Quốc Đống phải thừa nhận Từ Xuân Nhạn biết rõ bản thân. Không có tiền, không có thế thì có thể làm gì. Hơn nữa Từ Xuân Nhạn đẹp như vậy thì sẽ bị đám đàn ông thèm thuồng, lúc nào cũng bị đám lang sói cắn nuốt. Tôi có thể giúp chị. Triệu Quốc Đống không biết sao nói ra như vậy, nhưng nói xong hắn lại thấy rất dễ dàng. Cậu giúp tôi như thế nào? Cậu dựa vào gì mà giúp tôi? Tim Từ Xuân Nhạn đập mạnh, sau đó lại lạnh lùng nói. Có phải cậu thương hại tôi? Chẳng lẽ giữa người với người không thể thật lòng giúp nhau ư? Chị cảm thấy tôi giống họ Hùng đó sao? Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào đối phương. Từ Xuân Nhạn bị ánh mắt này của Triệu Quốc Đống lầm cho có chút sợ hãi, cô cúi đầu nói. Không, tôi không có ý đó. Nhưng cậu không cần làm như vậy chỉ có hại cho cậu. Hại cho tôi gì chứ? Triệu Quốc Đống không rõ ý của đối phương. Miệng người đáng sợ, danh tiếng của chị em tôi không tốt, tương lai của cậu còn dài, sẽ không tốt. Cậu yên tâm, tôi sẽ không khuất phục ai, cũng lắm thì về xưởng. Triệu Quốc Đống cười cười, miệng lưỡi đáng sợ nhưng trời đất rộng lớn, thoát khỏi nhà máy dệt nhỏ hẹp này thì thời gian rất nhanh xóa tan tất cả. Vài năm sau nhà máy dệt không tồn tại thì ai còn nhớ tới việc này. Nhạn tỷ, tin tôi, nhà máy dệt không duy trì được 2 năm nữa đâu. Cho dù bây giờ chị không đi, 2-3 năm sau chị cũng sẽ rơi vào khó khăn như các công nhân khác. Mắt Triệu Quốc Đống sáng rực làm Từ Xuân Nhạn không thể không tin đối phương. Bây giờ nhà máy mặc dù hiệu quả kinh doanh không tốt, nhưng nhà máy lớn như vậy thì chính quyền sao có thể bỏ mặc. Từ Xuân Nhạn có chút do dự, hiệu quả kinh doanh của nhà máy đang giảm mạnh, đây là sự thật. Mấy lãnh đạo nhà máy cũng đang cố gắng tìm mối hàng. Từ vẻ mặt của lãnh đạo nhà máy là biết có vấn đề. Ngay cả Lão Hùng mấy tháng nay cũng ít đến phòng bảo vệ. Lo cho nhà máy ư? Lo như thế nào? 1-2 nhà máy còn có thể, vài trăm nhà máy thì chính quyền lo cho như thế nào? Chị suy nghĩ kỹ đi. Chị bây giờ ở nhà máy cũng không có ý nghĩa. Chị có thấy Phòng Tử Toàn xin thôi việc và bây giờ rất tốt không? Phòng Tử Toàn sau khi nhận thầu nhà máy gạch thì mỗi lần về nhà y lại rất tự hào. Một đám công nhân thi thoảng được y mời dùng bữa. Triệu Quốc Đống rất bực việc khoe khoang này của Phòng Tử Toàn. Nhưng trong một lần say, Phòng Tử Toàn nói cho hắn biết, lúc Phòng Tử Toàn ở nhà máy bị người khinh thường nên y muốn sống sướng hơn bọn kia. Triệu Quốc Đống nghe vậy liền thở dài một tiếng và không khuyên nữa. Cũng may sau đó Phòng Tử Toàn đã thu mình lại nhiều. Chẳng qua chuyện Phòng Tử Toàn đã truyền khắp nhà máy. Tôi biết Phòng Tử Toàn do cậu khuyên nên thôi việc, cậu ta thật sự giàu sao? Từ Xuân Nhạn nhướng đôi mi xinh, đôi môi đỏ ửng làm người ta muốn hôn vào đó. Không phải tôi khuyên mà tôi bảo cậu ta từ chức. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Nhà máy gạch cũng do tôi liên lạc giúp, giàu lên thì tôi không biết nhưng 1 năm kiếm 100.000 cũng không có gì khó. 100.000. Từ Xuân Nhạn ngẩn ra, công nhân nhà máy làm vất vả cả năm chỉ được 3-4.000. 1 năm kiếm 100.000 chẳng lẽ nói Phòng Tử Toàn in tiền? Sao, không tin ư, ngay cả 100.000 cũng không kiếm được thì tôi sao bảo Phòng Tử Toàn thôi việc? Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Từ Xuân Nhạn, muốn làm Từ Xuân Nhạn động tâm thì phải dùng sự thật chứng minh. Nếu không chị hỏi cậu ta, xem tôi có khoác lác không? Không thể, không thể. Từ Xuân Nhạn vô thức lắc đầu mà nói. Cậu lừa tôi phải không? Lừa chị, cần như vậy không? Nhạn tỷ, chị bây giờ như ếch ngồi đáy giếng. Chị đi ra sẽ gặp mưa gió, gặp trắc trở nhưng không có mưa thì sao thấy cầu vồng. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Có tin hay không do chị suy nghĩ kỹ đi, tôi thật sự muốn giúp chị. Mặt Từ Xuân Nhạn hơi động, mi nhíu lại như đang nghĩ gì đó. Nhạn tỷ, số máy nhắn tin của tôi thì chị cũng biết, mai tôi lên khu khai phát báo danh, ngoài ra tôi cũng có thể ra ngoài vài hôm, có thể nhắn tin không được được. Nếu như tôi không nhắn lại chị gọi vào số điện thoại di động của tôi. Cậu đi đâu? Từ Xuân Nhạn vô thức hỏi xong lại thấy không phù hợp. Thượng Hải, có lẽ 1-2 tuần là về. Triệu Quốc Đống cười cười, người phụ nữ này hơn hắn vài tuổi, vì mong có được hoàn cảnh tốt mà thỏa thuận với Hùng quý nhân, nhưng trước mặt hắn lại lộ ra vẻ mềm yếu. Triệu Quốc Đống biết mình nhất định phải lên Thượng Hải.
Mặc dù lúc này không phải cơ hội tốt nhưng khi nhân viên của đồn công an chưa xác định, hơn nữa trụ sở đồn công an đang lắp đặt thì phải tầm nửa tháng mới vào được. Hắn xin phép 1-2 tuần chắc không vấn đề gì. Theo hắn biết thì thị trường chứng khoán Trung Quốc bộc phát vào tháng này, đây là ấn tượng rất rõ ràng của hắn. Hơn nữa báo chí sau đó cũng không ngừng nói tới đợt mua bán này. Sau đó tố cáo cổ phiếu Bảo An ra tòa án, cơ hội này sao có thể bỏ qua. Quyển 3, chương 4, anh hùng vừa gặp đã quen. Tình hình thế nào rồi? Anh, hôm nay rất tốt, giá tăng lên 11,8 rồi. Trường Xuyên hưng phấn nói. Lịch sử không thay đổi, cuộc chiến cổ phiếu đã bắt đầu. Mình sẽ có thay đổi gì? Triệu Quốc Đống không cho rằng hơn triệu tiền của mình sẽ thay đổi được lịch sử. So sánh với mấy trăm triệu tài chính lưu động thì 1 triệu đó chẳng đáng gì. Tiếp tục quan sát. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi nói. Anh, bao giờ thì đến đây? Trường Xuyên nói. Anh không lại đây thì em và Đức Sơn đúng là không tự tin. Hai thằng cứ làm theo ý anh là được, không việc gì phải lo lắng. Anh sẽ đến nhưng không phải bây giờ. Triệu Quốc Đống nói. Hai thằng đăng ký tài khoản rồi chứ? Vâng, công ty chứng khoán Hải Thông, cách phục vụ cũng được. Hai thằng đàng hoàng ở đó cho anh, có gì biến hóa lập tức gọi cho anh. Anh trước khi đi sẽ gọi cho hai thằng. Triệu Quốc Đống lúc này mới thấy không có điện thoại di động là rất bất tiện. Nhưng thân phận của hắn bây giờ không thích hợp dùng thứ đó. Có lẽ chờ đến sang năm khi lãnh đạo công an huyện về cơ bản có đủ, khi đó cán bộ trung tầng mới bắt đầu lục tục trang bị. Thái ca, tình hình khảo sát ở Sơn Đông, Chiết Giang thế nào? Triệu Quốc Đống lần đầu tới văn phòng của Thái Chánh Dương. Theo hắn thấy văn phòng của Phó Thị trưởng cũng không tốt hơn văn phòng của Cù Vận Bạch. Bên Sơn Đông hình như mới bắt đầu có động tác nên rất ngạc nhiên vì đoàn khảo sát thành phố chúng ta tới, thậm chí có chút sợ hãi. Chẳng qua chúng ta cũng tỏ thái độ chỉ là tham khảo, tìm hiểu. Bây giờ mới giai đoạn thăm dò nên cũng tiện, cũng hiểu được một vài tình hình thực tế. Thái Chánh Dương nói, đúng, Quốc Đống, sao chú biết động tác ở thành phố Chư Thành Sơn Đông? Hình như ngay cả Sơn Đông cũng có thái độ quan sát. Anh cảm thấy bọn họ đang thử xem có phản ứng gì không? Ha ha, cải cách chính là ném đá dò đường. Đây chính là do Đặng Lão nói mà. Là thứ mới nên không ai biết kết quả sẽ như thế nào, phải có người đi trước nếm thử. Người đi trước có thể bị nổ chết, nhưng khi vượt qua sẽ chiếm tiên cơ. Có lẽ chỉ một bước này bằng phấn đấu vài chục năm. Triệu Quốc Đống không trả lời câu hỏi của Thái Chánh Dương mà nói sang chuyện khác. Đúng, nghe ý chú thì cách làm của thành phố Chư Thành đáng để thử. Mắt Thái Chánh Dương sáng lên. Tình hình các nơi khác nhau, không thể ép cách làm nơi này vào nơi khác. Nhưng em cảm thấy nên chọn vài công ty có ảnh hưởng không lớn thử cũng được. Ít nhất cũng phù hợp lý thuyết ném đá dò đường. Sai thì sửa, đúng thì mở rộng. Triệu Quốc Đống nghĩ mà muốn buồn cười. Cách làm của thành phố Chư Thành phải vài năm sau mới mở rộng, nhưng bất cứ kinh nghiệm nào đều có tính đặc thù vùng miền. Nhưng phải thừa nhận kinh nghiệm cải cách của thành phố Chư Thành có thể phổ biến cho hầu hết công ty vừa và nhỏ của Trung Quốc. Quốc Đống, quan điểm của chú rất giống cái nhìn của Bí Thư Ninh. Tôi đã báo cáo với Bí Thư Ninh về cải cách các công ty vừa và nhỏ của thành phố Chư Thành. Bí Thư Ninh chủ trương lựa chọn các công ty nhỏ, hiệu quả kinh doanh không cao mà thí điểm, xem có thể tăng sức sống các công ty này không. Tâm trạng Thái Chánh Dương khá tốt, ít nhất việc y tiến hành học tập ở thành phố Chư Thành được Bí Thư Thị ủy Ninh Pháp tán đồng. Mà bây giờ Bí Thư Ninh Pháp còn tìm y nghe báo cáo tình hình. Điều này có nghĩa Ninh Pháp có hứng thú với kinh nghiệm của thành phố Chư Thành, đây là cơ hội hiếm có đối với y. Thái ca, anh hùng gặp nhau là quen về chủ kiến, lời này rất thích hợp với anh và Bí Thư Ninh. Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy còn bên Chiết Giang thì sao anh? Anh coi như mở rộng tầm mắt. Bước tiến của Chiết Giang nằm ngoài tưởng tượng của anh, chỉ riêng mấy khu vực mà đoàn đi thăm thì công ty tư nhân phát triển đã đánh mạnh vào tư tưởng mọi người. Chẳng qua đi như vậy có nhầm hay không thì bây giờ khó có thể nói. Lần này các bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện và phó chủ tịch huyện đi theo đoàn đã tranh cãi kịch liệt, không ai có thể thuyết phục ai. Nhưng không thể không thừa nhận chính sách thông thoáng của Chiết Giang đã thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Mà kinh tế tư nhân bây giờ đã thành điểm tăng trưởng cho cả nền kinh tế Chiết Giang. Tranh chấp kịch liệt về vấn đề gì? Triệu Quốc Đống có chút tò mò. Đó là việc kinh tế tư nhân chính là một bộ phận bổ sung trong hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa, có thể không hạn chế cho nó phát triển hay không? Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Đây là điểm rất quan trọng,
không chú ý là sẽ tạo ra cơn sóng, không ai dám dễ dàng tỏ thái độ. Bí thư Ninh thấy thế nào? Triệu Quốc Đống biết quan điểm của bí thư sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của một khu vực trong một giai đoạn. Mà tác dụng này càng lộ rõ khi bí thư đó mạnh mẽ. Bí thư Ninh không tỏ thái độ rõ ràng, tỉnh An Nguyên chúng ta không thể so sánh với Chiết Giang. Các tỉnh trong nội địa không thể so sánh với các tỉnh Duyên Hải. Thái Chánh Dương cũng rất khó đoán suy nghĩ của Ninh Pháp. Ninh Pháp tỏ thái độ có thể thử cách làm của thành phố Chư Thành, nhưng vấn đề kinh tế tư nhân lại không tỏ thái độ làm Thái Chánh Dương rất buồn bực. Không tỏ thái độ rõ ràng, đây có phải là tỏ thái độ không? Triệu Quốc Đống cười cười đầy giảo hoạt khiến Thái Chánh Dương bừng tỉnh. Quốc Đống, đầu chú nhanh nhạy thật đó, sao thoáng cái đã nghĩ ra rồi? Ha ha, Thái ca, người trong cuộc thì mơ hồ. Bí thư Ninh từ Chiết Giang tới thì sao có thể không hiểu tình hình ở đây, tại sao không tỏ thái độ? Tình hình thực tế của tỉnh An Nguyên khác, nhưng có một vài suy nghĩ có thể xác định đó là bí thư Ninh muốn đẩy mạnh kinh tế An Đô lên. Nhưng cách làm cụ thể thì có nhiều cách, ví dụ như nói làm nhiều hoặc là chỉ làm không nói, như vậy có phải vẫn có đường để lui không? Triệu Quốc Đống lưu lại nửa câu, Thái Chánh Dương rất thông minh nên không cần nói quá rõ ràng. Thái Chánh Dương không khỏi cười khổ một tiếng. Triệu Quốc Đống này có cái đầu đúng là quá nhanh nhạy, mấy câu ngắn ngọn đã đoán được ý lãnh đạo. Mình phụ trách công nghiệp, bí thư Ninh không tỏ thái độ rõ ràng, điều này có nghĩa mình phải đứng ra làm. Sai lầm mình phải chịu trách nhiệm, thành công thì mọi người đều vui nhưng mình không thể không làm. Hoàng Nguyên Thịnh có ấn tượng không tốt với mình, mà Kiều Ba cũng đề phòng mình. Mình lên chức phó thị trưởng làm y không vui, có lẽ do mình phụ trách công nghiệp, giao thông nên đã cắt đường phát tài của nhiều người. Quốc Đống, đây là muốn anh đi vào bãi mìm ư? Thái ca, em không thấy như vậy, cùng lắm chỉ là pháo tép mà thôi, cùng lắm nhảy nhảy vài cái. Nhưng nó không đến mức xảy ra án mạng, đây là cơ hội hiếm có. Nghe nói bí thư Ninh là người Thượng Hải, lại từ Chiết Giang điều tới nên sẽ rất chú ý mấy việc này. Thái Chánh Dương nghĩ nếu không như vậy thì mình đâu dễ bị cuốn vào dòng nước xoáy, ít nhất là bây giờ khi dòng nước chưa rõ ràng. Hoàng Nguyên Thịnh không hài lòng vì mình tới Duyên Hải, mình đề nghị lần này đến Duyên Hải do Văn phòng Ủy ban Nhân dân tổ chức các công ty lớn đi tham quân nhưng không được hưởng ứng. Đây là thái độ rõ ràng. Trong các phó thị trưởng chính quyền thành phố thì có một người có thể tiến vào thường vụ. Thái Chánh Dương và phó thị trưởng, Duẫn Triệu Cơ phụ trách đất đai, xây dựng, thương mại, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường là có cơ hội nhất. Mà Duẫn Triệu Cơ lại ủng hộ Hoàng Nguyên Thịnh rất đắc lực khi tên này làm phó bí thư thị ủy. Bây giờ y cũng là người có thể thành thường vụ thị ủy, phó thị trưởng nhất. Ai làm thường vụ thị ủy cũng không phải do Ninh Pháp nói là được, càng không phải do Hoàng Nguyên Thịnh quyết định, đây là do thường vụ tỉnh ủy quyết định. Nhưng so sánh với Hoàng Nguyên Thịnh, Ninh Pháp là phó bí thư tỉnh ủy. Ai tiến vào thường vụ thì y có quyền lên tiếng rất lớn, đây mới là điều Thái Chánh Dương chú ý nhất. Đương nhiên sau khi phát triển kinh tế Chiết Giang phát triển mạnh, Thái Chánh Dương cũng thấy xúc động. Ừ. Dù là bãi mìn thì anh cũng phải thử một phen. Anh dự định thí điểm ở vài huyện, chúng ta phải thí điểm rồi mới có thể có kết luận. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Đầu dễ sau khó, có thể chọn một chút ví dụ như mấy công ty quy mô nhỏ mà hiệu quả kinh doanh không cao. Nếu như có hiệu quả thì nhân rộng, các công ty nhỏ dễ thấy được hiệu quả, sau đó đẩy lên các công ty vừa, như vậy tránh ảnh hưởng quá lớn, tạo thành phản ứng không tốt. Ý của anh cũng là như vậy. Chọn một hai công ty ở các huyện bình thường làm thí điểm. Nhất là ở mấy huyện mà lãnh đạo có hứng thú với việc này. Anh thấy Bí Thư Lô và Phó Chủ tịch huyện Lương phụ trách công nghiệp ở Giang Khẩu cũng có hứng thú. Anh dự định tới Giang Khẩu xem bọn họ có ý gì không? Thái Chánh Dương nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Anh nghe nói chú bây giờ đã đến khu khai phát, Lão Liễu cũng đã mở miệng mời chú lại không biết điều. Bây giờ chức phó trưởng phòng mà chú đã phải nhờ Lão Liễu giúp. Không sợ bị người cười sao? Ha ha, Thái ca, em không đi là có nguyên nhân. Liễu ca để ý tới em, nếu em đi mà biểu hiện không tốt thì có phải làm mình mất mặt không, cũng là làm Liễu ca mất mặt. Liễu ca mới tới, em làm không tốt thì người ở đó sẽ coi thường Liễu ca. Cho nên em dự định rèn luyện ở Giang Khẩu mà. Quyển 3, chương 5, giảo hoạt. Thái Chánh Dương gật đầu đầy hài lòng. Triệu Quốc Đống nói đúng. Dù sao Triệu Quốc Đống chỉ là một cảnh sát. Chưa công tác bên hành chính nên dù đọc sách, mẫn cảm với việc xảy ra nhưng không có nghĩa có năng lực giải quyết. Với tình hình bây giờ của Triệu Quốc Đống đến làm thư ký của bên chính quyền không có vấn đề.
Nhưng với tính cách của Triệu Quốc Đống thì khó ngồi được ở vị trí này, có khi ảnh hưởng tới quan hệ của hai bên. Tốt hơn là rèn luyện ở huyện Giang Khẩu. Ừ, chú nói có lý. Chẳng qua khu khai phát là cơ hội, nếu có cơ hội chú hoàn toàn chuyển sang hành chính, dù sao ở mãi trong ngành đặc thù sẽ không có lợi cho sự phát triển. Thái Chánh Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu có cơ hội thì anh có thể nói với Lão Mao vài câu. Quan hệ giữa anh với Lô Vệ Hồng thì bình thường, chẳng qua đã học chung trường đảng với Lão Mao. Thái ca đừng nghĩ xa như vậy. Em mới tới khu khai phát, công tác chủ yếu là bên đồn công an, không có một năm thì cũng không lên được, tạm thời chưa cần anh giúp em. Chẳng qua ngày sau nếu có việc cần anh ủng hộ thì em không khách khí. Dù sao khu khai phát cần thu hút đầu tư, tranh thủ đưa các công ty vào khu khai phát. Đây lại là mảng anh phụ trách. Cái này thì không vấn đề gì. Chẳng qua tháng 5 Quốc vụ viện mới đưa ra yêu cầu hạn chế xây dựng khu khai phát. Giang Khẩu mặc dù được phê từ tháng 3 nhưng thủ tục chưa xong, mới có được cách đây chưa lâu. Nhưng theo tình hình bây giờ thì anh thấy phải chỉnh đốn lại hoàn cảnh xung quanh khu khai phát. Khu khai phát mới được thành phố phê duyệt, theo quy định phải tỉnh phê duyệt. Với tình hình nửa sống nửa chết của khu khai phát Giang Khẩu bây giờ thì anh đoán sẽ khó. Lên xe trước mua vé sau không chỉ riêng ở Giang Khẩu làm. Nếu nói nửa sống nửa chết thì em nghĩ khu khai phát các nơi khác cũng vậy. Triệu Quốc Đống cũng hiểu quốc gia phải chú trọng việc phát triển khu khai phát tràn lan. Nhưng bây giờ hắn tốt xấu cũng là phó chủ nhiệm khu khai phát, một khi khu khai phát bị xóa sổ vậy chức phó trưởng phòng của hắn không phải cũng bay sao. Nói thì như vậy nhưng xem trong khu khai phát Giang Khẩu có công ty gì. Đất không thiết nhưng công ty chỉ có vài nhà, đều là mấy nhà máy nhỏ về thực phẩm, thủ công, cơ giới. Các công ty, nhà máy này có cần để ở khu khai phát không? Không có ngành sản xuất chiến lược, không có quy hoạch, chú đã thấy khu khai phát nào như vậy chưa? Anh thấy rất khó. Thái Chánh Dương nói. Thái Chánh Dương nói như vậy làm Triệu Quốc Đông Á khẩu. Thái Chánh Dương là phó thị trưởng phụ trách công nghiệp nên hiểu rõ tình hình sản xuất công nghiệp các huyện, kể cả khu khai phát. Lần trước anh đã nói chuyện với Bí Thư Lô và Chủ tịch Lương huyện Giang Khẩu về vấn đề này. Cho nên bọn họ mới có thể thay đổi toàn bộ bộ máy ban quản lý khu khai phát, qua đó mới có phần của chú. Nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn đạt hiệu quả rõ ràng, nhất là ở việc thu hút đầu tư thì anh thấy không có bao hy vọng. Ồ, Thái ca! Anh không phải muốn em làm phó chủ nhiệm ban quản lý vài tháng rồi mất chức sao? Anh phải nghĩ biện pháp giúp em mới được. Triệu Quốc Đống kêu lên. Giúp chú thì dễ, vấn đề muốn giúp cả khu khai phát lại rất khó khăn. Thái Chánh Dương nhún vai cười nói. Chú không phải rất có năng lực sao? Chú nghĩ biện pháp không chừng ngăn được cơn sóng dữ đó. Thái ca, anh không thể trêu em như vậy, chuyện này đâu phải dùng miệng lưỡi là giải quyết được. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Ừ, đúng là phải nghĩ biện pháp, nếu không khu khai phát Giang Khẩu chỉ có thể đóng cửa. Xem tháng 11, 12 có cơ hội hay không. Đến tháng đó thì công việc của em coi như cũng đã làm được một chút. Triệu Quốc Đống cũng biết Thái Chánh Dương nhất định sẽ giúp mình, nhưng việc này đúng là không phải muốn giúp là giúp được. Đúng rồi Thái ca, anh có chú ý đến ý kiến sửa luật thuế mà Trung ương mới đưa ra không? Thái Chánh Dương hơi ngẩn ra mà nói. Đương nhiên chú ý. Anh mặc dù không phụ trách tài chính, thuế nhưng đó là mạch máu chính của chính quyền, bây giờ từ trên xuống dưới đều xôn xao, lòng người bất ổn. Vợ anh làm ở cục thuế, luật thuế khiến nội bộ bọn họ chấn động. Anh thấy ý tưởng đó của Trung ương thế nào? Chiêu này rất độc, nếu như ý này được áp dụng, tài chính của Trung ương sẽ tăng mạnh, nhưng chính quyền địa phương lại bị giảm nhiều. Lời của Thái Chánh Dương làm Triệu Quốc Đống khá phục. Chính quyền địa phương mất quyền khống chế tài chính thì sẽ không còn thực lực mà kêu gào Trung ương. Đây là một kế của lãnh đạo Trung ương. Chính sách này nhất định sẽ áp dụng, bởi vì đây là con đường tất yếu. Trung Quốc là nước lớn, có lịch sử đặc biệt, không thể như Mỹ, nhất định cần phải có chính quyền Trung ương mạnh mẽ. Cải cách mở ra khiến tiếng nói của chính quyền địa phương không ngừng tăng lên, có vài tỉnh cảm thấy mình có thực lực để mặc cả với Trung ương. Bây giờ Trung ương muốn thay đổi tình hình này. Triệu Quốc Đống có thể thấy Thái Chánh Dương rất quan tâm vấn đề này. Nhưng điều này sẽ khiến chính quyền địa phương khó xử, Trung ương không thể áp đặt chứ. Thái Chánh Dương nói, không phải là áp đặt nhưng nguyên tắc chính không thể thay đổi. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói, không nên mơ tưởng Trung ương sẽ lùi bước. Nếu thật sự áp dụng thì các khu vực giàu có ở Duyên Hải còn đỡ, mấy tỉnh phía Tây như chúng ta lại khá khó khăn. Thái Chánh Dương nói,
Điều này không thể tránh khỏi, nhưng ai bảo đó là xu thế không thể đổi. Em xem ra sang năm là sẽ áp dụng chính sách này. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Đây đúng là một gậy đánh vào chính quyền địa phương. Thái Chánh Dương cười khổ nói. Mặc dù chính sách không thể thay đổi nhưng có thể dùng vài cách bù lại một chút. Triệu Quốc Đống nói. Chú có ý gì? Thái Chánh Dương cảm thấy đối phương có ý gì cần nói với mình. Trung ương áp dụng chính sách này về cơ bản lấy hết tiền thuế của chính quyền địa phương. Tài chính của địa phương trong lúc nhất thời trở nên khó khăn. Cho nên Trung ương sẽ đưa lại một khoản. Năm nay chưa kết thúc, nếu có thể nghĩ biện pháp tăng thu của địa phương, ít nhất có thể đảm bảo trong mấy năm không quá khó khăn. Triệu Quốc Đống cười cười đầy ẩn ý. Thái Chánh Dương trợn mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Thái Chánh Dương đã từng làm chủ tịch huyện nên hiểu ý trong câu nói của Triệu Quốc Đống. Tăng tiền thuế thu được không có gì khó, nói cách khác nếu làm thì quá đơn giản. Chẳng qua nếu bị phát hiện sẽ bị xử nặng. Thái ca, em cũng không bảo anh làm việc xấu, huống hồ anh là phó thị trưởng, không phải phó chủ tịch tỉnh phụ trách tài chính toàn tỉnh. Em nghĩ không phải một mình em nghĩ được điều này, người khác trong tỉnh cũng sẽ nghĩ được mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Em nghĩ anh có thể tìm cơ hội thích hợp nói chuyện với lãnh đạo cấp trên. Bọn họ muốn làm thì trách nhiệm là của bọn họ. Chẳng qua em đoán chuyện này sẽ có rất nhiều, chủ yếu xem ai to gan làm sớm và bí ẩn hơn thôi. Thái Chánh Dương rất rung động. Nếu như nói đây là lời của người bên cục thuế hoặc cục tài chính nói thì y còn có thể nhận, nhưng đây là do cảnh sát nói, khó tin. Triệu Quốc Đống hiểu rõ tâm trạng của Thái Chánh Dương bây giờ. Nếu là hắn cũng vậy, giấc mơ cho hắn biết nhiều điều. Sau khi Đường Cẩn rời đi, vợ tương lai của hắn là người làm ở cục thuế nên hắn cũng có ấn tượng sâu về chính sách. Anh hiểu ý chú, anh chỉ đề nghị mà thôi, không, đây là hiện tượng ở một nơi khác đáng để chúng ta nghiên cứu. Thái Chánh Dương cười nói. Đúng thế. Triệu Quốc Đống giơ ngón cái lên, Thái Chánh Dương ngày sau nhất định là chỗ dựa quan trọng của hắn. Người này có đầu óc linh hoạt về kinh tế, tiếp nhận cái mới cũng nhanh, lại nặng tình nghĩa. Người như vậy thì Triệu Quốc Đống chỉ cần đưa ra vài ý tưởng, Thái Chánh Dương sẽ có cách biến thành ý tưởng của mình. Qua đó Thái Chánh Dương sẽ đi lên càng cao, giúp Triệu Quốc Đống càng nhiều. Chỉ mong đừng có loạn là được. Thái Chánh Dương cười khổ nói. Không nghiêm trọng như vậy đâu, chẳng qua chỉ là đoạt miếng thịt trong miệng hổ mà thôi. Con hổ ăn no sẽ không để ý chút thịt vương vãi. Dù sao chỉ làm được lần, sao không có cơ hội đâu. Triệu Quốc Đống cười phá lên. Thái ca, em chuẩn bị đến Thượng Hải. Bên đó có động tĩnh gì? Có. Nhưng đến mức nào thì bây giờ chưa rõ. Em cũng có chút lo lắng nên nhân lúc chưa chính thức nhận chức ở khu khai phát mà xin nghỉ vài ngày. Em chuẩn bị đến Thượng Hải xem một chút. Thị trường chứng khoán rất khó đoán trước, mặc dù chú có nghiên cứu nhưng phải cẩn thận. Thái Chánh Dương mặc dù không biết Triệu Quốc Đống dồn bao nhiêu nhưng nhất định không ít hơn mấy người bọn họ cộng lại. Quyển 3, chương 6, cơn sóng cổ phiếu. Triệu Quốc Đống ngồi máy bay 2 tiếng từ An Đô tới Thượng Hải. Đến nơi Đức Sơn đã sớm thuê taxi đợi hắn, y vừa lên xe đã sớm muốn báo cáo với ông anh, nhưng bị Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn nên ngậm miệng lại. Xe đến khách sạn Hồng Kiều hai anh em Đức Sơn ở. Triệu Quốc Đống không muốn phải chịu khổ, nếu tới Thượng Hải thì sao phải ở vài nhà nghỉ rẻ tiền, tốt hơn hết là ở trong khách sạn cho thoải mái. Tình hình sao rồi? Triệu Quốc Đống nằm trên giường và hỏi. Không ngừng tăng, nhưng mức tăng không cao. Hơn 10 ngày mà mới lên 12. So sánh với chợ cổ phiếu Miếu Ngưu Vương thì cổ phiếu ở thị trường chứng khoán tăng không mạnh. Nhanh thôi, anh nghĩ giai đoạn này kéo dài không lâu. Theo Triệu Quốc Đống nhớ thì dịp Quốc Khánh là quan trọng nhất, mà thắng bại chính là lúc này. Tới Thượng Hải từng đó ngày, thấy sao? Không tốt ạ, tiếng nói khác biệt, người Thượng Hải bài ngoại, rất lạnh lùng với người có giọng địa phương. Trường Xuyên lắc đầu nói. Nếu không phải chúng ta đăng ký tài khoản với số tiền lớn thì sợ rằng bị coi thường. Chẳng qua Thượng Hải làm người ta thấy không giống, luôn thấy muốn đi tới trước, đi đến đâu cũng thấy người đi vội vàng, như vội vàng làm gì đó. Em cũng không tự chủ đi nhanh hơn. Đức Sơn nói. Hai thằng có sang Phổ Đông xem không? Triệu Quốc Đống đứng lên đi tới cửa sổ. Không ạ, thời gian này bọn em toàn tới công ty chứng khoán, không có thời gian. Trường Xuyên cảm thấy ông anh mình như có tâm trạng gì. Nên đi xem mới được. Đúng như Đức Sơn nói, chỉ có thể cảm nhận sự phát triển của Phổ Đông thì hai thằng mới biết thế giới này phát triển nhanh như thế nào.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Mai chúng ta sang Phổ Đông, đến Thượng Hải mà không đi xem mệnh mạch kinh tế của Trung Quốc thì quá tiếc. 10 năm sau chúng ta trở lại có lẽ cũng than thở vì sự phát triển quá nhanh. Hôm sau ba anh em thuê taxi sang Phổ Đông. Xe chạy trên đại lộ Phổ Đông, Triệu Quốc Đống có thể cảm thấy ánh mắt khinh thường của lái xe. Mấy thằng nhà quê không biết Phổ Tây phồn vinh mà lại tới Phổ Đông đang xây dựng. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không thèm để ý. Phải hơn 10 năm sau thì người Trung Quốc mới có thể chính thức hiểu sức hấp dẫn của Phổ Đông. Mới có thể hiểu ma lực trung tâm tài chính hàng đầu Trung Quốc này. Cầu Nam Phổ đã thông xe, cầu Dương Phổ đang thi công và sắp hoàn thành. Đi ngang qua con đường dài hơn 20 km của khu khai phát. Trên đường đi tới thì hắn thấy mấy chục tấm biển ngân hàng gắn tại các tòa nhà, vô số tòa nhà cao tầng đang được xây dựng. Đây như một đại công trường làm người ta thấy sức sống mãnh liệt. Triệu Quốc Đống không nói gì mà lẳng lặng cảm nhận nơi được coi là trung tâm phát triển của Trung Quốc. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng mười mấy năm sau ở đây thành trung tâm tài chính của Trung Quốc, thậm chí châu Á. Tấc đất tấc vàng không hề quá ở nơi này. Chẳng qua bây giờ Phổ Đông chỉ là một đại công trường. Tòa nhà Sơn Đông, Ngân Đô, Ngân hàng Ngân Đô, Trung tâm Chứng khoán Thượng Hải. Một loạt nhà cao tầng đang được xây dựng. Cao trào này còn tiếp tục mười mấy năm không giảm. Đức Sơn và Trường Xuyên cũng bị cảnh bên ngoài làm chấn động. So với An Đô, thậm chí cả tỉnh An Nguyên thì nơi này khác hẳn. Hai thằng mơ hồ cảm thấy ông anh mang mình tới đây là có ý gì đó. Đến tối Triệu Quốc Đống vẫn đắm chìm trong kích động. Là người có giấc mơ về tương lai, hắn không thể không kích động vì những thứ mình thấy. Mặc dù hắn không nhớ hết chi tiết phát triển của Phổ Đông, nhưng có một điều hắn biết là hơn 10 năm sau ở đây sẽ là tâm điểm của thế giới. Đức Sơn, Trường Xuyên thấy sao? Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế mà nói. Anh có phải định nói gì không? Trường Xuyên do dự một chút rồi nói. Thượng Hải là trung tâm kinh tế. Tỉnh An Nguyên chúng ta nhất định không thể sánh bằng. Nhìn xu thế phát triển của Thượng Hải thì em cảm thấy chênh lệch giữa hai nơi càng lúc càng xa. Người ở đây dù nói chuyện hay làm việc đều nhanh hơn chỗ chúng ta. Hiệu quả làm việc cũng cao, vừa gặp mặt là bàn việc kinh doanh, đây đúng là hai thế giới khác nhau. Thượng Hải 10 năm trước cũng lạc hậu, 1-2 năm nay mới bắt đầu phát triển mạnh. Nếu như hai thằng đi tới Quảng Đông, Thâm Quyến thì càng thấy chênh lệch nhiều hơn. Thế giới này không dừng bước do chúng ta chậm, anh hôm nay đưa hai thằng đi là để bọn mày quý trọng thời gian, phải nắm bắt cơ hội. Triệu Quốc Đống cũng không biết sao mình lại giỏi nói như vậy. Hắn chỉ cảm thấy mình có nhiều điều cần nói với hai thằng em. Để hai thằng em trưởng thành thực hiện giấc mơ không thể đi thực hiện của hắn. Anh, bọn em không hiểu mấy điều anh cần nói. Anh muốn em làm gì, em và anh hai nhất định sẽ đi làm. Trường Xuyên mơ hồ cảm nhận được ý của ông anh, nhưng không nắm chắc. Triệu Quốc Đống ngẩn ra một chút. Đúng, đây là em ruột của mình, bây giờ có thể làm gì? Một bước lên trời là không thể, dù hắn biết trước cũng có thể làm gì. Lịch sử không thay đổi, cũng không tiến nhanh hơn. Anh có thể thay đổi việc nhỏ nhưng không thay đổi được cả lịch sử. Không có gì, bây giờ chúng ta cứ ở đây, xem mưa gió trong thị trường chứng khoán mà thôi. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Nghỉ đi, Đức Sơn, Trường Xuyên, anh chỉ hy vọng hai thằng học nhiều hơn, bỏ nhiều thời gian mà học, học những thứ có thể học. Đức Sơn và Trường Xuyên thấy tâm trạng ông anh không tốt nên chỉ lặng lẽ ra ngoài. Trường Xuyên, mày nói anh cả hôm nay sao vậy? Sáng không phải vẫn tốt sao? Đức Sơn gãi đầu nói. Không biết, chúng ta không làm gì sai mà, nhưng anh hình như có vẻ không hài lòng. Trường Xuyên cũng không rõ. Cứ sáng mỗi ngày Triệu Quốc Đống và hai thằng em đều tới công ty chứng khoán, cảm nhận sự lên xuống của thị trường chứng khoán. Tài chính luân chuyển như cơn sóng, lúc thì lui, lúc thì bay lên làm người ta không thể nắm bắt. Khi tập đoàn Bảo An tuyên bố bọn họ nắm giữ trên 50% cổ phần của Duyên Trung, cả thị trường chứng khoán Thượng Hải chấn động. Cổ phiếu Duyên Trung bắt đầu tăng mạnh, nhất là khi Đại hội Cổ đông Duyên Trung tuyên bố muốn mua lại toàn bộ cổ phiếu, điều này làm giá cổ phiếu Duyên Trung tăng lên như phi máy bay. Ngày thứ bảy thì đã sang tháng 10 nhưng Triệu Quốc Đống vẫn thấy người mình nóng rực, mồ hôi thấm ướt áo trong. Nhưng hắn không thèm để ý đến việc này, toàn bộ tinh thần của hắn đã dồn vào thị trường chứng khoán. 1,2 triệu mang tới Thượng Hải đã được Đức Sơn và Trường Xuyên mua hết cổ phiếu Duyên Trung. Bởi vì phân biệt mua trong 2-3 ngày nên giá bình quân là 9,8 tệ một cổ phiếu. Mà bây giờ thị trường chứng khoán như nổi điên mà không ngừng tăng mạnh. Anh, vượt qua 36 rồi, lượng giao dịch rất lớn.
mặt Đức Sơn đỏ bừng lên, mắt mở to đầy tơ máu. Lên 40 thì lập tức bán hết. Triệu Quốc Đống cắn răng, theo hắn nhớ thì cổ phiếu Duyên Trung lên đến 40 thì bắt đầu dao động trong khoảng này, bây giờ là lúc phân thắng thua. Nhìn giá cổ phiếu không ngừng tăng, Triệu Quốc Đống cắn chặt răng cố nén cơn xúc động trong lòng. Đây là đánh bạc, đánh cuộc với lịch sử xem có thay đổi vì hắn hay không. Bán. Trường Xuyên lao vào lớn tiếng nói. Đã vượt qua 42. Dù là lên 100 cũng không liên quan tới chúng ta. Triệu Quốc Đống mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế. Khoản tiền thứ hai đã thành công. Về khách sạn, Triệu Quốc Đống mới mệt mỏi đi tắm. Lúc về khách sạn hắn mới biết Trường Xuyên dám cãi lời mình, không ngờ để giá lên trên 41 mới bán. Chẳng qua tất cả đã là quá khứ, 41 vẫn bán hết. Nhưng rất nhanh giá giảm xuống còn 37, 38. Hắn đã đạt lợi ích lớn nhất. Anh, mai chúng ta về ư? Triệu Quốc Đống nằm trên ghế. 2-3 ngày này hắn đúng là rất mệt. Anh phải về, chẳng qua hai thằng muốn ở đây hoặc sang Chiết Giang đều được, chú ý an toàn. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Trường Xuyên, mày tại sao dám cãi lời anh mà đợi cổ phiếu tăng lên 41? Anh, em phát hiện anh mỗi lần quyết định đều lưu đường lui, dù sao đã tăng lên như vậy thì em tin cao thêm điểm nữa bán vẫn được. Trường Xuyên có chút lo lắng mà nói. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn không ngờ Trường Xuyên đã nắm được tính cách mình. Lần này coi như qua. Trường Xuyên, anh nhắc mày mọi việc phải lưu đường lui thì mới không thất bại. Lần này chúng ta đánh bạc, nếu không lưu đường lui sẽ rất nguy hiểm. Anh, em không biết lúc trước anh nhận tin từ đâu nhưng làm việc này đúng là nguy hiểm. Đánh bạc phải độc nếu không đừng chơi. Trường Xuyên nói làm Đức Sơn đồng ý. Trường Xuyên nói đúng, đã chơi phải độc, nếu không đừng chơi. Triệu Quốc Đống cười phá lên. Hắn có thể nói gì, nói cho bọn họ biết mình dựa vào giấc mơ rất chính xác sao. Hơn nữa cũng không biết có thể vì biến hóa nhỏ nhoi mà thay đổi lịch sử không. Cũng may lịch sử không trêu hắn, nếu không hắn mất mặt với hai thằng em, bao tiền tích góp được cũng mất sạch. Quyển 3, chương 7, đâm sau lưng. Khi Triệu Quốc Đống bình tĩnh đưa ba tờ giấy chứng nhận tài khoản ngân hàng, một tờ 800 ngàn, hai tờ 200 ngàn cho ba người Lưu Triệu Quốc, Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm, bọn họ đều ngẩn ra. Thái ca, chú thật sự tới thị trường chứng khoán Thượng Hải sao? Lưu Triệu Quốc thấy mình như đang nằm mơ, miệng khô khốc. Y đã thấy nhiều tiền nhưng trong một năm từ 60.000 tăng lên hơn 10 lần thì sợ buôn ma túy cũng không lãi lớn như vậy. Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm cũng không khác mấy. Bọn họ nhìn Triệu Quốc Đống như người ngoài hành tinh tới. Vâng, nhưng em cũng không thể nói gì nhiều. Các anh mau đi làm thủ tục với ngân hàng, nếu không ngày sau ủy ban kỷ luật điều tra lại không nói rõ nguồn gốc số tiền. Triệu Quốc Đống ươn ươn người rồi nói. Mệt quá, mấy ngày nay đau hết cả đầu. Thái ca, nếu có thể làm tài sản tăng vài lần, anh nghĩ dù mệt hơn nữa dân chúng cả nước cũng không hề oán hận. Lưu Triệu Quốc lật qua lật lại giấy chứng nhận thì thấy không vấn đề gì. Y đã chấp nhận sự thật. Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm không biết cảm nhận trong lòng mình là như thế nào nữa. Lưu Triệu Quốc có 800 ngàn, hai bọn họ chỉ có 200. Nhưng hai người dù sao cũng nhanh chóng quen với điều này. 200 ngàn đối với một nhân viên công chức An Đô thì cũng là con số quá lớn. Thái ca, có thể tiết lộ biện pháp kiếm tiền của chú không? Thái Chánh Dương có chút tò mò nói. Không có biện pháp gì cả, đây là lợi dụng tin tức nhanh nhạy mà kiếm tiền. Một người bạn nói cho em biết công ty bọn họ sẽ mua một mã cổ phiếu này sẽ tăng mạnh, đơn giản vậy thôi. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Chuyện này về sau sẽ không có nữa. Anh dù chơi ở thị trường chứng khoán tầm 8 năm thì có lẽ cũng không lãi bằng gửi ngân hàng. Thấy Triệu Quốc Đống không muốn nói nhiều, ba người đều biết đây là bí mật kinh doanh. Có thể lãi như thế này là đủ rồi. Ừ, không nói chuyện này nữa. Chúng ta coi như được tài thần chỉ điểm nên kiếm được một khoản. Hùng Chính Lâm cười nói. Ừ, mấy anh coi như quên chuyện này đi, cuộc sống vẫn tiến lên mà. Em chỉ hy vọng mấy anh có khoản tiền này sẽ không phạm sai lầm kinh tế. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Triệu Quốc Đống nói chúng suy nghĩ trong lòng ba người. Ba người có thu nhập tốt, bây giờ thêm khoản tiền này thì sẽ chống lại được sức hấp dẫn của tiền bạc, cũng có thể yên tâm phấn đấu. Chú đúng là biết rõ tâm tư của bọn anh. Ba người nhìn nhau, Lưu Triệu Quốc cười ha hả nói. Tối nay chuẩn bị mời bọn anh đi nhậu ở đâu đây hả Triệu Phú? Em không phải Triệu Phú đâu,
tiền của em có việc để làm mà. Mà tới An Đô thì em và Hùng ca là khách, Lưu ca hoặc là Thái ca mời khách mới đúng. Thái ca, chú kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Thái Chánh Dương hỏi. Em định làm vài việc, chẳng qua không phải là em, là hai thằng em không có việc làm của em. Triệu Quốc Đống cười nói. Liễu ca không về sao? Lão Liễu dẫn đoàn đi Sơn Đông cùng Chiết Giang, lần này xem ra lão ta chuẩn bị thực hiện ở Tân Châu. Thái Chánh Dương có chút hâm mộ, là bí thư thị ủy thì tiện hơn y bây giờ nhiều. Thái ca, câu cá hoặc dùng lưới bắt đều được mà. An Đô vẫn có thể thực hiện. Triệu Quốc Đống hơi động tâm mà nói. Hay thí điểm ở Giang Khẩu đi, công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu là điểm để thử rất tốt. Ồ, chú thấy công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu có thể thí điểm sao? Thái Chánh Dương nhíu mày nói. Một công ty tập thể hơn 100 công nhân, hiệu quả kinh doanh thấp thì sao không thể? Triệu Quốc Đống nói. Ở Giang Khẩu công ty như vậy không thiếu. Mấy nhà máy đổ hộp, ga trả giường, nhựa, đồ dùng gia đình. Đều kinh doanh kém, huyện cũng đau đầu vì bọn họ, ngân hàng đã sớm không muốn cho vay. Nếu không phải trong huyện làm công tác thì bọn họ đã sớm đi đời. Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Xem ra phải quyết tâm mới được, kéo như vậy là không ổn. Nếu ngay cả Tân Châu cũng đi trước An Đô chúng ta thì quá mất mặt. Khi Triệu Quốc Đống về Giang Khẩu thì đã là 6 giờ chiều. Hắn lập báo cáo với Chu Tinh Văn việc mình đã về. Lúc đầu Chu Tinh Văn cũng không đồng ý cho hắn ra ngoài nhưng Triệu Quốc Đống xin mãi nên đành chịu. Giọng của Chu Tinh Văn ở trong điện thoại có chút khó hiểu, chỉ là bảo hắn tới phòng 206 nhà hàng Giang Thành, còn đâu không nói gì cả. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận giọng đối phương có điểm không bình thường. Khi Triệu Quốc Đống thở hổn hển đến nhà hàng thì vị giám đốc cụ ở sảnh đã nói. Chủ nhiệm Triệu, mời vào trong, mấy người trưởng phòng Chu đang đợi. Triệu Quốc Đống nhìn đối phương rồi cười nói. Giám đốc cụ tự mình đón khách. Triệu Quốc Đống nói làm giám đốc cụ có vẻ hơi xấu hổ và giận, hắn vội vàng tắt miệng mình rồi nói. Miệng thối, ngay cả nói cũng không biết nói. Lúc này giám đốc cụ mới bất giận. Trưởng phòng Chu bảo tôi ở đây đón chủ nhiệm Triệu, xin mời. Vào phòng, Triệu Quốc Đống phát hiện ngoài Chu Tinh Văn còn có Mã Bằng cùng ba người đàn ông mà hắn không nhận ra. Lại đây, Quốc Đống vừa về à? Chu Tinh Văn vẫy vẫy Triệu Quốc Đống. Sáng tôi vừa bay về, ăn cơm ở An Đô rồi về Giang Khẩu gấp. Triệu Quốc Đống vừa gật đầu vừa nói. Đi cũng vội vàng nên không mang quà gì về cho sếp Chu. Sếp Mã, lần sau nhất định sẽ có. Đàn ông ra ngoài thì còn mang quà gì? Bây giờ có thứ gì mà An Đô này không mua được? Chu Tinh Văn hừ một tiếng rồi nói. Ngồi đi, giới thiệu mấy lãnh đạo với cậu. Đây là bí thư Trần ở huyện ủy. Đây là chủ nhiệm Cơ và chủ nhiệm Mạc của Ủy ban Kỷ luật huyện ủy. Hôm nay phòng ta mời mấy vị lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tới để giao lưu, cũng muốn mời lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật bảo vệ cán bộ công an huyện chúng ta không bị nói xấu. Triệu Quốc Đống thoáng cái nghe ra ý trong lời nói của Chu Tinh Văn. Hắn chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông ngồi chính giữa đã cười nói. Lão Chu, thái độ này của anh không đúng rồi. Phản ánh là quyền lợi của công dân, dù nhân viên công chức nào cũng bị dân chúng giám sát. Bí thư Trần, tôi là người thẳng tính, việc này không phải ngày một ngày hai, sao vào lúc này lại nhảy ra. Bí thư Trần, lão Cơ, lão Mạc, chúng ta quen nhiều năm, chúng ta không nói chuyện công việc. Ở chuyện này các anh dám nói không phải có người vì ý đồ cá nhân mà làm khó công an huyện chúng tôi không? Chu Tinh Văn hơi lớn tiếng nói. Có ý gì chứ, làm việc chẳng lẽ không sợ mất mặt sao? Lão Chu, chú ý ảnh hưởng. Bí thư Trần nhíu mày nói. Được rồi, bí thư Trần, tôi không nói nữa. Chuyện này dù sao đã qua, không nói nữa, uống rượu. Chu Tinh Văn đương nhiên biết giới hạn. Y chỉ muốn phát tiết bất mãn việc Ủy ban Kỷ luật không tin công an huyện mà thôi. Y cũng biết đây là vấn đề nguyên tắc, cũng không phải là có ý gây khó dễ y. Triệu Quốc Đống ngồi bên cạnh Mã Bằng cũng loáng thoáng nghe ra vấn đề, chỉ sợ Ủy ban Kỷ luật nhằm vào mình mà tới. Nhưng thu được tài liệu gì về hắn thì Triệu Quốc Đống không biết. Bãi cát, đó là lấy danh nghĩa Đức Sơn mà làm, thủ tục là do Đức Sơn làm, hơn nữa hắn không tham gia kinh doanh. Quan hệ nam nữ. Hình như không phải, hắn chưa kết hôn thì có quan hệ với ai thì liên quan gì? Chẳng lẽ nói có bạn gái là nhất định phải kết hôn ư? Nực cười. Chẳng qua lúc này y chỉ giả vờ không biết, chỉ lo rót rượu mời rượu. Ba người Ủy ban Kỷ luật biết Triệu Quốc Đống là đương sự,
chẳng qua việc điều tra của Ủy ban kỷ luật đã kết thúc từ hai hôm trước. Căn cứ kết quả thì tình hình phản ánh không thật, có chút thậm chí là phỉ bang người ta. Theo lý mấy vụ nặc danh này Ủy ban kỷ luật sẽ không điều tra, nhưng lo lắng đối tượng bị phản ánh là cán bộ vừa đề bạt nên Ủy ban kỷ luật vẫn chăm chú điều tra. Điều này khiến công an huyện rất không hài lòng, nhất là cách làm của Ủy ban kỷ luật càng làm công an huyện khó có thể chấp nhận. Bữa cơm mặc dù trên danh nghĩa là giao lưu nhưng ăn không thoải mái. Đến khi Mã Bằng và Triệu Quốc Đống rời đi, chỉ còn Chu Tinh Văn và ba người Ủy ban kỷ luật thì không khí mới tốt hơn. Quan hệ giữa Chu Tinh Văn và Trần Túc khá được. 5 năm trước khi Chu Tinh Văn còn là phó trưởng phòng, Trần Túc là bí thư đảng ủy khu Vĩnh Hòa, Chu Tinh Văn dẫn đội đến phá vụ hiếp một cô bé và ở lại Vĩnh Hòa nửa tháng không về. Điều này làm hai người rất thân thiết. Sau đó Trần Túc được điều lên làm phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, 3 năm trước thành thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật. Mà quyết định bổ nhiệm Trần Túc làm phó bí thư huyện ủy thì sang năm sẽ có. Quyển 3, chương 8, giao tình. Lão Chu, Triệu Quốc Đống này đúng là còn trẻ. Công an huyện các anh đúng là đi trước trong việc trẻ hóa cán bộ. Trần Túc một bên bốc bài, một bên cười nói. Ừ, Quốc Đống có năng lực nghiệp vụ tốt, đã làm ở đội cảnh sát hình sự, đồn công an. Mà cậu ta tuy còn trẻ nhưng có cái nhìn đại cuộc, năng lực phối hợp tốt không khác gì các cựu cán bộ 40 tuổi. Nếu không như vậy sao tôi muốn đưa cậu ta làm trưởng đồn công an khu khai phát? Chu Tinh Văn nhấp ly trà rồi nói. Nghe nói lần này cạnh tranh rất kịch liệt, lão Vương tốn bao thời gian mới khiến huyện ủy thông qua việc tăng chức vụ phó chủ nhiệm do trưởng đồn công an kiêm nhiệm, không ngờ lại bị anh hái đào. Thời gian này mặt lão Vương toàn sa sầm lại. Vương Nhân Quý cũng được nhưng thiếu quyết đoán, tính cách mềm yếu. Tình hình khu khai phát rất phức tạp, y đến đó không thể ăn nổi. Đến lúc ấy người bị chửi là tôi. Anh cũng biết năm nay bí thư Lô và chủ tịch Mao đều nhìn chằm chằm vào khu khai phát, nếu xảy ra chuyện thì tôi sẽ chịu tôi. Chu Tinh Văn mở bao Trung Hoa mời ba người. Khó trách, cậu ta còn trẻ như vậy đã làm phó trưởng phòng, vì thế có nhiều người không vừa mắt. Coi như là đến khu khai phát chỉ sợ cũng có phiền phức. Trần Túc châm lửa hút. Hừ, tôi tin Quốc Đống có thể qua được cửa này. Chu Tinh Văn như nhớ ra gì đó nên nói. Đúng, Quốc Đống có quan hệ rất tốt với cựu lãnh đạo Ủy ban kỷ luật thị ủy. Ai cơ? Trần Túc có chút tò mò, ngay cả hai đồng chí phó chủ nhiệm kia cũng dựng lỗ tai lên. Hùng Chính Lâm. Chu Tinh Văn cũng biết Ủy ban kỷ luật giống bên cơ quan công an, sức ảnh hưởng của cấp trên với cấp dưới là khá lớn. Hả, chủ nhiệm Hùng. Chủ nhiệm Hùng lên chức, đến Thông Thành làm phó bí thư. Trần Túc có chút kinh ngạc nói. Ông nói là Quốc Đống kia có quan hệ rất tốt với chủ nhiệm Hùng. Ừ, rất tốt, hồi tháng 5 tôi và Quốc Đống ăn bữa ở nhà hàng Gia Hòa thì gặp phải đám người Ủy ban kỷ luật thị ủy đang tiễn Hùng Chính Lâm. Chủ nhiệm Hùng các anh còn kéo thêm trưởng phòng Vưu, trưởng phòng Đỗ đến mời rượu. Chủ nhiệm Hùng và hai vị trưởng phòng kia uống rất được. Hôm đó còn có cả chủ nhiệm Kha. Nhà hàng Gia Hòa. Trần Túc tin Chu Tinh Văn không nói dối, đây là nơi thị ủy ban thành phố thường xuyên tiếp đón khách. Không ngờ Triệu Quốc Đống lại có quan hệ với lãnh đạo thành phố. Ừ, chẳng qua đáng tiếc Hùng Chính Lâm đã điều đi. Chu Tinh Văn lắc đầu nói. Ha ha, anh đừng coi nhẹ chủ nhiệm Hùng. Người khác hình dung về chủ nhiệm Hùng rất đặc sắc, mặt như lợn, tim rất sáng, lùn, béo, không nể mặt ai. Ở Ando này có bao nhiêu cán bộ rơi vào tay chủ nhiệm Hùng. Trưởng phòng Đỗ và trưởng phòng Vưu là tay phải tay trái của chủ nhiệm Hùng, trưởng phòng 2, 3 đó. Năm trước phó bí thư huyện ủy Đại Bình không phải bị Đỗ Lực bắt sao? Y bị bắt trong hội nghị thường ủy, sau đó không về. Kết quả này làm huyện bọn họ có một loạt cán bộ cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng dính vào. Trần Túc lắc đầu nói. Trong hệ thống ủy ban kỷ luật Ando thì chủ nhiệm Kha là thường vụ thị ủy nên ít khi lo việc hàng ngày, bình thường đều do chủ nhiệm Hùng quyết định. Vốn nghe nói chủ nhiệm Hùng có thể tới huyện Mai làm bí thư huyện ủy, kết quả còn thăng một cấp tới Thông Thành. Người này bình thường khó tiếp xúc. Không phải, hôm đó tôi thấy Hùng Chính Lâm rất khách khí, dễ gần mà. Chu Tinh Văn nói. Ha ha, vậy coi như anh không phải người bình thường. Trần Túc cười nói. Anh trêu tôi ư. Chu Tinh Văn trừng mắt nhìn Trần Túc rồi nói. Tôi đây là nói thật, có lẽ là do có Triệu Quốc Đống. Không đơn giản, xem ra công an huyện các anh là đầm rồng hang hổ. Lần này nếu không phải bí thư Lô gật đầu thì chỉ sợ Vương Đức Hòa không chịu để yên. Hừ, không chịu để yên thì làm gì?
Ủy ban kỷ luật các anh không phải điều tra xong rồi sao? Có phải như đơn tố cáo không? Ủy ban kỷ luật các anh luôn thích đeo kính nhìn người, nghe thấy gió lại nghĩ là mưa. Lão Chu, anh suy nghĩ theo ý kiến cá nhân rồi, điều tra rõ ràng có lợi cho cán bộ chúng ta mà. Như vậy Quốc Đống có thể bỏ được gánh nặng tư tưởng, dồn tâm trí vào công việc. Trần Túc cười mắng. Ông không phải nói một trưởng đồn không bị kiện sẽ không là trưởng đồn tốt sao? Điều này cho thấy anh ta không làm tốt công việc, không triển khai công việc. Tôi đây chỉ là nói đám tội phạm, không ám chỉ trong nội bộ chúng tôi. Chu Tinh Văn sa sầm mặt nói. Tôi cảm thấy thủ đoạn này quá hèn hạ, vô sỉ. Được rồi, đánh bài đi. Trần Túc cắt ngang lời Chu Tinh Văn rồi nói. Đêm nay bốn chúng ta đánh cho thoải mái. Triệu Quốc Đống và Mã Bằng đi ra khỏi nhà hàng thì giám đốc Cù đi lên đón. Ồ sếp Mã, chủ nhiệm Triệu sao không ở lại chơi một lát? Ha ha, giám đốc Cù, mấy người kia thích đánh bài, tôi và Quốc Đống thì thôi, về nhà sớm một chút. Mã Bằng đã hơn 40 nhưng rất dễ gần, Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt đối với y. Hay là sang bên ngồi một chút, phòng hát chỗ chúng tôi vừa lắp đặt xong, đang thử kinh doanh, thiết bị đảm bảo hàng đầu, không kém gì các nhà hàng nổi tiếng Ando. Sếp Mã, chủ nhiệm Triệu có thử không? Giám đốc Cù Chu đôi môi anh đào kết hợp với chiếc váy trên người đúng là rất quyến rũ. Triệu Quốc Đống không khỏi thừa nhận đúng là đẹp. Hai chị em giám đốc Cù, Cù Vận Bạch đều đẹp. Cù Vận Bạch như đóa hoa quân tử thì giám đốc Cù này như đóa hải đường. Giám đốc Cù, hôm khác tôi quay lại, Quốc Đống mới từ ngoài về nên cần nghỉ ngơi. Mã Bằng khéo léo từ chối lời mời của đối phương rồi trực tiếp đi ra ngoài. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, dù đi thì cũng không cần như vậy chứ. Mã Bằng sao lại ngại giám đốc Cù này đến thế? Đến khi lên xe, Mã Bằng mới nói. Quốc Đống, cậu còn trẻ nên phải chú ý quan hệ nam nữ. Lần này Ủy ban kỷ luật nhận được phản ánh nói cậu lợi dụng chức quyền lũng đoạn thị trường cát khu vực Giang Miếu, quan hệ nam nữ có vấn đề. Cho nên Ủy ban kỷ luật điều tra. Triệu Quốc Đống không ngờ đối phương chơi chiêu này, đây chính là muốn hại chết hắn. Ồ, không ngờ tôi xin phép ra ngoài mà lại có nhiều việc như vậy. Sếp Mã, không biết Ủy ban kỷ luật điều tra đến đâu rồi. Triệu Quốc Đống rất tức giận, hắn dùng chân cũng đoán được là ai. Chẳng qua cách này không có tác dụng đối với hắn, hắn làm việc luôn suy nghĩ trước. Cậu không nên kích động, cũng không nên nghĩ nhiều. Đã điều tra xong, đây là vu cáo. Như vậy cũng có thể chứng minh cậu trong sạch, đỡ người nói này nói kia. Mã Bằng nghe chuyện Triệu Quốc Đống gánh thay Lưu Thắng An mà phải tới Giang Miếu, hơn nữa còn tạo được thành tích ở Giang Miếu. Đây là nguyên nhân khiến y ủng hộ Triệu Quốc Đống trong hội nghị đảng ủy. Ha ha, sếp Mã yên tâm, tôi sẽ dùng công việc nói rõ tốt cả. Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy mới đúng, mai ủy ban kỷ luật có thể nói chuyện với cậu, chuyện này coi như xong. Sau đây xem biểu hiện của cậu ở khu khai phát. Bộ máy đồn công an thì hội nghị đảng ủy đã quyết định, chỉ đạo viên là Uông Dũng Tuyền, cựu chỉ đạo viên đồn công an Vĩnh Hòa. Phó trưởng đồn là Khúc Quân, phó trưởng đồn Bắc Giao. Hai đồng chí này đều lớn tuổi hơn cậu, nhiều kinh nghiệm, cậu phải đoàn kết mà triển khai công việc. Mã Bằng nói mơ hồ đại biểu đảng ủy, Triệu Quốc Đống cũng nghiêm túc mà nói. Xin sếp Mã yên tâm. Triệu Quốc Đống nhất định không phụ sự tin tưởng của đảng ủy, cố gắng biến đồn công an khu khai phát thành đồn công an hàng đầu của Giang Khẩu, làm cho đảng ủy yên tâm, làm ban quản lý khu khai phát hài lòng. Tốt, trưởng phòng Chu bảo tôi đưa cậu về là muốn nghe câu này của cậu. Cậu bây giờ coi như là lãnh đạo ban quản lý khu khai phát, phải phối hợp tốt với ban quản lý khu khai phát, phải được khu khai phát ủng hộ, phải chú ý việc sử dụng lực lượng cảnh sát. Việc không nên tham gia thì tuyệt đối không tham gia. Điểm này cậu phải thật chú ý. Sếp Mã, tôi biết thân phận của mình. Không cần cảnh sát ra mặt thì đồn công an sẽ không ra mặt. Ban quản lý có ý kiến thì tôi sẽ nghĩ biện pháp giải tỏa. Triệu Quốc Đống nhìn ra lo lắng của Mã Bằng. Cậu hiểu là được rồi. Cái khác tôi không nói, hy vọng cậu có thể đạt thành tích lớn hơn nữa ở khu khai phát. Mã Bằng gật đầu nói. Đến khi xe Mã Bằng biến mất trong màn đêm, Triệu Quốc Đống mới nhớ mình không có chỗ về ở nội thành. Về nhà hàng Giang Thành ngủ một đêm thì hắn không muốn. Triệu Quốc Đống gãi đầu, mình có nên mua nhà ở đây không? Quyển 3, chương 9, huynh đệ chung chiến hào. Tiễn đoàn người Đậu Trung Khải đi rồi đám người Triệu Quốc Đống mới trở lại phòng hội nghị. Điều kiện của khu khai phát thì không phải xã, thị trấn nào cũng có thể bằng được,
chỉ riêng trụ sở của đồn công an ở đây cũng đủ để khiến nhiều người đỏ mắt rồi. So với những đồng nghiệp tới muộn vài ngày thì tâm tình của Triệu Quốc Đống đã bình tĩnh hơn hẳn rồi. Đến đây nào, mọi người cũng đều quen nhau cả, chỉ Đạo Uông, Lão Khúc, còn có các vị nữa, từ hôm nay trở đi chúng ta là huynh đệ chung một chiến hào. Biển hiệu đồn công an khu khai phát chắc phải mấy ngày nữa mới xong nhưng xếp đậu đã bàn giao công việc nên chúng ta phải bắt đầu công tác ngay từ hôm nay. Nói cách khác từ giờ trở đi, điểm đen trong địa bàn quản lý vốn thuộc về đồn Vĩnh Hòa và Bắc Giao đã giao cho chúng ta. Vừa rồi xếp đậu cũng đã nói rất rõ ràng, mục đích thành lập đồn công an khu khai phát chúng ta chỉ có một, đó chính là bảo vệ sự phát triển của khu khai phát. Đây là trọng trách mà huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện giao cho chúng ta. Có thể có được câu trả lời thuyết phục dành cho đề bài mà huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện cùng với phòng công an huyện giao cho chúng ta hay không thì sẽ phải trông chờ vào công tác sau này của 12 cảnh sát nhân dân đang ngồi đây. Điều kiện đồn công an khu khai phát thì mọi người đã quá rõ, hoàn cảnh văn phòng tốt, khoảng cách với nội thành cũng không xa. Ban quản lý còn trợ cấp cho tất cả cảnh sát chúng ta một bữa cơm trưa thịnh soạn, bữa tối dành cho cảnh sát trực ban cũng do căn tin ban quản lý phụ trách. Điều kiện ưu việt như vậy thì tôi thấy cũng không hẳn đã tốt, vì sao vậy? Điều này có ý nghĩa rằng trọng trách trên vai chúng ta rất nặng, trong số chúng ta đang ngồi đây có không ít người tới từ Bắc Giao và Vĩnh Hòa nên chắc hiểu rõ hoàn cảnh vùng này. Có thể nói gần như tuần nào cũng đều có chuyện dân chúng đến bao vây công ty và ban quản lý, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ thành đại sự, giờ trọng trách này đặt lên đầu chúng ta thì chúng ta nên hồi đáp như thế nào? Tôi nghĩ đây là nhiệm vụ quan trọng nhất đặt ra trước mắt chúng ta hiện giờ. Tôi hy vọng mọi người khi tới đồn công an khu khai phát không được ôm ý tưởng vì điều kiện tốt mà công tác thoải mái, nếu mà người nào nghĩ vậy thì lầm rồi. Tôi không quản người đó có quan hệ gì nhưng nếu công tác không chuyển biến thì xin lỗi, mời đến nơi khác mà làm. Nếu như công tác bởi vì tôi và hai vị lãnh đạo đồn không có khởi sắc thì cũng giống vậy, phòng công an huyện và ban quản lý cũng sẽ tra hỏi bộ máy lãnh đạo chúng tôi, cần gạt bỏ sẽ gạt bỏ. Cho nên tôi hy vọng mọi người có thể suy nghĩ cẩn thận một chút. Chúng ta tới đồn công an khu khai phát làm cái gì và làm như thế nào? Làm như thế nào thì mới tốt, kết nối những vấn đề này lại với nhau thì tôi nghĩ tất cả vấn đề đều có thể được giải quyết. Về mấy vấn đề đãi ngộ và trang thiết bị thì đây không phải là chuyện mà mọi người cần quan tâm, tôi tin rằng phúc lợi, đãi ngộ của mọi người sẽ không thiếu một phân, về trang thiết bị thì sau một tháng tôi sẽ làm cho đồn công an khu khai phát chúng ta trở thành nơi trang bị tốt nhất toàn huyện. Hiện tại chỉ xem mọi người có lòng tin sẽ làm tốt được công tác của đồn công an chúng ta hay không. Không thành vấn đề, sếp Triệu, ngài nói thế nào thì chúng tôi làm thế ấy. Viên Trấn Dũng là người đầu tiên tỏ thái độ. Khi nghe thấy được điều đến đồn công an khu khai phát thì trong lòng Viên Trấn Dũng vui như mở cờ, được đi theo một sếp như Triệu Quốc Đống thì trong lòng hắn rất kiên định, cũng thấy rất có tiềm năng. Lác đác có vài cảnh sát khác tỏ thái độ đi theo. Ngoài mấy cảnh sát nhân dân trường cảnh sát địa Tân ra thì một số cảnh sát lão thành cũng không coi trọng những lời hùng hồn của Triệu Quốc Đống. Chuyện như thế này thì bọn họ đã gặp quá nhiều rồi, vừa mới nhậm chức thì hăng hái nhiệt tình nhưng không được bao lâu thì lại biến thành làm cho có lệ hoặc là cũng chỉ lo cho chính mình, tất cả đều phải chờ kiểm nghiệm thực tiễn. Trong phòng hội nghị chỉ còn lại ba người Triệu Quốc Đống, Uông Dũng Tuyền cười khổ nói. Sếp Triệu, xem ra mấy lão lõi đời này không dễ mà sử dụng. Bình thường, nói mạnh miệng thì ai cũng nói được, huống chi với tuổi của tôi thì cũng khó mà khiến người ta tin phục. Triệu Quốc Đống cũng không nghĩ sẽ có chuyện tốt dễ dàng như thế. Đi nào, tới văn phòng của tôi thương lượng một số công tác tiếp theo. Chỉ khi ba chúng ta bền chặt với nhau thì công tác đồn công an mới có thể thực sự đi vào quỹ đạo. Nếu không phải suy xét đến ảnh hưởng không tốt thì Triệu Quốc Đống thật sự muốn biến văn phòng của hắn thành như phòng ngủ. Tuy rằng còn kém mấy gian văn phòng ban quản lý khu khai phát ở bên cạnh nhưng thế này cũng khá khả quan rồi. Diện tích gần 30 mét vuông, bàn ghế công tác đều mới hoàn toàn, trên bàn trà còn đặt một chậu vân trúc xanh tươi. Sếp Triệu, tình hình thì anh rõ đó. Hiện tại khu khai phát đã tiếp nhận địa bàn khó giải quyết nhất của khu Vĩnh Hòa và điểm đen của khu Bắc Giao rồi. Nói cách khác, sau này chỉ riêng việc phòng ngừa quần chúng gây phiền toái. Vướng víu cho ban quản lý và các công ty thôi cũng đủ dính tới phần lớn tinh lực của chúng ta rồi. Đồn của chúng ta có 12 cảnh sát, nhìn thì không ít nhưng thực sự muốn xuống dưới làm thì kiếm không ra. Uông Dũng Tuyền là người quen thuộc nơi này, mỗi lần dân chúng vùng giáp danh Vĩnh Hòa tới bao vây khu khai phát thì đều là hắn đến giữ gìn trật tự, trợ giúp giải tán quần chúng nên lâu dần cũng thấy mỏi mệt rồi. Ừ, trước đó tôi cũng đã được bên ban quản lý cho biết một số tình hình rồi.
có lẽ là do góc độ bất đồng nên vấn đề phản ánh cũng không hoàn toàn nhất trí, nhưng tôi có thể cảm nhận được một vài điểm cơ bản. Nói cách khác, quần chúng bao vây đích xác là có nguyên nhân nhất định, có một vài vấn đề đúng là không được giải quyết, nhưng bên trong cũng có điểm bất hợp lý hoặc là yêu cầu quá đáng. Hơn nữa còn có một số người có dụng tâm âm thầm đứng sau gây kích động muốn khuếch đại tình thế hòng mưu lợi bất chính. Đúng, tình hình đại khái chính là như vậy. Xã Thánh Lâm bên Bắc Giao kia cũng có tình hình na ná như vậy, đều tồn tại điểm cổ quái như thế này. Không thể nói dân không có giác ngộ, đúng là có vài vấn đề chính quyền chưa giải quyết tốt hoặc chưa chu đáo, từ đó dẫn tới quần chúng bất mãn. Nhưng chắc chắn có một số người muốn nhân cơ hội gây chuyện để tạo áp lực lên chính quyền hòng mưu lợi, do đó mới có thể khiến cho loại tình huống như này phát sinh nhiều lần. Uông Dũng Tuyền gật gật đầu tán thành. Muốn giải quyết mấy vấn đề này thì không phải một mình công an chúng ta là có thể làm được, vốn dĩ bộ máy ban quản lý, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện rất không hài lòng, cho nên lúc này đây mới có thể đại động. Bí thư, chủ nhiệm đều thay đổi, phó chủ tịch huyện Lương kiêm nhiệm bí thư ban quản lý, điều này đủ để chứng minh huyện coi trọng cỡ nào, như vậy cũng là một cơ hội để chúng ta sáng tạo. Nhất định phải mượn cơ hội này để hoàn tất điều chỉnh bộ máy, giúp quần chúng giải quyết một vài vấn đề thiết thực, làm dịu quan hệ cán bộ và quần chúng. Còn bên công an chúng ta thì phải xâm nhập sâu vào để thăm dò rõ ràng xem rốt cuộc là ai đứng đốt lửa sau gió. Nếu như đơn thuần chỉ là bày mưu tính kế vì lợi ích quần chúng thì chúng ta có thể kiên nhẫn giải thích, còn nếu là dụng tâm vì tư lợi đến nỗi không ngại phạm tội trái pháp luật thì chúng ta quyết không nương tay. Đúng, chẳng qua ý nghĩ này e là sếp Triệu phải phản ánh với bên ban quản lý một chút, nếu không chỉ sợ khó có thể đạt được hiệu quả tốt. Làm mà không tốt thì có khi lại khiến một vài quần chúng không rõ chân tướng sẽ nhảy về phía đối lập với chúng ta. Uông Dũng Tuyền cảm nhận được Triệu Quốc Đống có thể lên làm đồn trưởng đồn công an đúng là nhờ có bản lĩnh, ít nhất là có thể từ tình hình phức tạp mà đưa ra được sách lược công tác. Uông Dũng Tuyền cũng phải thừa nhận phương pháp mà đối phương đề xuất rất có tính thao tác, đương nhiên điều kiện tiên quyết thì vẫn phải ban quản lý cũng phải thay đổi tác phong, chịu khó nhịn xuống. Bên ban quản lý thì tôi sẽ sang nói. Công tác phát triển trinh sát dò tìm đầu mối bên này thì xin làm phiền chỉ đạo Uông, cần chi gì thì chúng ta nên chi. Đây là nhiệm vụ thiết yếu trước mắt của chúng ta, một khi bên ban quản lý hành động thì bên chúng ta cũng phải đi theo, chỉ khi tiến hành đồng bộ thì mới có thể hoàn toàn phá giải được cục diện bế tắc trước mắt. Rõ, Uông Dũng Tuyền cũng biết trong chuyện này thì việc nào đáng làm mình sẽ phải làm. Bên Lão Khúc thì trước tiên lựa chọn những cảnh sát có năng lực nghiệp vụ mạnh, nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Một khi thời cơ chín muồi thì chúng ta sẽ kiên quyết tham gia. Tôi rốt cuộc vẫn có cảm giác loại chuyện bao vây liên tục này ắt sau lưng có vấn đề, ngoại trừ quần chúng đích xác bị xâm phạm về lợi ích hoặc là có nhu cầu cần giải quyết thì cũng có người muốn gây sự, muốn bộ máy lãnh đạo sau khi thay đổi không hoạt động được, tình trạng này đang càng ngày càng ác liệt hơn. Chiếu theo lý thuyết thì dân chúng cũng thấy rõ bộ máy ban quản lý được thay đổi nên chắc hẳn đang chờ đợi xem bộ máy này có thể giải quyết được vấn đề này hay không mới phải chứ. Vấn đề này có lẽ chúng ta phải cân nhắc cho tốt mới được. Triệu Quốc Đống vừa dứt lời thì khiến cho cả Uông Dũng Tuyền lẫn Khúc Quân chưa nói câu nào cũng rơi vào trầm tư. Trước khi Triệu Quốc Đống đến thì Cù Vận Bạch vừa mới lặng lẽ lau nước mắt. Cô cảm thấy thật sự quá mệt mỏi, một người phụ nữ độc thân nếu muốn làm ra một phen sự nghiệp thì sao lại khó như vậy. Từ thị trấn cho đến khu khai phát, mọi người luôn nhìn chằm chằm vào cô với ý đồ, muốn nhìn xem rốt cuộc là cô có quan hệ đặc biệt với vị lãnh đạo nào. Những người này hoàn toàn không để mắt đến tấm bằng thạc sĩ Đại học An Nguyên của mình, 5 năm kinh nghiệm công tác ở dưới xã và công ty trong huyện, cùng với năng lực công tác của mình mà chỉ lo nhìn chằm chằm từng bộ vị trên cơ thể mình. Cù Vận Bạch cũng không phủ nhận vẻ đẹp cùng khí chất của mình đã mang đến một ít trợ giúp cho sự nghiệp của mình, nhưng cô tin đây không phải là nhân tố chủ yếu, nỗ lực phấn đấu của mình đã tới lúc quan trọng nhất. Thế nhưng những đồng nghiệp, người quen xung quanh cuộc sống sinh hoạt của mình thì lại luôn nhìn mình với ánh mắt hoài nghi. Cô tin rằng nếu cô nói cho đối phương biết mình và một vị lãnh đạo có quan hệ đặc biệt thì bọn họ sẽ làm ra vẻ bừng tỉnh mà không chút nghi ngờ. Phó chủ nhiệm Triệu, là chuyện mua xe cảnh sát sao? Tôi đã bảo văn phòng đem báo cáo giao cho phó chủ tịch huyện Lương, chắc là sẽ nhanh chóng phê duyệt thôi, chờ bên tài chính chuyển giao thì anh có thể tiến hành ngay. Từ nét mặt của Cù Vận Bạch thì không nhìn ra điểm khác thường nào. Ừ, cảm ơn chủ nhiệm Cù. Tôi tới chủ yếu là để báo cáo về công tác sắp tới của đồn công an chúng tôi một chút. Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế salon ở phía đối diện đối phương một cách tùy ý. Ồ, đồn công an đã có ý tưởng công tác nhanh như vậy rồi sao? Cù Vận Bạch không ngờ đối phương lại nhanh chóng và mạnh mẽ đến vậy,
ngày hôm qua nhân viên vừa mới đến đồn công an mà hôm nay đã tới báo cáo công tác. Ừ, không nhanh không được, đã tháng 10 rồi, còn có 3 tháng nữa là sẽ sang năm mới, đồn công an cũng phải làm ra thành tích thì mới có thể đáp lại sự tin cậy của phòng công an huyện và ban quản lý chứ. Triệu Quốc Đống cười nói. Khi Triệu Quốc Đống kể lại ý tưởng và tính toán của mình ra thì trong lòng Cù Vận Bạch có cảm giác giống như một lữ hành đang bôn ba trong sa mạc thì đột nhiên lại gặp một chốn rừng chân ven hồ Sơn Thanh Thủy Tú. Quyển 3, chương 10, thùng thuốc súng. Đi tới ban quản lý này đã được hơn 2 tháng nhưng Cù Vận Bạch có cảm giác mình giống như rơi vào một hố bùn lầy, đã cố sức nhưng lại không ra. Phó Chủ tịch huyện Lương bề bộn công vụ nên rất ít khi đến bên này nên tất cả công tác đều dồn cả lên người cô. Còn hai phó chủ nhiệm thì cô không tìm được từ ngữ nào thích hợp để hình dung bọn họ. Một người được phân công quản lý việc thu hút đầu tư nhưng suốt hơn nửa năm mà không thể dẫn nổi được một công ty nào, lý do lấy cớ rằng điều kiện khu khai phát kém còn hoàn cảnh bên ngoài thì tồi tệ nên nhà đầu tư không muốn đến. Còn một phó chủ nhiệm được phân công quản lý cơ sở hạ tầng, giải tỏa thì thường xuyên không thấy người đâu, khiến cho mỗi lần quần chúng bao vây tìm hiểu đều không thể được đích thân cô ra giải thích khuyên giải. Nói một cách thô tục thì hai người này bình thường giống như là nước thải từ bồn cầu thải ra khiến cho ngày nào cô cũng đều mệt mỏi không chịu nổi. Có đôi khi chính cô cũng tự hỏi, tại sao mình phải nhận quản lý khu khai phát hỗn loạn này? Thị trấn nội thành tuy tình hình cũng không tốt nhưng so với ban quản lý này thì cũng có thuận lợi hơn rất nhiều, dù sao cũng chỉ là một chút công tác mang tính thông thường chứ không như bên này, gần như tất cả mọi việc đều có tính khiêu chiến. Đây là muốn đổi hoàn cảnh, hay là đang tránh né người kia? Cù Vận Bạch không biết. Nhưng cô biết rằng từ khi tới ban quản lý thì trong 2 tháng gần đây cô gần như không có ngày nào mà thoải mái, hầu như ngày nào cũng gặp áp lực đến từ mọi phương diện, nhất là công tác phối hợp bồi thường việc phá bỏ và di rời đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của cô, mà vốn đây là công tác chủ yếu của vị phó chủ nhiệm không thấy mặt kia. Ý của anh là muốn cán bộ của ban quản lý cũng phải xuống tìm hiểu tình hình từng hộ gia đình sao? Cù Vận Bạch có phần do dự. Đám cán bộ ban quản lý này đã quen với cuộc sống nhàn nhã trong phòng làm việc rồi, muốn bọn họ đi xuống dưới thì đúng là có chút khó khăn. Đây là tất nhiên, nếu chúng ta không xác thực được những vấn đề mà cần ban quản lý giải quyết, vấn đề nào mà tạo thành do quần chúng hiểu sai chính sách, vấn đề nào là do người có dụng tâm cố ý làm xáo trộn thị phi hòng mưu lợi, chúng ta sẽ xuất ra biện pháp xử lý như thế nào? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Ý của tôi chính là yêu cầu hợp lý của quần chúng thì nhất định phải giải quyết, nếu tạm thời không giải quyết được thì phải giải thích tường tận cho quần chúng, hẹn một thời gian rõ ràng. Còn nếu quần chúng không hiểu hoặc là hiểu lầm thì phải giải thích rõ ràng để bọn họ hiểu được chính sách của quốc gia và chính phủ. Còn kẻ nào cố ý muốn quấy nước đục với ý xấu thì chúng ta cũng phải thăm dò tình hình rất nhiều và chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Trước tiên nên là cán bộ trong ban quản lý đến phụ trách, sau đó thì đồn công an chúng tôi sẽ châm trước xử lý. Được, tôi đồng ý với ý kiến này của anh nhưng việc này cần phải báo cáo với Chủ tịch Lương. Đồng thời chúng ta cũng phải tìm hiểu xem rốt cuộc hiện nay quần chúng tồn tại vấn đề gì, phân loại từng loại một, có biện pháp giải quyết lần lượt từng việc mang tính chống đối, còn nếu thật sự không giải quyết được thì cũng phải đưa ra một đối sách thích hợp để thuyết phục quần chúng. Cù Vận Bạch làm công tác chuẩn bị một hồi lâu rồi mới gật đầu đồng ý, ý tưởng đối phương đưa ra đích xác là rất có tính thao tác thực tế. Nhưng việc này cần toàn bộ cán bộ ban quản lý xuống dưới cơ sở kiên nhẫn làm tốt công tác, mà điểm này thì Cù Vận Bạch cũng không nắm chắc được. Triệu Quốc Đống cũng biết hiện tại Cù Vận Bạch cũng không còn đủ uy tín trong ban quản lý, nhất là hai phó chủ nhiệm trên thực tế không hề để Cù Vận Bạch vào mắt. Toàn bộ ban quản lý đại khái cũng chỉ trông vào phó chủ tịch Lương đứng ra thì mới có thể miễn cưỡng trấn trụ được. Nhưng phó chủ tịch Lương bởi vì còn được phân công quản lý khối công nghiệp trên địa bàn huyện nên công tác chủ yếu là ở trung tâm chứ không ở bên này. Điều này cũng làm cho công tác ở ban quản lý trở thành tê liệt và khập khiễng. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không chuẩn bị hành động theo tiết tấu mà Cù Vận Bạch đã hoạch định. Cơ quan công an tự có phương thức làm việc của mình, sau khi đã biết rõ tình hình cơ bản thì Triệu Quốc Đống đã nhanh chóng lợi dụng những người bên Bắc Giao và Vĩnh Hòa cùng với dự bị bản địa khai triển công tác, một chút tình huống cũng bắt đầu lục tục mò ra. Phó chủ nhiệm Triệu, Phó chủ nhiệm Triệu. Đương khi Triệu Quốc Đống thương lượng tình hình mấy ngày nay cùng với Uông Dũng Tuyền và Khúc Quân thì nghe thấy tiếng gọi dồn dập ngoài cửa. Chuyện gì? Triệu Quốc Đống nghe thấy thanh âm không giống cảnh sát trong trụ sở. Đoàn người của chủ nhiệm Cù đang bị bao vây ở nhà máy cơ giới thông lực. Dân chúng rất xúc động và phẫn nộ, ngay cả tường bao quanh nhà máy cũng bị đạp đổ một mảng lớn.
chủ nhiệm Cù bảo tôi tới nói cho ngài biết để ngài phái cảnh sát đồn công an tới hiện trường ngay lập tức. Tôi cũng đã báo phòng công an huyện rồi. Người xông vào là một phụ nữ trung niên, mặt mày xám như tro, xem ra là hoảng sợ không nhỏ. Hả, nhà máy cơ giới thông lực. Triệu Quốc Đống chau mày. Là bên Vĩnh Hòa sao? Vâng, là thôn Đại Liễu bên Vĩnh Hòa, nếu không thì tôi dẫn người sang đó trước. Uông Dũng Tuyền đứng dậy. Chúng ta cùng đi, bảo cảnh sát trực ban đồn công an cũng đi luôn, đến hiện trường duy trì trật tự. Triệu Quốc Đống cũng đứng lên. Sang xem trước rồi hãng nói. Khi Triệu Quốc Đống và Uông Dũng Tuyền chạy tới cổng nhà máy cơ giới thông lực thì thấy người đông nghìn nghịt, xem ra nhân số ít nhất cũng phải hơn 100 người, cổng bị bao vây tới mức nước cũng không lọt, bức tường bao quanh nhà máy cũng đã bị đạp đổ. Một số dân chúng cũng đã tràn vào khu kiến thiết của nhà máy và đang bao vây chặt một vài người. Hãy nói rõ ràng, nếu hôm nay mà không nói rõ ràng thì đừng hòng đi. Lần nào đến cũng đều đùn đẩy, trì hoãn, có phải cho là nông dân chúng ta dễ gạt không? Hôm nay đẩy sang ngày mai đẩy sang ngày mốt, nửa năm đầu thì bồi thường được mầm giống, còn nửa năm cuối thì không thèm thực hiện. Dân chúng tôi ăn cái gì? Xây dựng văn phòng ở trên địa bàn của chúng tôi thì phải chu cấp việc làm cho người địa phương, bằng không thì đừng hòng khởi công. Lần nào cũng đều là người phụ nữ này đến cho có lệ, nói mà không giữ lời, hôm nay giữ cô ta lại ở chỗ này để lãnh đạo trên huyện tới giải quyết. Phá hủy con đường của chúng ta mà cũng không tỏ thái độ gì, đây là con đường mà dân chúng thôn Đại Liễu chúng tôi góp vốn tu sửa đó, phải bồi thường. Tiếng hò hét huyên náo cả một góc trời, người người nhảy nhót kêu gào không ngớt. Triệu Quốc Đống để Uông Dũng Tuyền đi vào trước kêu gọi, tránh để xuất hiện hành vi quá khích, còn mình thì lặng lẽ đi vào quan sát tình hình. Đại bộ phận quần chúng đều khoanh tay đứng bao vây bên ngoài giống như là đang bàn tán một chuyện náo nhiệt thường ngày, nhưng cũng có một số người thì lại rất kích động, họ hét liên tục, kêu gào thúc giục những người khác cùng nhau đạp đổ cánh cửa sắt, nhưng thật ra chẳng có mấy người nguyện ý phụ theo. Cù Vận Bạch vừa tức vừa vội, mặc dù là đã giữa tháng 10 nhưng mặt trời vẫn gay gắt khác thường. Đứng suốt hơn 2 giờ dưới ánh nắng mà cô chưa được uống một ngụm nước nào, bị dân chúng bao vây chung quanh, giải thích đến mức miệng lưỡi khô khốc mà hầu như chẳng có người nào nghe. Đúng thời điểm này thì thế xấu của phận nữ liền lộ rõ, quần chúng trời sinh đã không tín nhiệm với phụ nữ thì lúc này lại càng rõ ràng. Uông Dũng Tuyền đến đúng lúc đã giảm bớt được không khí tại hiện trường, phần lớn người ở đây đều biết hắn, thỉnh thoảng còn có người quen chào hỏi Uông Dũng Tuyền, nhưng như vậy cũng không đủ để bình ổn tình thế. Một số người thậm chí còn khuyên Uông Dũng Tuyền đừng xen vào việc của người khác, việc này đồn công an không giải quyết được thì nhất định phải mời lãnh đạo chính quyền ra mặt tỏ thái độ. Uông Dũng Tuyền cũng coi như là một người lão luyện chuyên xử lý loại chuyện này, hắn biết loại chuyện này thì công an không giải quyết được cơ bản vấn đề, nhưng công an xuất hiện kịp thời có thể khống chế hiệu quả thế cục, không để phát triển tới mức không thể vãn hồi. Dù sao cũng đều là người hiểu biết nên chẳng ai muốn phạm tội trước mắt hắn cả. Cho dù thoát được lần này thì cũng không chắc chắn ngày sau không dính vào tay công an. Triệu Quốc Đống lặng lẽ đi tới bên cạnh đám người, sau khi xác định được 2-3 người khả nghi thì hắn mới sang hẳn một bên lặng lẽ gọi dự bị quen thuộc tình huống, điểm từng đối tượng hoài nghi để xác minh thân phận. Đến khi tất cả đều rõ ràng thì Triệu Quốc Đống dưới sự bảo vệ của mấy người dự bị bước vào trong đám đông. Sự xuất hiện của Triệu Quốc Đống lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Nhất là bộ dạng ngẩng cao đầu bước đi uy vũ đầy thanh thế kết hợp với mấy người dự bị bảo vệ đang đẩy đẩy người làm cho người ta lập tức hiểu được người tới chắc là lãnh đạo lớn nào đó. Cái tên Diễu Võ Dương Oai này là ai? Trông thì giống lãnh đạo, nhưng sao còn trẻ thế? Không cần biết hắn làm gì, nếu không giải quyết được vấn đề thì cũng bằng không. Mấy người bên cạnh hắn không phải là ở đồn công an Vĩnh Hòa sao? Có phải là mới điều đến đồn công an khu khai phát hay không? Triệu Quốc Đống tách đám người ra, đi vào, ba người Cù Vận Bạch thực sự có cảm giác hư thoát, không ai ngờ chuyện lại ầm ĩ lớn như vậy. Vốn chỉ là tới nhà máy cơ giới thông lực xem tình hình tiến triển, nhưng không biết vì sao mà dân chúng cũng biết tin và ập tới ngay, chẳng những không thoát được mà còn khiến tường bao nhà máy cũng bị đạp đổ. Chủ nhiệm Cù không sao chứ? Triệu Quốc Đống cũng không để ý tới những ánh mắt hoài nghi xung quanh, lúc này nếu anh càng yếu đuối thì quần chúng lại càng không tín nhiệm anh. Chỉ có cách bày ra khí thế vững chắc như núi thì mới có thể khiến cho bọn họ cảm thấy anh có khả năng giải quyết được vấn đề. Phó chủ nhiệm Triệu đến đó à, tôi không sao, chỉ là đứng quá lâu nên hơi khó chịu. Cù Vận Bạch cũng không nói thật, không biết vì nguyên nhân gì mà lúc trước cô còn miễn cưỡng có thể chống trụ, nhưng mà khi thấy Triệu Quốc Đống đến đây thì cô đột nhiên cảm thấy người như nhũn ra.
Hơn nữa làm cho cô có phần khó chịu đó là cô cực kỳ muốn tới nhà vệ sinh để tiểu tiện, đứng suốt hơn 2 tiếng đồng hồ ở chỗ này mà người dân không chịu cho đi, đã thế công trường lại không có nhà vệ sinh nữ mà chỉ có một nhà vệ sinh nam tạm thời giản đơn dành cho công nhân. Không có chuyện gì là tốt rồi, xem ra loại chuyện này thì ngày sau sẽ không ít đây. Triệu Quốc Đống khẽ cười nói. Sao không thấy phó chủ nhiệm Trương Thái Trương tới? Việc này phải do hắn đến phụ trách giải thích mới phải chứ? Đã báo cáo lên huyện chưa? Cù Vận Bạch thật sự có phần bội phục đối phương. Trong tình hình này mà còn có thể cười được, xem ra đối phương không có để tình cảnh này vào mắt hay là công an thấy nhiều biết rộng nên mới coi như không như thế. Phó chủ nhiệm Trương thì không liên lạc được, phó chủ tịch Lương cùng bí thư Lô và chủ tịch Mao lên thành phố họp nên không quay về được, phó bí thư Vương ở nhà nói sẽ phái người tới nhưng mà đến giờ cũng không thấy bóng người nào. Vậy là để hai tiểu tốt chúng ta ở trong này chống trụ, đây cũng không phải là biện pháp đâu. Triệu Quốc Đống tùy ý nhìn quanh một vòng, không chút để ý nói. Chuẩn bị chiến đấu lâu dài chưa? Như thế này có khi kéo dài tới tận đêm nay đó. Tôi cũng đã giải thích cho rồi nhưng mà bọn họ không nghe giải thích. Cảm xúc khẩn trương của Cù Vận Bạch dần dần giảm bớt nhưng nhu cầu sinh lý lại càng khiến cô lo lắng hơn. Thái độ tùy ý của Triệu Quốc Đống làm cho tiếng dị nghị của quần chúng xung quanh lớn hơn, không ai biết người này tiến vào đây là có ý gì, vừa không lên tiếng lại cũng không biểu lộ thái độ, giống như là tự do tự tại như đi chợ vậy. Quyển 3, chương 11, Thành Thạo. Tiếng bàn tán quần chúng xung quanh cũng dần dần cao lên. Rốt cuộc là làm sao bây giờ? Ban quản lý các người có phải cứ kéo dài dây dưa với chúng tôi như vậy hay không? Chuyện này kiểu gì cũng phải có người tới giải quyết. Một người đàn ông trung niên không kìm được tức giận hét lên. Sẽ giải quyết, chẳng qua anh cảm thấy phương thức hiện tại có thể giải quyết được cho anh không? Triệu Quốc Đống liếc nhìn đối phương đầy khinh miệt, uể oải nói. Tôi còn chưa từng nghe nói chính quyền có thể giải quyết vấn đề trong tình trạng như này. Đây không phải là do các người bức bách sao, anh nghĩ rằng cả ngày chúng tôi không có chuyện gì làm nên muốn tới đây đùa giỡn với các người à? Xung quanh liền có vài tiếng nói to. Anh muốn gì? Sao lại kêu la làm gì? Nhìn bộ dạng của hắn cũng chẳng ra gì, cùng lắm chắc chỉ là chân chạy thôi. Họ hét hoành tráng, kiêu ngạo, con mẹ nó, nhìn cái mặt là muốn ăn đánh, mày cho rằng bộ dạng của mày có thể hù dọa ai hả? Một người thanh niên tóc dài quần áo hoa hoét nhảy dựng lên, bộ dáng nóng lòng muốn thử. Tôi không hù dọa ai, cũng không muốn hù dọa ai, nhưng kiểu như anh cũng không dọa được tôi đâu. Ánh mắt sắc bén của Triệu Quốc Đống dừng trên mặt đối phương, gằn giọng nói. Chỉ với bộ dạng này của anh, bỏ qua thân phận của hai bên, nếu đổi là trường hợp khác thì một đấu một tôi cũng có thể vật ngã anh bằng một tay. Khẩu khí có phần cuồng vọng không ngờ đè ép khí thế của tên thanh niên kia xuống, Uông Dũng Tuyền đang chờ đợi thời cơ biết đã đến lúc mình ra tay. Chu Nhị Oa, đây chính là phó chủ nhiệm Triệu của ban quản lý khu khai phát chúng tôi, cũng là đồn trưởng đồn công an khu khai phát. Người ăn nói sạch sẽ một chút. Lập tức có một vài người dự bị giới thiệu lịch sử của Triệu Quốc Đống cho người quen của mình, từ chuyện tay không quăng Trịnh Nhị lại nổi tiếng ở đại quan khẩu tới chuyện một thân một mình bắt giữ hai kẻ sát nhân cầm dao ở Lam Sơn, tuy rằng không tránh được thêm mắm thêm muối nhưng trong trường hợp này thì hiệu quả lại cực kỳ tốt. Chẳng trách còn trẻ như vậy mà đã là phó chủ nhiệm và trưởng đồn. Ừ, tôi đã nói mà, bộ dạng của hắn chỉ cần nhìn cũng biết là đã luyện võ rồi. Chu Nhị Oa kia chỉ như con khỉ, chỉ sợ ba người như hắn cũng không phải là đối thủ của người ta. Người ta là công an, lại là trưởng đồn, anh không chọc đến hắn thì sao động anh? Công an thì sao chứ? Chuyện của chúng ta thì bọn họ cũng không quản được. Người ta còn là phó chủ nhiệm ban quản lý thì có quản được hay không? Người đàn ông trung niên khi nãy thấy Triệu Quốc Đống ưỡn ngực hùng dũng oai vệ thì do dự một lúc mới nói. Chúng tôi mặc kệ anh làm gì. Chúng tôi chỉ cần giải quyết được vấn đề của chúng tôi. Giải quyết vấn đề, tốt, đây chính là biện pháp giải quyết vấn đề của các anh sao? Triệu Quốc Đống liếc xéo đối phương một cái. Bao vây chúng tôi ở trong này, làm ầm ĩ suốt nửa ngày, sự tình đã giải quyết chưa? Đảng Cộng sản và chính phủ có hèn nhát không? Các anh nói gì, hãy động não suy nghĩ nhiều một chút thì mới là biện pháp giải quyết vấn đề. Cù Vận Bạch cũng biết lúc này không phải là lúc quấy rầy Triệu Quốc Đống đấu võ mồm với đối phương, mắt thấy cục diện tình thế sau khi Triệu Quốc Đống ra mặt đã được thả lỏng một chút, nhưng hiện giờ cô thật sự sắp không chịu nổi rồi. Con người có ba việc gấp, nhu cầu thiết yếu không thể nhịn được,
nếu mình để lòi cái xấu ở đây thì bất kể kết cục cuối cùng thế nào thì e là cả đời này cũng không còn mặt mũi nào sống yên ổn ở Giang Khẩu này. Lúc này Cù Vận Bạch lại hận sao trước khi ra ngoài mình lại uống nửa cốc nước chứ? Tiểu Triệu. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy Cù Vận Bạch có vẻ không bình thường, lúc trước còn tưởng rằng là do đối phương quá mệt mỏi nhưng nếu muốn kiên trì thêm một lúc nữa thì hẳn là có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng giờ thấy sắc mặt đối phương đỏ ửng, hai chân khép chặt lại, hai tay cứ lúc nắm lúc thả, nhưng hắn cũng nghĩ mãi không biết đối phương có vấn đề gì. Chủ nhiệm Cù, sao thế? Tôi muốn đi toilet. Cù Vận Bạch xấu hổ đến mức lý nhí như muỗi vo ve. Triệu Quốc Đống thầm than trong lòng một tiếng, phụ nữ đúng là phiền toái. Về phương diện này thì đàn ông có năng lực khống chế mạnh hơn nhiều, nhưng loại chuyện này cũng không trách được người ta, chỉ có điều trong trường hợp này có muốn thoát thân ngay lập tức cũng không dễ dàng như vậy. Người bên ngoài cũng không rõ hai người thì thầm to nhỏ cái gì, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Quốc Đống thì lại khiến người khác phải suy đoán. Được rồi, mọi người yên lặng một chút. Từ trưa đến giờ mọi người cũng đã nói rất nhiều, chắc hẳn mọi người cũng đã chán ngán. Giờ cũng không còn sớm, trong nhà ai cũng có việc, con trẻ lại sắp tan học rồi, tôi sẽ nói hai câu, nếu mọi người nghe không vào thì xin tiếp tục, tôi sẽ dây dưa cùng mọi người, cho dù đến đêm cũng không sao cả. Triệu Quốc Đống nói rất từ từ, hắn biết lúc này có gấp cũng không được. Anh càng lộ ra ý tứ muốn rời khỏi thì quần chúng lại càng không dễ cho anh đi. Nếu anh thể hiện kiên nhẫn và không sao cả thì bọn họ mới có thể cảm thấy dù có tiếp tục dây dưa nữa thì cũng không có ý nghĩa. Đám người xôn xao một trận, hiển nhiên mất mấy tiếng đồng hồ ở đây cũng làm cho đại bộ phận thấy không kiên nhẫn, ai cũng hiểu rõ ở trong này thì không có khả năng giải quyết được vấn đề. Nhưng nếu không nhận được một câu trả lời rõ ràng thuyết phục thì bọn họ lại lo hy vọng được giải quyết sự tình của mình sẽ lại bị ban quản lý kéo dài vô thời hạn. Chúng ta nghe xem hắn nói gì. Được. Nếu không nói hợp ý thì hôm nay chúng ta quyết tiếp tới cùng. Đúng, nói không hợp ý thì mọi người cùng kéo dài. Triệu Quốc Đống thấy sách lược của mình hiệu quả, trong lòng mừng thầm nhưng trên mặt lại làm bộ xem thường. Có nguyện ý nghe hay không thì tôi không miễn cưỡng, nhưng nếu muốn nghe thì phải tôn trọng người khác, đừng để tôi nói chưa được hai câu đã ngắt lời. Được, bớt nói nhảm đi. Được, chiều hôm nay mọi người đến đây thì mục đích cũng chỉ là muốn ban quản lý giải quyết vấn đề. Chắc chắn vấn đề của mọi người đều không nhất trí. Tôi thấy cán bộ thôn, tổ của thôn Đại Liễu cũng có ở đây, mọi người cũng biết phương thức này không giải quyết được vấn đề và chỉ hy vọng sẽ khiến ban quản lý và chính quyền coi trọng. Giờ tôi có thể nói rõ với mọi người, mới vừa rồi ban quản lý chúng tôi đã báo cáo qua điện thoại với Phó Chủ tịch huyện Lương. Phó Chủ tịch đã chỉ thị chúng tôi phải nhanh chóng thu thập, phân loại tình hình thôn Đại Liễu thậm chí toàn bộ khu vực quản lý trong khu khai phát. Rồi tiến hành làm một chuyên để báo cáo với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện. Vừa rồi tôi cũng đã thương lượng qua với chủ nhiệm Cù, bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ cán bộ ban quản lý sẽ xuống từng thôn, tổ trong khu vực quản lý để tìm hiểu, thẩm tra đối chiếu từng vấn đề mà mọi người phản ánh, cuối cùng sẽ mời huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện tới giải quyết. Triệu Quốc Đống vừa dứt lời thì liền có người kêu lên. Lại là lời lẽ cũ dích, mấy lời này các người nói không biết bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng đều trốn tránh trách nhiệm như thế này, chúng tôi không tin. Không có chúng tôi một thời gian cụ thể thì đừng mơ chúng tôi cho các người đi. Đúng, phải có thời gian cụ thể mới được. Không thể quá lâu. Triệu Quốc Đống nhìn lướt xung quanh, đề cao giọng nói. Được, ngày mai chúng tôi sẽ đi xuống. Sau một tuần sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục. Đám đông lập tức yên tĩnh trở lại. Lời của anh nói có tính không? Nếu như không được thì làm sao? Đơn giản, ban quản lý còn ở đó, có đem cũng không đem đi được. Như tục ngữ nói, hòn thường cũng không chạy khỏi miếu. Nếu như ban quản lý chúng tôi mà nói không giữ lời thì mọi người có thể tìm tới bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ rộng cửa hoan nghênh. Triệu Quốc Đống nói oang oang như chuông rền. Nhưng hãy nhớ kỹ, tôi chỉ nói là cho mọi người một câu trả lời thuyết phục chứ không phải là yêu cầu của mỗi người sẽ được giải quyết và thỏa mãn. Chỉ có yêu cầu hợp lý hợp pháp thì mới có thể được giải quyết. Đây là điều kiện tiên quyết, hy vọng ngày mai khi cán bộ ban quản lý xuống dưới điều tra thì mọi người có thể phản ánh vấn đề chi tiết, lý trí. Nếu mọi người tùy tiện thêu dệt hoặc là giao giá trên trời thì trách nhiệm sẽ không phải của ban quản lý chúng tôi. Vậy ai sẽ xác định yêu cầu của chúng tôi là hợp lý? Trong quần chúng cũng có người duy trì được bình tĩnh và lý trí. Cái đó rất đơn giản. Một là pháp luật và chính sách của quốc gia, mọi người cũng có thể tự mình tìm kiếm và làm quen với pháp luật.
hoặc là tìm người hiểu biết pháp quy để xác minh, để xem ban quản lý có vi phạm chính sách pháp quy hay không. Hai là có thể thông qua yêu cầu quần chúng tới bàn bạc, tranh luận, thật sự không được thì có thể tiến hành biểu quyết không ký tên để chứng minh, nếu điều 1 và điều 2 không đạt được nhất trí thì còn có thể thông qua trình tự tư pháp để giải quyết. Ban quản lý chúng tôi có thể cung cấp viện trợ tư pháp miễn phí cho quần chúng, nói cách khác, nếu quần chúng bất mãn với chính sách pháp quy của quốc gia thì ban quản lý có thể trợ giúp mọi người tới tòa án để tố tụng ban quản lý. Và nếu tòa án thực sự phán kết ban quản lý thua kiện thì ban quản lý sẽ bồi thường. Giọng Triệu Quốc Đống càng nói càng vang dội, lời lẽ rất có khí phách, ánh mắt như kiếm sắc lướt nhanh qua mặt quần chúng ở xung quanh. Triệu Quốc Đống vừa dứt lời thì lập tức tiếng nghị luận vang lên xào xạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với một lãnh đạo tỏ thái độ kiên quyết rõ ràng như thế. Trong lúc nhất thời trong đám đông có đủ lời nghị luận tới tranh cãi xem có nên chấp nhận thông điệp này của Triệu Quốc Đống hay không. Tôi thấy mọi người nên giải tán thì giải tán đi, thời gian cũng không còn sớm. Ngày mai cán bộ ban quản lý sẽ xuống từng thôn tổ để tìm hiểu và xác minh tình hình, có lời gì thì giữ lại nói cho bọn họ, để bọn họ ghi chép cho tốt rồi mang về. Giấy trắng mực đen thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Còn nếu chỉ nói suông thì không có tác dụng. Giọng Triệu Quốc Đống rất từ từ. Phó chủ nhiệm Triệu, anh nói phải giữ lời, ngày mai mà người của ban quản lý không xuống dưới thì chúng tôi sẽ đến tận chỗ ban quản lý các anh. Một người vừa lên tiếng thì những người khác đều có tâm lý đám đông nên đều phụ họa theo. Trong lòng Triệu Quốc Đống lập tức được thả lỏng. Chủ nhiệm Cù và tôi đều ở đây, chẳng lẽ nói trước mặt mọi người còn không tính sao? Yên tâm, ngày mai bảo đảm sẽ xuống dưới. Triệu Quốc Đống phất phất tay. Tản đi, mọi người hãy về nhà, con trẻ đều đang đói bụng chờ mọi người về nhà nấu cơm đó. Nhóm dự bị cũng ở trong đám người khuyên bảo nên mọi người cũng bắt đầu top 5 top 3 ra về, chỉ cần có mở đầu thì không lâu sau mọi người liền tự tản đi. Triệu Quốc Đống vừa mới kịp đỗ xe lại trụ sở ban quản lý thì Cù Vận Bạch đã bán sống bán chết xuống xe, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không kịp nói tiếng nào đã nháo nhào chạy vào buồng vệ sinh. Triệu Quốc Đống thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng tí tách từ phía đối diện do phòng vệ sinh không cách âm tốt lắm. Cù Vận Bạch thật sự là không nhịn nổi, cô không biết nếu chậm thêm 5 đồng hồ nữa thôi thì sẽ phát sinh chuyện gì. Tới khi được ngồi xổm trong nhà cầu thì sự thoải mái sung quả thực khó nói lên lời. Các cụ nói cấm có sai, không có gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời và phòng vệ sinh đúng là nơi hạnh phúc thăng hoa và nỗi buồn được xóa bỏ. Chẳng qua khi cô từ phòng vệ sinh đi ra thì mới phát hiện Triệu Quốc Đống cũng đang rửa tay, nhìn thấy ánh mắt đối phương lướt tới, Cù Vận Bạch lập tức ý thức được đối phương nói không chừng đã ở cách phách, mình vừa rồi lại không chịu nổi. Trong lúc nhất thời Cù Vận Bạch quả thực không dám nghĩ tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.